Hộ hoa cao thủ tại đô thị. Hạ Thiên. Tập 204. Các ngươi đừng làm rộn. Tiêu Giao tiên tử cảm thấy bất đắc dĩ, thở dài giải thích với Võ Vạn Dương, phụ thân, người hiểu lầm rồi. Con không phải bị tôn chủ bắt đến, người bắt con là Vô Thường đại nhân. Võ Vạn Dương sững người, có chút không tin tưởng cho lắm, mệnh Vô Thường. Tại sao hắn lại làm chuyện này? Tiêu Giao tiên tử chậm rãi giải thích, hắn muốn lợi dụng thể chất thái âm của con để bố trí cạm bẫy, dẫn tôn chủ cắn câu. Về phần mục đích cuối cùng của hắn là gì, con cũng không rõ lắm. Nhưng ta nghe mấy vị lão hữu nói, con là bị cái tên tiểu tử tên Hạ Thiên kia bắt đi. Võ Vạn Dương cau mày, bất mãn nói, còn nói tiểu tử này là hỗn độn thiên ma, giết không ít đồng đạo, bảo ta thay liên minh đến đây trừ ma vệ đạo, giết chết tiểu tử này. Phụ thân, người bị những người kia gạt rồi. Tiêu Giao tiên tử thở dài, tính cách của người rất thẳng thắn, người khác nói gì cũng tin. Người bị gạt nhiều lần như thế mà cũng không tiến bộ. Không thể nào, bọn họ là lão hữu nhiều năm của ta, làm sao có thể gạt ta được. Võ Vạn Dương khẽ cau mày, quả quyết khoát tay, sau đó chỉ vào Hạ Thiên, ngươi nói đi, Long Tượng Đại Hòa Thượng, Thông Thiên lão tặc có phải bị ngươi giết hay không? Hạ Thiên gật đầu, đúng, là ta giết đấy, cũng là do bọn họ đáng chết. Thế thì còn nói cái gì được nữa? Võ Vạn Dương chỉ tay vào Hạ Thiên, kiên định nói, bọn họ cũng là lão hữu nhiều năm của ta, nhưng lại chết trong tay ngươi, ta sao có thể không báo thù cho bọn họ được chứ? Tiêu Giao tiên tử hung hăng trừng mắt với Võ Vạn Dương, phụ thân, cha đừng có vô lý với tôn chủ nữa. Nếu không, cha đừng trách con từ đây không nhận cha. Con, Võ Vạn Dương tức đến mức muốn nổ phổi, quả nhiên con gái lớn không dùng được, vì một tiểu tử thúi trước nay chưa từng gặp mà cũng dám không nể mặt cha ruột của mình. Nếu không có hắn, bây giờ con đã chết ở Vân Đài rồi. Tiêu Giao tiên tử hoàn toàn không sợ, thẳng thắn đáp lại, khi con bị thần nữ ti mang đi, tại sao cha không xuất hiện? Khi con bị mệnh Vô Thường bắt đi, tại sao cha cũng không xuất hiện? Khi con bị đám người Thông Thiên Chí Tôn xem là con rơi, tại sao cha cũng không xuất hiện? Lúc này, Võ Vạn Dương không phản bác được. Ông là một võ si, đối với các loại võ học có một sự si mê khó tả, thường xuyên luyện võ. Một lần luyện là mấy năm, mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm, tất nhiên không quan tâm đứa con gái của mình nhiều được. Nếu cha còn bất kính với tôn chủ nữa, cha giết con trước đi. Tiêu Giao tiên tử ngăn trước mặt Hạ Thiên. Hạ Thiên hờ hững nói, tiểu Giao Nhi, nàng không cần suy nghĩ nhiều. Ông ta chẳng phải đối thủ của ta. Nể tình ông ta là cha của nàng, ta chỉ đánh ông ta mà không xử lý ông ta. Tiểu tử, người quá càn rỡ rồi. Nắm đấm Võ Vạn Dương đang siết chặt lại buông ra, thôi được, lão phu không giết hắn. Hạ Thiên cười nói, là ngươi đã tự lưu lại một sinh lộ cho mình. Tuy nhiên, điều này cũng không đại diện lão phu nhận ngươi làm con rể. Võ Vạn Dương tức giận nói. Hạ Thiên nói, ngươi có nhận hay không chẳng liên quan gì đến ta. Phụ thân, chuyện của con và tôn chủ, cha cũng đừng nhúng tay vào. Dù sao cha cũng không hiểu đâu, Tiêu Giao tiên tử nói thẳng. Võ Vạn Dương nhất thời im lặng, một lúc lâu sau mới nói với Hạ Thiên, tiểu tử. Nếu ngươi dám phụ con gái của ta, cho dù ngươi không phải hỗn độn thiên ma, lão phu cũng sẽ một quyền oanh sát ngươi. Từ trước đến nay ta luôn tốt với nữ nhân của mình. Hạ Thiên nghiêm túc trả lời, điều này không cần ngươi phải nhắc nhở. Tốt, rất tốt, Võ Vạn Dương nhất thời không biết nên nói cái gì, liền chỉ vào Hạ Thiên, khí lực của ngươi không tệ nhưng gia quyền không có kỹ xảo, 10 thành công lực cũng chỉ phát huy được 3-4 thành. Ngươi có dám đi cùng lão phu một chuyến đến thần võ tông so tài luận bàn hay không? Lời này nói ra, thật ra là đã chịu nhượng bộ. Tiêu Giao tiên tử thả lỏng trong lòng, nàng biết phụ thân của mình đã chấp nhận quan hệ giữa nàng và Hạ Thiên. Đánh nhau cái gì, ta rất thích. Hạ Thiên cười nói, tuy nhiên, ta cũng sẽ không vì ngươi là cha của tiểu Giao Nhi mà hạ thủ lưu tình đâu. Võ Vạn Dương hừ lạnh, ta cũng sẽ không lưu thủ. Cùng lắm đánh không chết ngươi mà thôi. Ngươi cũng đừng nhiều lời nữa. Hạ Thiên nói, trực tiếp đi thôi. Võ Vạn Dương bỗng dưng hét lớn, hỏa vũ côn, đến đây. Chỉ thấy một con cá chuồn khắp người toàn là lửa xuất hiện bên trên Chí Tôn Cung, gần như che khuất cả bầu trời. Vợ Phù Diêu, nàng cũng đi cùng đi.
Hạ Thiên nói với Phù Diêu tiên tử. Phù Diêu tiên tử lắc đầu, thản nhiên nói, ta còn chuyện khác quan trọng hơn. Chàng cùng với Giao muội muội đi là được rồi. Hạ Thiên cũng không ép, hắn biết Phù Diêu tiên tử muốn về trái đất một chuyến. Tiêu Giao tiên tử cảm kích nhìn Phù Diêu tiên tử, sau đó nói, Tần tỷ tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ chăm sóc tốt cho tôn chủ. Dài dòng cái gì, mau lên đây đi. Võ Vạn Dương đã sớm bay lên trên lưng Hỏa Vũ Côn, từ trên cao nhìn xuống thúc giục, một khắc nữa chính là thời cơ luyện quyền rất tốt. Nếu bỏ qua phải chờ thêm mấy ngày nữa đấy. Hạ Thiên đưa tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Tiêu Giao tiên tử, đằng không bay lên, bay đến trên lưng con cá chuồn. Rất nhanh, con cá lớn toàn thân đều là lửa biến thành một ngọn lửa, trong nháy mắt không thấy đâu. Phù Diêu tiên tử đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trong đôi mắt đẹp hiện lên ý cười không dễ gì phát hiện. Ít lâu nữa sẽ là bàn đào tiên hội, có một số món nợ cũng nhất định phải tính toán rõ ràng một lần. Lần này nàng đến đây thật sự rất cần thiết. Trước kia, nàng cảm thấy nơi này là nơi mạnh nhất của chư thiên vạn giới. Bây giờ xem ra đã có chút miệng cọp gan thỏ. Đã như vậy, nàng cần chi phải kiêng kỵ nữa chứ? Nếu liên minh tu tiên đã không còn được, vậy để chúng ta làm chủ nhân nơi này. Phù Diêu tiên tử chậm rãi bước vào chỗ sâu trong Chí Tôn Cung, bày ra mấy đạo kết giới, mặc niệm tọa độ trong đầu, sau đó biến mất không thấy đâu. Hỏa Vũ Côn che khuất cả bầu trời, không bao lâu đã đến địa bàn Thần Võ Tông. Đây là một nơi võ vận có chút thịnh vượng, tông môn san sát trong toàn bộ giới vực, hơn nữa còn đều là luyện quyền cước, chỉ có rất ít người sử dụng binh khí. Võ Vạn Dương cười ha hả khoe với Hạ Thiên, đây là Thần Võ Tông của ta. Thế nào, có phải võ vận hưng thịnh, vô địch thiên hạ hay không? Hạ Thiên liếc nhìn võ giả dày đặc bên dưới, nhếch miệng nói, luyện thì tạm được, mỗi người hẳn có thể đánh chết được mấy con kiến. Tiểu tử, có phải ngươi khinh thường chúng ta luyện quyền hay không? Võ Vạn Dương nhướng mày, lộ ra vẻ không thích. Tiêu Giao tiên tử vội vàng khuyên nhủ, phụ thân. Cha đừng trêu chọc tôn chủ nữa. Hắn không có ý đó. Cái gì mà không có? Ta thấy hắn đang khinh thường lão phu thì có. Võ Vạn Dương nghe xong, lại càng thêm khó chịu, con mới qua lại với hắn có mấy ngày mà đã bênh hắn như thế, đúng là con gái không dùng được. Hạ Thiên nghe xong, liền không cao hứng, này, lão đầu, ngươi đừng cho rằng ngươi là cha của Tiểu Giao Nhi thì có thể ăn nói lung tung. Nếu còn nhạo báng ta nữa, ta đánh ngươi đấy. Vừa lúc lâu rồi không có đánh đến nghiện, lần này chúng ta đến diễn võ thất đánh đi. Võ Vạn Dương nhe răng, hưng phấn nói. Hạ Thiên nhếch miệng, đi chỗ nào thì đi, dù sao thua thì đừng tìm cớ là được. Ngươi đang làm nhục ta đấy. Võ Vạn Dương siết chặt nắm đấm, trịnh trọng nói, lát nữa ta nhất định phải đánh ngươi thêm một quyền. Hạ Thiên hờ hững nói, nếu ngươi đụng vào được một cọng lông của ta, tính ngươi thắng. Tốt. Chiến ý của ta đang lên cao, đã không nhịn được muốn đánh với ngươi cho thống khoái. Võ Vạn Dương nắm chặt nắm đấm, mấy khớp ngón tay thỉnh thoảng phát ra tiếng răng rắc. Ông ta ra lệnh cho Hỏa Vũ Côn dừng lại trước đại điện Võ Thần Tông, sau đó cao giọng quát, tất cả đệ tử nội môn, đệ tử chân truyền và thủ tọa, chấp sự các tông môn đều đến diễn võ đường quan chiến. Phụ thân, cha đừng so tài với tôn chủ mà. Tiêu Giao tiên tử nhìn không được thuyết phục Võ Vạn Dương. Dù sao quyền cước không có mắt. Mặc kệ ai bị tổn thương đều không phải chuyện tốt. Võ Vạn Dương cười ha hả, con gái ngoan, con yên tâm đi, nể mặt con, ta sẽ hạ thủ lưu tình với hắn. Tiêu Giao tiên tử, thở dài một cái, nàng nói, phụ thân, cha suy nghĩ nhiều rồi. Con lo lắng cha chọc giận tôn chủ, bị hắn thương tổn. Thực lực của cha kém xa tôn chủ, đến lúc đó mất mặt trước mặt môn nhân. Cha cũng đừng trách tại sao con không nhắc nhở cha. Võ Vạn Dương tức giận nói, con đúng là con gái tốt của ta. Ba người tiến vào bên trong đại điện. Võ Vạn Dương tùy ý khoát tay, một luồng khí kình và kiếp lực từ bàn tay tỏa ra ngoài. Đại điện lập tức biến thành một diễn võ đài vô cùng rộng lớn. Bên ngoài lôi đài, người của Thần Võ Tông đã đến đông đủ, người nào cũng hưng phấn không thôi. Võ Vạn Dương có xưng hô thiên hạ đệ nhất quyền của liên minh tu tiên. Năm đó, ông đã từng một quyền trấn nhiếp vô số tà ma, thắng được gần 2 vạn năm hòa bình cho liên minh tu tiên, được người ta gọi là diệt ma thần quyền. Trong bàn đào tiên hội 1 vạn năm trước,
ông đã một quyền đánh lui Hạ Vô Kỵ danh tiếng đang thịnh lúc đó, từ đó triệt để danh chấn toàn bộ liên minh. Nhưng gần đây, ông không hề có dịp phát huy toàn lực, cho nên lúc này, trên dưới thần võ tông đều hưng phấn dị thường. Tin tức Võ Vạn Dương đến diễn võ trường rất nhanh truyền ra ngoài, thậm chí rất nhiều trưởng lão liên minh cũng chạy đến quan chiến. Thần võ tông trong nháy mắt liền trở nên náo nhiệt. Võ tông chủ muốn ra tay, đúng là chuyện lạ. Là ai trêu chọc tông chủ vậy? Đúng là không biết chữ chết viết như thế nào. Tiểu tử kia nhìn có vẻ rất yếu đuối, có thể đỡ được của võ tông chủ một quyền sao? Chỉ sợ một quyền đã tiến hắn đến Tây Thiên rồi. À, ta nhớ rồi, người này hình như gọi là cái gì Thiên, dường như là hội chủ tân nhiệm của hội Chí Tôn. Ừ, đúng rồi, tên Hạ Thiên. Nhưng hắn không phải Hỗn Độn Thiên Ma sao, tại sao lại thành Chí Tôn rồi? Cũng không rõ nữa, bọn họ đánh nhau cũng được, để Võ Mãng Phu đánh chết tên tiểu tử tà dị kia đi. Trên diễn võ trường, Tiêu Dao tiên tử cảm giác mình là một người dư thừa. Nếu đã không còn khuyên được, nàng liền dứt khoát không khuyên nữa, liền nói với Hạ Thiên, tôn chủ, chàng muốn ra tay thì cứ mạnh tay, miễn không đánh chết là được. Tính tình của phụ thân ta là như vậy, nếu không ăn chút đau khổ, nhất định sẽ không chịu thu liễm. Về sau còn không biết sẽ chọc ra tai họa gì nữa. Con là con gái của ta sao? Võ Vạn Dương trăm mối vẫn không có cách giải, tâm trạng lại càng thêm phiền muộn. Phẫn nộ quát lớn, ta vốn dự định đến điểm là dừng. Nhưng bây giờ không cho hắn chút sắc mặt, hắn còn tưởng rằng danh hào quyền đạo Chí Tôn của ta là hư danh. Cha còn chưa đến Chí Tôn, Tiêu Dao tiên tử bĩu môi nói. Đó là lão phu khinh thường làm Chí Tôn. Võ Vạn Dương hừ lạnh một tiếng, sau đó đưa tay trục xuất Tiêu Dao tiên tử ra khỏi diễn võ trường, tiếp theo bóp quyền nhìn về phía Hạ Thiên, tiểu tử, cái cơ thể nhỏ bé này của ngươi tốt nhất nên chịu được đánh. Nếu không, ta không thu được lực, không cẩn thận đánh chết ngươi, lúc đó phiền phức lắm. Hạ Thiên nhếch miệng, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, cho dù đánh ngươi chết cũng có thể cứu sống ngươi. Múa mép khua môi cũng vô dụng mà thôi. Võ Vạn Dương cười lạnh một tiếng, siết chặt nắm đấm, khí kình giữa ngón tay lập tức bắn ra, hiện tại, lão phu sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là quyền phong vô địch. Đến. Hạ Thiên đứng im không nhúc nhích, cũng không có ý định ra tay. Chỉ tùy ý nói, ngươi cứ việc ra chiêu, ta lui một bước xem như ta thua. Ngươi quá cuồng vọng rồi, muốn chết cũng không thể tìm. Chữ tìm vừa mới ra khỏi miệng, cơ thể Võ Vạn Dương đã nổi lên một tầng kim quang mỏng nhạt. Khi chuẩn bị nói đến chữ tiếp theo, người đã đến trước mặt Hạ Thiên, nắm đấm đánh thẳng vào chính giữa bụng của hắn. Một quyền này cương mãnh không trù, cương phong bạo khởi. Nếu diễn võ trường không phải dùng nguyên liệu đá đặc biệt để chế tạo, đoán chừng lúc này đã bị chấn vỡ, biến thành một cái hố sâu. Quyền phong của tông chủ càng lúc càng hung hãn. Lẹ như điện, nhanh như sấm, hoàn toàn không cách nào ngăn cản. Chỉ sợ tiểu tử kia đã bị chấn nát tâm mạch rồi. Quả nhiên là võ quyền thần, mệnh vô thường và thông thiên đúng là quá mất mặt. Tiêu Dao tiên tử nghe những người chung quanh bàn tán, tâm không khỏi siết chặt. Mặc dù nàng nhận định thực lực Hạ Thiên mạnh hơn phụ thân của nàng, nhưng vẫn không thể tránh khỏi khẩn trương. Trong diễn võ trường, Võ Vạn Dương cười ha hả, thu hồi nắm đấm, nói với Hạ Thiên, tiểu tử, một quyền này, lão phu chỉ dùng 6 thành công lực, ngươi chịu nổi không? Chẳng khác gì gãi ngứa, Hạ Thiên xác thực không có việc gì, thậm chí biểu hiện cũng không thay đổi. Hắn lười biếng nói, đừng lãng phí thời gian của ta nữa. Ngươi có mấy phần lực thì dùng mấy phần lực, tốt nhất nên dùng đến 12 phần sức mạnh, có như vậy mới khiến ta miễn cưỡng có chút hào hứng. Thú vị đây, Võ Vạn Dương khẽ cười một tiếng, yên lặng nhìn Hạ Thiên, không hổ danh là Hỗn Độn Thiên Ma, thể phách cường hãn khiến người ta không thể tưởng tượng. Hạ Thiên khó chịu nói, ta không phải Hỗn Độn Thiên Ma. Ta chính là người, một người bình thường chẳng có gì lạ. Ta chỉ đẹp trai đến mức kinh thiên động địa. Thông minh không ai có thể so sánh được mà thôi. Ngươi đúng là không muốn mặt mũi gì cả. Võ Vạn Dương cười nhạo một tiếng nhưng vẫn thuận miệng giải thích, nói ngươi là Hỗn Độn Thiên Ma cũng không phải ăn nói lung tung, bởi vì ngươi rất giống Dạ Đế hơn 2 vạn năm trước. Hạ Thiên nhếch miệng, mấy lời nói nhảm này ngươi cũng đừng nói nữa. Gương mặt anh Tuấn này của ta thế gian không có người thứ hai đâu. Ngươi nổ quá rồi đấy. Võ Vạn Dương có chút im lặng,
lão phu thấy ngươi có thể chất có thể coi thường tất cả công kích, tốc độ phát triển nhanh đến mức không thể tin nổi, còn có thiên phú càng chiến càng mạnh. Lời này nói ra rất giống như đang giảng bài. Hạ Thiên nghe xong, cảm thấy vô cùng bực bội. Hắn nói với Võ Vạn Dương, ngươi còn muốn đánh nữa không, ta cũng không phải đến đây để lên lớp. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy hiếu kỳ về xuất xứ của mình sao? Võ Vạn Dương một lần nữa bóp quyền đánh tới, ngoài miệng không ngừng nói, nếu ngươi chỉ là phàm nhân bình thường, làm sao ngươi có thể đi đến hiện tại? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bĩu môi nói, nể mặt Tiểu Giao Nhi, ta cho ngươi thêm 10 giây. Nếu ngươi còn nói nhảm nữa, ngươi đừng trách ta không khách sáo. 2 vạn năm trước, Lão Phu cũng đã tham gia trận chiến của Dạ Đế. Quyền phong của Võ Vạn Dương bỗng nhiên có sự thay đổi rất nhỏ, lại có tia chớp màu đen lướt lên, tạo thành một sức đẩy vô cùng cường đại, bóp mép toàn bộ không gian diễn võ trường, lúc đó ta dùng chính là một quyền này. Ngươi nếm thử xem. Trong phạm vi 100 dặm đều bị một thần quang màu đen bao phủ. Trưởng lão đến quan chiến cũng không khỏi kinh hãi. Cái này, đây là diệt ma thần quyền của võ tông chủ sao? Đúng là quá kinh khủng, khó trách lại có thể trấn nhiếp yêu ma vạn năm không dám xâm phạm. Hồng Vân đại trưởng lão còn e ngại uy lực của một quyền này, sao có thể nói đùa được? Chỉ là có chút chuyện bé xé ra to, cũng đừng để lan đến khán đài chứ. Võ Mãng Phu đúng là nóng tính, lại dùng đến một quyền này. Bao nhiêu năm không gặp, hắn vẫn làm cho người ta kinh hãi như cũ, giống như đại đạo cũng có thể bị đánh nổ. Hạ Thiên nhìn thấy một quyền này, rốt cuộc lộ ra nụ cười, một quyền này mới tính là thú vị đây. Oanh! Vô số tia chớp màu đen va chạm kịch liệt, bắn tung tóe, lại không chút kiêng kỵ nổ tan bốn phía. Cũng may diễn võ trường được tầng tầng kết giới ngăn cách. Bằng không, đoán chừng toàn bộ thần võ tông sẽ bị đánh thành cặn bã. Tôn chủ, phụ thân sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Toàn thân Tiêu Dao tiên tử không khỏi run lên, vô thức muốn lách mình vào xem nhưng uy áp cường đại khiến cho nàng không cách nào động đậy. Bên trong diễn võ trường, hắc lôi chảy xiết, người bên ngoài không cách nào nhìn thấy rõ bên trong. Hạ Thiên thân ở trong đó lại bị dẫn đến một không gian khác. Nơi này là tinh không vô ngần, bốn phía ngoại trừ màu đen thì là vô số tinh cầu gần gần xa xa. Một con sông lớn từ đằng xa chậm rãi chảy đến, thu nạp một phần tinh cầu vào trong. Hạ Thiên cau mày, hắn đã nhìn thấy tình huống này 2-3 lần ở trái đất, gọi là huyền hoàng đạo nguyên. Đây chính là đạo nguyên của thần võ tông chúng ta. Võ Vạn Dương đứng lơ lửng bên trên sông lớn, thản nhiên nói, người đã có thể chiến thắng hắc vô thường, còn có mệnh vô thường, thông thiên lão tặc, hẳn cũng có thể kế thừa được một đạo nguyên. Hạ Thiên lắc đầu, đúng vậy. Nhưng ta từ chối. Vì sao lại từ chối? Võ Vạn Dương khó hiểu hỏi, có đạo nguyên tương trợ, con đường tu hành sẽ làm ít công to, hơn nữa còn có thể vượt cấp miểu sát tu tiên giả cao hơn ngươi 2 cảnh giới. Đạo nguyên chính là tạo hóa che trời, rất nhiều người cầu còn không được. Cho dù toàn bộ thượng tầng liên minh, người có được đạo nguyên cũng không quá 10 người. Ta có thể giết đám ngớ ngẩn đó và lấy chúng bất cứ lúc nào. Hạ Thiên khinh thường nói. Không cần đạo nguyên gì cả. Mà đạo nguyên rốt cuộc là cái thứ gì vậy? Mặc dù Hạ Thiên đã gặp qua huyền hoàng đạo nguyên, nhưng hắn thật sự không biết rõ rốt cuộc đạo nguyên là cái gì. Thứ nhất, hắn hoàn toàn không có hứng thú với việc tìm tòi nghiên cứu, thứ hai cũng không có ai giải thích qua với hắn. Ngươi không biết sao? Võ Vạn Dương càng thêm ngạc nhiên, cũng không nói nhảm, bỗng nhiên bóp quyền đánh tới Hạ Thiên. Con sông lớn vắt ngang tinh không kia bắt đầu chảy xiết. Hạ Thiên phát hiện cơ thể của mình không bị khống chế bay về phía nắm đấm của Võ Vạn Dương. Tinh cầu, thiên thạch gần đó cũng giống như vậy. Uy của một quyền này mơ hồ có thể đánh nổ tinh hà. Hạ Thiên phát hiện một quyền này không hề đơn giản, đương nhiên hắn sẽ không để cho mình bị đánh, giữa ngón tay của hắn lập tức sáng lên ngân châm đâm tới hư không. Một châm này không có động tĩnh quá lớn. Nhưng trong nháy mắt đã khiến cho sông lớn đang náo động trở nên yên tĩnh. Bành! Tuy nhiên, một quyền này của Võ Vạn Dương vẫn đánh trúng Hạ Thiên. Hạ Thiên cảm thấy mình giống như ánh nắng trên mặt nước, đột nhiên bị một cơn gió mát quấy nhiễu. Một cảm giác nguy hiểm khó hiểu xông lên đầu, khiến cho hắn không tự chủ được thối lui về phía xa. Một quyền này chính là một quyền ẩn chứa đạo nguyên. Võ
Võ Vạn Dương lập tức thu hồi nắm đấm, cười nói với Hạ Thiên, người đã có thể hóa giải, nói rõ người cũng đã có đạo nguyên. Hạ Thiên khó chịu nói, người làm cả nửa ngày vẫn không nói rõ rốt cuộc đạo nguyên là cái gì. Trong lòng Võ Vạn Dương nghi hoặc không thôi nhưng vẫn chậm rãi giải thích cho Hạ Thiên, cái gọi là đạo nguyên chính là đại đạo chi nguyên, cũng không khác gì so với đầu nguồn đại giang đại hà. Mặc kệ sông biển có chảy nhanh đến cỡ nào, nguồn gốc của chúng nhất định là những tia nước nhỏ. Nhưng những tia nước nhỏ đó lại là dòng chảy vĩnh cửu, hơn nữa còn có lực sinh mệnh và tính bao dung, có thể dung nạp tất cả những dòng chảy khác. Có đạo nguyên, chẳng những tu hành có thể làm ít công to, còn có thể hình thành hệ thống võ học của mình, sau đó dần dần khai sáng tông môn. Dù sao, sức mạnh cá nhân có mạnh hơn thì cũng có hạn, không cách nào so sánh với tông môn. Cái gọi là không tích lũy dòng nhỏ thì dùng cái gì để tạo thành biển? Đây chính là đạo lý này. Dòng nhỏ ngày càng nhiều, tương lai của ngươi cũng càng nhiều, tỷ lệ sai số càng lớn, xác suất phi thăng chân tiên giới tất nhiên cũng càng lớn. Nói xong, Võ Vạn Dương càng lúc càng cảm thấy kỳ lạ, liền thuận miệng hỏi, cái này mà ngươi cũng không biết, chẳng lẽ trưởng bối tông môn của ngươi chưa từng nói với ngươi sao? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Ta không có tông môn, Hạ Thiên ngoáy ngoáy lỗ tai, lười biếng nói, hơn nữa, đạo nguyên mà ngươi nói nhìn qua cũng chẳng có gì lợi hại. Võ Vạn Dương im lặng. Ánh mắt của ông ta bỗng nhiên cứng đờ, nhìn chằm chằm Hạ Thiên, không đúng, nếu ngươi không có đạo nguyên tương trợ, làm sao có thể đạt đến tu vi như bây giờ? Cũng không có khả năng đánh bại Hạ Vô Kỵ và Thông Thiên lão tặc. Xử lý đám ngu ngốc kia thì không cần đạo nguyên. Hạ Thiên nhếch miệng, sự trưởng thành của ta toàn bộ là dựa vào thể chất của ta, Nghịch Thiên Bát Châm và các bà vợ của ta, chứ chẳng phải đạo nguyên gì cả. Ánh mắt Võ Vạn Dương hiện lên sự nghi hoặc rất sâu. Ông ta lẩm bẩm, chỉ dựa vào Nghịch Thiên Thần Châm và phương pháp song tu, làm sao ngươi có thể đạt đến tu vi như bây giờ? Đúng là không thể tưởng tượng được. Vì sao lại không thể nào chứ? Hạ Thiên hỏi ngược lại một câu, chuyện các ngươi không làm được, chẳng lẽ người khác cũng không làm được? Võ Vạn Dương vẫn lắc đầu, Nghịch Thiên Thần Châm không có khả năng đột phá hạn chế pháp tắc. Cho dù có tăng thêm song tu cũng không có khả năng. Thể chất của ngươi rất đặc biệt, chẳng lẽ còn có đặc điểm của thái âm chi thể như con gái ta hoặc Phật tướng chi thể như Hạ Vô Kỵ. Trong liên minh tu tiên, mặc dù vô thượng đạo thể không thể nói là hiếm, nhưng vẫn mạnh hơn vô số người. Có thể hay không thể ta cũng đã làm được, mà cũng chỉ có ta mới làm được. Hạ Thiên lười biếng nói thẳng đi, người có còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh thì thôi, ta không rảnh ở đây nói nhảm với ngươi. Võ Vạn Dương cười khẽ, cũng cảm thấy mình hơi nhiều chuyện, liền nói, cũng đúng, rốt cuộc trên người ngươi có bí mật gì, cộng thêm liên minh tu tiên sẽ phát triển đến tình trạng nào cũng không liên quan đến ta. Vậy ý của ngươi chính là không đánh nữa? Hạ Thiên thoáng có chút thất vọng. Đánh như vậy cũng chẳng có ý nghĩ gì. Võ Vạn Dương cũng có chút thất vọng, trong lòng ông ta dâng lên một suy nghĩ khác, liền hỏi Hạ Thiên, ngươi theo đuổi đại đạo cuối cùng là gì? Vẻ mặt của Hạ Thiên vô cùng đương nhiên, cái gì mà đại đạo cuối cùng chứ, không cần nhiều như vậy đâu. Cái mà ta muốn bây giờ chính là muốn mau sớm luyện thành Nghịch Thiên Bát Châm, xử lý toàn bộ đám ngu ngốc đã đắc tội với vợ Phù Diêu, còn uy hiếp chúng ta nữa. Võ Vạn Dương hỏi dò, bây giờ ngươi là hội chủ hội chí tôn. Chẳng lẽ ngươi không nghĩ qua mình sẽ trở thành đại chí tôn, chấp trưởng liên minh tu tiên sao? Ta hoàn toàn không có hứng thú đối với việc thống trị cái gì cả. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ngươi có hứng thú, bây giờ ngươi có thể làm hội chủ gì đó cũng được. Thôi không cần. Võ Vạn Dương đối với cái gì là hội chủ hội chí tôn cũng chẳng có hứng thú, chỉ nhắc nhở, Nghịch Thiên Thần Châm của ngươi xác thực thần diệu vô song. Không tồn tại cái gì là Nghịch Thiên Thần Châm cả. Hạ Thiên một lần nữa thuận miệng cải chính, chỉ có Nghịch Thiên Bát Châm mà thôi. Võ Vạn Dương mỉm cười hỏi ngược lại, vậy ngươi có nghĩ đến thật ra Nghịch Thiên Bát Châm không tồn tại, Nghịch Thiên Thần Châm mới là diện mạo trước của nó? Vấn đề này, đáp án liếc qua là có thể thấy ngay. Ngươi cứ nói đi. Hạ Thiên lười phân biệt. Cái gọi là Nghịch Thiên Thần Châm, một thức luyện thành cũng không có. Hơn nữa bản thân công pháp còn có chỗ thiếu hụt rất lớn. Thậm chí nó còn giống một môn công pháp chuyên dùng để câu cá. Nhưng hắn đã luyện Nghịch Thiên Bát Châm, hơn nữa còn luyện thành,
đồng thời còn dựa vào môn công pháp này một đường đi đến đây. Cái gì cũng không cần phải nói nữa. Tuy nhiên, đám người liên minh tu tiên từ trước đến nay luôn tự cao tự đại, kiêu căng đã quen, tuyệt đối sẽ không thừa nhận bọn họ bị lừa, chỉ có thể lừa mình dối người mà thôi. Việc này cũng chẳng liên quan gì đến Hạ Thiên, hắn chỉ cảm thấy phiền khi nghe nhắc đến nghịch thiên thần châm. Được rồi, mặc kệ là nghịch thiên bát châm hay là nghịch thiên thần châm, tóm lại cũng chỉ là một bộ châm pháp mà thôi. Võ Vạn Dương cũng giống như Hạ Thiên, cảm thấy cái tên này cũng chẳng cần phải phân biệt. Ông nói tiếp, năm đó, sau khi Dạ Đế chỉnh lý lại nghịch thiên chân kinh, đã mang 4 bộ kỳ thư này truyền khắp toàn bộ liên minh tu tiên. Tuy nói về sau chúng đã bị tiêu hủy nhưng những tu tiên giả đã đọc qua bộ công pháp đỉnh cấp này cho dù không có 1000 cũng có 800, nhưng không ai luyện thành, cao nhất cũng chỉ luyện được tầng thứ 3 mà thôi. Điều này đã nói rõ nghịch thiên thần châm thật ra là một phế công pháp, hoặc có thể nói là không hoàn chỉnh. Dừng lại 2 giây, ông nhìn Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi lại, ngươi tổng không cảm thấy ngộ tính và thiên phú của tu tiên giả cao tầng toàn bộ liên minh tu tiên sẽ không bằng ngươi chứ? Đương nhiên, Hạ Thiên nhún vai nói, bọn họ không bằng ta là sự thật hiển nhiên. Được, xem như ngươi đúng. Võ Vạn Dương nhượng bộ một bước, trực tiếp gật đầu thừa nhận, cho dù ngươi là thiên tài khoáng cổ tuyệt kim nhưng nếu không có đạo nguyên tương trợ, với chút linh khí của tiên khí chi địa, có thể chống đỡ tu luyện được một nguyên anh kỳ đã là kỳ tích lớn lao rồi, làm sao có thể xuất hiện người như ngươi chứ? Hạ Thiên cảm thấy có chút nhàm chán, lại có chút buồn cười, lão đầu nhi, ngươi có ý đồ gì thì cứ nói thẳng. Ta không thích mấy trò chơi giải đố. Ngươi yên tâm đi, lão phu tuyệt không có ác ý với ngươi. Võ Vạn Dương im lặng 2-3 giây, dường như đang suy nghĩ nên tìm từ gì để Hạ Thiên cảm thấy không phản cảm. Một lúc lâu sau ông mới nói, đạo nguyên của ngươi chung quy là của ngươi, cho dù lão phu có muốn đoạt cũng không được, nhưng lão phu hy vọng ngươi có thể công khai phương pháp đạo nguyên của ngươi ra. Ông thấy Hạ Thiên dường như muốn nói cái gì đó, lập tức giơ tay lên, ngươi đừng vội từ chối, hãy nghe ta nói hết. Hạ Thiên có vẻ không được kiên nhẫn nhưng cũng không cắt ngang đối phương. Con đường này của ngươi quá thần kỳ, cao tầng liên minh gần như mỗi người đều muốn biết. Thậm chí còn có cách làm riêng. Biểu hiện của Võ Vạn Dương vô cùng tập trung, cũng không hề có ý định đùa giỡn, nếu ngươi công khai ra, cho dù bọn họ không cách nào tu luyện nhưng định ý đối với ngươi sẽ giảm xuống rất nhiều. Về sau, ngươi ở liên minh tu tiên cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Nói nhảm xong chưa, Hạ Thiên nhếch miệng. Võ Vạn Dương thành thật nói, lão phu sẽ không để ngươi làm không công đâu. Để báo đáp ngươi, ta sẽ tặng đạo nguyên còn lại của thần Võ Tông cho ngươi hết. Lời này của ông khiến Hạ Thiên cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cũng không phải hắn không có hứng thú với đạo nguyên của thần Võ Tông, mà là hắn không cảm nhận được trên người Võ Vạn Dương có tư tâm gì. Đúng là kỳ lạ. Vậy ngươi có mưu đồ gì? Hạ Thiên kỳ quái hỏi. Võ Vạn Dương cũng không giấu giếm, nói thẳng lý do ông ta làm như vậy, gần 2 vạn năm qua, ở liên minh tu tiên, ngoại trừ rất ít người. Phần lớn tu vi của mọi người đều ngưng lại, rất cần một sức sống mới tiến hành kích thích. Nếu đạo nguyên của ngươi có thể giúp được tu tiên giả trong liên minh, đây chính là công tại thiên thu. Hạ Thiên khoát tay, bất mãn nói, ngươi bớt làm màu ở đây đi, ta hỏi cũng không phải cái này. Vậy ngươi muốn hỏi cái gì? Võ Vạn Dương không hiểu. Hạ Thiên nói, ngươi đưa đạo nguyên của ngươi cho ta là để làm gì? Ta muốn ngươi tiến thêm một bước. Tốt nhất có thể phi thăng thành công. Võ Vạn Dương cũng không do dự, lạnh nhạt nói, rất nhiều người đang hoài nghi con đường phi thăng của liên minh đã bị thần hoàng phong tỏa. Ta muốn biết đáp án. Muốn biết đáp án, chính ngươi thử một chút chẳng phải sẽ biết sao. Hạ Thiên tùy ý nói. Võ Vạn Dương quả quyết lắc đầu, ta không có bản lĩnh đó. Hơn nữa ta mơ hồ có một dự cảm, thần hoàng rất có thể sẽ xuất quan, nhưng đó cũng không nhất định là chuyện tốt. Có khả năng sẽ mang đến tai nạn mang tính hủy diệt cho toàn bộ liên minh. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, mất hứng nhìn Võ Vạn Dương, ngươi không có nói thật. Ngươi đúng là khó lừa gạt, Võ Vạn Dương cũng không tiện che giấu, nói thẳng, được, vậy lão phu xin phép nói thẳng. Ta hy vọng ngươi có thể xử lý thần hoàng, mang đến một bầu trời mới cho liên minh tu tiên. Hạ Thiên có chút hứng thú đối với việc xử lý thần hoàng. Về phần liên minh tu tiên có thay đổi trời hay không, chẳng liên quan gì đến hắn.
Hạ Thiên cũng không tiếp nhận đạo nguyên của Võ Vạn Dương, nhưng thời gian kế tiếp hắn vẫn ở lại Thần Võ Tông. Ban ngày luận bàn với Võ Vạn Dương, ban đêm luận bàn với Tiêu Dao Tiên Tử, thời gian trôi qua xem như không tệ. Khi đánh với Võ Vạn Dương, mặc dù không quyết sinh tử nhưng nhiều lần hắn vẫn đánh cho Võ Vạn Dương sức cùng lực kiệt, cuối cùng Võ Vạn Dương không thể không xuất ra đạo nguyên diệt ma thần quyền, khi đó mới có thể khiến Hạ Thiên yên tĩnh được một lát. Ban đầu, Hạ Thiên quả thật không biết làm sao phá giải quyền pháp quỷ dị này. Tuy nhiên, khoảng 2-3 ngày sau, Hạ Thiên đã thuần thục tiết tấu diệt ma thần quyền, rất nhanh khiến cho Võ Vạn Dương rơi vào tình cảnh bị đánh đến lung túng. Liên quan cái gọi là đạo nguyên, mặc dù Hạ Thiên vẫn không rõ nó là thứ gì nhưng lại có hiểu biết sâu sắc về công năng của nó. Đạo nguyên có thể tiến hành chiết xuất linh khí, kiếp lực trong nháy mắt. Thứ này ngược lại có chút tương tự với tĩnh linh văn. Đồng thời nó còn có tác dụng tăng phúc mạnh mẽ đối với công pháp tương ứng. Hơn nữa còn hình thành một khí tràng cực kỳ kỳ diệu, có thể khiến cho linh khí và kiếp lực của đối thủ rơi vào chân không trong thời gian ngắn ngủi. Cao thủ so chiêu, chỉ trong một cái chớp mắt đã có thể quyết định sinh tử. Trên cơ bản Hạ Thiên có thể xác nhận, khí tràng đó thật ra chính là dư vận pháp tắc, nhưng hắn cũng không vì vậy mà có suy nghĩ gì về đạo nguyên. Trên thực tế, hắn mơ hồ cảm giác được nghịch thiên bát châm và pháp tắc có quan hệ với nhau. Hắn cũng mò ra mánh khóe của nghịch thiên bát châm, nhưng còn cần một thời cơ phù hợp để tiến hành đột phá. Một ngày nọ, trong diễn võ trường, Võ Vạn Dương ngay cả 10 giây cũng không chịu được, bị một quyền của Hạ Thiên đánh trúng mặt, bay rớt ra ngoài, lăn lông lốc vài vòng trên mặt đất. Ngày nào hai người cũng đánh như vậy, chẳng lẽ hai người không thấy mệt mỏi, không thấy ngán hay sao? Tiêu Dao Tiên Tử ngồi trên ghế quan sát, hai tay ôm mặt, biểu hiện ngán ngẩm. Hạ Thiên rơi xuống trước mặt Tiêu Dao Tiên Tử, cười nói quả thật có chút nhàm chán. Ông ta càng lúc càng yếu. Lão Phu đã bỏ đi tư thái và tôn nghiêm, ngày nào cũng rèn luyện gân cốt với người ở đây, không để ý đến vất vả. Võ Vạn Dương từ dưới đất bò dậy, phủi phủi bụi đất trên người, bĩu môi nói, tiểu tử ngươi ngoài miệng không hề cảm kích thì thôi đi, lại còn chửi bới ta trước mặt con gái của ta, đúng là lang tâm cẩu phế. Thôi đừng chém gió nữa. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi đang lợi dụng ta để tìm ra sơ hở trong quyền pháp của ngươi. Ta không lấy tiền của ngươi đã là tốt lắm rồi. Võ Vạn Dương cười khan, ngươi không phải cũng đã quen với tác dụng của đạo nguyên rồi hay sao? Mọi người đều có toan tính, mưu đồ lẫn nhau mà. Thật ra đạo nguyên của ngươi không còn thừa lại bao nhiêu. Hạ Thiên khinh thường nói, ta dùng 3 ngày đã thăm dò rõ ràng, về sau chỉ là nể mặt Tiểu Dao Nhi bồi luyện với ngươi mà thôi. Tiêu Dao Tiên Tử thấy hai người lại đấu võ miệng, không khỏi lắc đầu bất đắc dĩ. Lúc này, một bóng người từ bên trên chậm rãi rơi xuống diễn võ trường, cao giọng nói, bên ngoài đã sớm loạn đến bát nháo, các người lại còn nhàn hạ ở đây luận bàn võ nghệ. Võ Vạn Dương liếc nhìn người đến, có chút kỳ quái hỏi, vấn thiên lão tặc, người không có việc gì thì đến Thần Võ Tông của ta làm gì? Không phải đến tìm ngươi. Vấn thiên đạo nhân khoát tay với ông ta, sau đó nhìn về phía Hạ Thiên, bần đạo cố ý đến tìm hội chủ tân nhiệm của chúng ta. Hạ Thiên tùy ý hỏi, lão mũi trâu, người tìm ta làm gì? Người làm hội chủ mừng đến mức mất trí nhớ rồi sao? Vấn thiên đạo nhân cười khổ lắc đầu, chẳng lẽ người không nhớ rõ mục đích của mình khi đến liên minh tu tiên sao? Hạ Thiên suy nghĩ một chút, thật sự là chẳng có ấn tượng gì cả, mục đích gì? Là bàn đào tiên hội đấy. Vấn thiên đạo nhân bó tay, sau đó nói với Hạ Thiên, trước đó, ngươi không phải đã tiếp vô thường lệnh của bần đạo, sau đó đến tham gia bàn đào tiên hội sao? Cuối cùng Hạ Thiên cũng có chút ấn tượng, cái đại hội rách nát đó cũng vẫn được tổ chức sao? Vấn thiên đạo nhân lại càng bất đắc dĩ, chậm rãi giải thích, bàn đào tiên hội bình thường sẽ do hội chủ hội chí tôn dẫn đầu tổ chức. Hội chủ ban đầu chính là lão già thông thiên, nhưng bây giờ ông ta đã chết trong tay ngươi. Tiến độ của tiên hội tất nhiên là bị đứt đoạn. Đúng vậy. Tiên hội cũng sắp bắt đầu rồi. Lúc này, Tiêu Dao Tiên Tử đột nhiên bừng tỉnh, đạo trưởng người đến tìm tôn chủ thương lượng việc tổ chức bàn đào tiên hội sao? Tổ chức thì không cần phải thương lượng. Vấn thiên đạo nhân lắc đầu, lần này bàn đào tiên hội trải qua Hoàng Phó Tâm Ma Lão Tổ cho phép, toàn quyền giao cho Hồng Vân Đại Trưởng Lão chủ sự chuyện này. Tiêu Dao Tiên Tử gật đầu,
Hồng Vân Đại trưởng lão là người có tư lịch già nhất trong liên minh tu tiên. Mặc dù ông ấy không ở hội chí tôn nhưng do ông ấy tổ chức chắc hẳn sẽ không có người phản đối. Vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta chẳng có hứng thú tham gia cái tiên hội dở hơi đó đâu. Vấn Thiên đạo nhân nhẹ giọng nói, năm đó, Hồng Vân Đại trưởng lão là một trong những thủ phạm biếm phù diêu tiên tử đến tiên khí chi địa, chẳng lẽ ngươi cứ như vậy mà buông tha cho ông ta? Hạ Thiên nhìn Vấn Thiên đạo nhân, lỗ tai nào của ngươi nghe thấy ta buông tha cho ông ta? Vậy ngươi hãy đoạt quyền tổ chức bàn đào tiên hội đi, để ông ta mất hết mặt mũi. Vấn Thiên đạo nhân hợp thời giật dây Hạ Thiên, bây giờ ngươi chính là hội chủ tân nhiệm danh chính ngôn thuận, so với ông ta ngươi càng có tư cách tổ chức hơn, vì sao ngươi lại không đoạt với ông ta chứ? Ta không có hứng, Hạ Thiên trả lời rất đơn giản. Điều này chẳng liên quan gì đến hứng thú hay không. Chẳng ai có hứng thú với chuyện này cả. Quan trọng là quyền lực và cách cục sau khi bàn đào tiên hội được tổ chức xong. Vấn Thiên đạo nhân tiếp tục khuyên, đám người Hồng Vân Đại trưởng lão nắm giữ liên minh tu tiên đã 6-7 năm. Tất cả tu tiên giả tầng giữa và tầng dưới chót đã sớm khổ sở với bọn họ thời gian rất dài. Lúc trước, bọn họ đã thông qua bàn đào tiên hội mà nắm giữ quyền nói chuyện. Chúng ta chỉ có thể trơ mắt nhìn thế hệ tân tú này đến thế hệ tân tú khác bị hủy trong tay bọn họ. Mấy chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh thêm nữa. Hạ Thiên tùy ý nói, vậy vì sao ngươi không thay đổi tình huống này đi? Khụ khụ khụ. Vấn Thiên đạo nhân ho khan vài tiếng, bần đạo không phải không có làm qua, chỉ là lực chưa đủ. Ngươi không phải nói có rất nhiều người chịu khổ trong tay bọn họ thời gian dài sao? Hạ Thiên hỏi, vì sao các ngươi không liên hợp đánh ngã ông ta? Khụ 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 khụ. Vấn Thiên đạo nhân ho lại càng nhiều hơn. Tôn chủ, người đừng làm khó Vấn Thiên đạo trưởng nữa. Từ nhỏ Tiêu Dao tiên tử đã sống ở liên minh tu tiên, tất nhiên hiểu được lo lắng trong lời nói của Vấn Thiên đạo nhân, đạo trưởng cũng có nỗi khổ tâm. Ngài ấy không phải không làm qua mà là thất bại. Bằng không, 2 vạn năm trước ngài ấy đã là hội chủ hội chí tôn rồi. Hạ Thiên cười một tiếng, thế 2 vạn năm trước hắn làm cái gì? 2 vạn năm trước. Khi tất cả mọi người đều dốc sức giết chết Dạ Đế, vị Vấn Thiên đạo trưởng này lại có hành động ngược lại. Võ Vạn Dương hợp thời chen vào, lúc đó, hắn, Thông Thiên, còn có Hạ Vô Kỵ là nhân tuyển hữu lực cho chức hội chủ hội chí tôn. Nhưng hắn lại đứng về đội của Dạ Đế, cuối cùng đánh mất sự ủng hộ. Hạ Vô Kỵ lại không có ý định trở thành hội chủ, cuối cùng tiện nghi cho Thông Thiên. Hạ Thiên quay sang nhìn Vấn Thiên đạo nhân, tại sao ngươi lại đứng về đội của Dạ Đế? Việc này đã trôi qua 2 vạn năm rồi, có nhiều lời cũng vô ích. Gương mặt Vấn Thiên đạo nhân hơi thay đổi một chút, rồi lảng sang chuyện khác, chúng ta nên nói chuyện của bàn đào tiên hội đi. Việc này gần ngay trước mắt, hơn nữa can hệ trọng đại, tuyệt đối không nên coi thường. Hơn nữa bần đạo có một dự cảm, đám người Hồng Vân sẽ thông qua bàn đào tiên hội làm ra hành động không thể cho người ta biết. Ta sẽ không tổ chức tiên hội gì đó đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Biểu đạt thái độ của mình vô cùng rõ ràng, ai muốn tổ chức thì tự người đó xử lý. Vấn Thiên đạo nhân nghi hoặc hỏi, nếu ngươi muốn đối phó Hồng Vân lão tặc, đây chính là cơ hội tuyệt hảo. Hạ Thiên thuận miệng đính chính, ta muốn xử lý ông ta chứ không phải đối phó ông ta. Ngươi giết được cơ thể của ông ta nhưng không giết được linh hồn và ảnh hưởng của ông ta. Góc độ suy nghĩ của Vấn Thiên đạo nhân hiển nhiên còn muốn toàn diện hơn so với Hạ Thiên, cho nên... Ngươi có thể mượn cơ hội lần này diệt trừ thanh danh của ông ta từng chút một. Hạ Thiên trực tiếp lắc đầu, ta không thích người ta dạy ta làm việc. Được thôi, Vấn Thiên đạo nhân nghe được thái độ không thể nghi ngờ trong giọng nói của Hạ Thiên, cũng biết suy nghĩ của mình có chút đơn phương, vậy chúng ta sẽ gặp lại ở bàn đào tiên hội, hy vọng đến lúc đó ngươi thật sự có thể giết được ông ta, để tu tiên giả tầng dưới chót của liên minh có cơ hội thở dốc. Nói xong, Vấn Thiên đạo nhân trực tiếp rời đi. Giống như chưa từng đến đây bao giờ. Lão mũi trâu đến có chút kỳ lạ. Võ Vạn Dương đưa mắt nhìn Vấn Thiên đạo nhân rời đi, cảm thấy có chút gì đó không thích hợp, giống như sắp có chuyện lớn phát sinh, chẳng lẽ bên ngoài đã phát sinh chuyện gì lớn sao? Tiêu Dao tiên tử thở dài nói, hai người ngày nào cũng chỉ biết đánh nhau, đương nhiên không biết bên ngoài đã xảy ra chuyện gì. Thế xảy ra chuyện gì rồi? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Tiêu Dao tiên tử nghiêm túc đáp,
Hồng Vân Đại trưởng lão đã quyết định tổ chức bàn đào tiên hội ở Giao Trì. Cái gì? Võ Vạn Dương đầu tiên là sững sờ, sau đó vô cùng kinh ngạc hỏi lại, con nói là chỗ nào? Tiêu Giao tiên tử trả lời, Linh Tiêu Giới, Giao Trì. Đó là nơi nào? Hạ Thiên chưa từng nghe nói qua, có gì đặc biệt sao? Võ Vạn Dương và Tiêu Giao tiên tử liếc mắt nhìn nhau, lộ ra vẻ ngoài ý muốn. Bọn họ không nghĩ đến Hạ Thiên thậm chí ngay cả Giao Trì cũng không biết. Rốt cuộc ngươi tu hành như thế nào để đạt đến cảnh giới bây giờ? Võ Vạn Dương im lặng đánh giá Hạ Thiên, nhìn hắn giống như nhìn một tên yêu nghiệt, trong số tu tiên giả vẫn còn người không biết Giao Trì của Linh Tiêu Giới là chỗ nào. Hạ Thiên khinh thường nói, vì sao ta lại phải biết? Chỗ đó có thể nói là đầu nguồn của toàn bộ liên minh tu tiên. Tiêu Giao tiên tử im lặng vài giây, sau đó nói khẽ, thậm chí còn có lời đồn chúng diệu chi môn của chân tiên giới chính là nằm ở chỗ này. Chỉ cần có đầy đủ linh uẩn là có thể mở cửa, giúp cho mọi người tiến thẳng đến chân tiên cảnh. Hạ Thiên nhếch miệng, lại càng thêm khinh thường, cái chỗ chết tiệt này của các ngươi không tính là lớn, nhưng lời đồn thì lại quá nhiều. Tóm lại, Linh Tiêu Giới là thánh địa của liên minh tu tiên, cũng là nơi bế quan của thần Hoàng Tiêu Hoàng Cực. Võ Vạn Dương nghe ra được sự khinh thường trong lời nói của Hạ Thiên, liền nói Quy Nguyên Đỉnh nằm phía dưới Giao Trì. Bàn đào ngưng kết cần dùng đến đỉnh này. Khoan đã! Hạ Thiên cắt ngang lời nói của Võ Vạn Dương, quay sang nhìn Tiêu Giao tiên tử, ta nhớ Tiểu Giao Nhi trước đó đã nói qua, Quy Nguyên Đỉnh gì đó nằm ở Chí Tôn Cung mà, tại sao lại chạy đến Giao Trì chứ? Quy Nguyên Đỉnh không chỉ có một cái. Võ Vạn Dương không khỏi trừng mắt nhìn Hạ Thiên. Tức giận, thật ra tất cả các lô đỉnh dùng để thu thập nguyên khí đều được gọi là Quy Nguyên Đỉnh. Nếu thêm tiền tố vào, Quy Nguyên Đỉnh trong truyền thuyết chính là ba tòa Hồng Mông Quy Nguyên Đỉnh. Chỉ một cái đỉnh rách nát mà thôi, cần chi phải phiền phức như vậy? Hạ Thiên có chút không thể hiểu được. Tiêu Giao tiên tử gật đầu, nói với Hạ Thiên, ta biết có một đỉnh nằm bên trong Chí Tôn Cung nhưng không biết vì sao ta không tìm được nó, rất có thể nó đã bị người ta mang đi. Võ Vạn Dương tiếp tục giải thích, hai cái đỉnh còn lại, một cái nằm trong tay Hồng Vân Đại trưởng lão, cái cuối cùng nằm ở mẫu đỉnh bên dưới Giao Trì. Chỉ cần ba đỉnh hợp lại, chúng sẽ ngưng kết ra bàn đào. Bàn đào thật ra không phải quả đào mà là một loại tiên đan. Tiêu Giao tiên tử nhìn thấy gương mặt Hạ Thiên vẫn lưu lại vẻ nghi hoặc như cũ, vừa cười vừa nói. Hạ Thiên bĩu môi nói, người nơi này của các ngươi thích lừa mình dối người như vậy sao? Ngươi nói như vậy cũng không tính là sai. Võ Vạn Dương nghe xong, không khỏi im lặng, nửa ngày sau mới lúng túng nói, thật ra cũng khó trách. Đến độ kiếp kỳ, nhìn chân tiên giới gần ngay trước mắt nhưng thật ra cảnh giới đã tiến vào đình trệ trường kỳ. Hơn nữa, ngừng càng lâu, kiếp nạn phi thăng lại càng rõ ràng, xác suất thân tử đạo tiêu cũng càng cao. Hạ Thiên hiển nhiên không tán đồng suy nghĩ này cũng sợ, cái kia cũng sợ, thế thì tu tiên làm gì? Cứ trực tiếp ở nhà dưỡng lão không tốt hơn sao? Nói hay lắm, nói tốt lắm. Bên cạnh vang lên một âm thanh quen thuộc, người này vỗ tay bảo hay, Hạ tôn chủ, người đến thật sự mang đến cho liên minh một sức sống mới. Ánh mắt bổn ti quả nhiên không sai. Mệnh vô thường, tại sao ngươi đến đây? Võ Vạn Dương lạnh lùng nhìn người đến, ánh mắt có chút bất thiện, thần võ tông ta không hoan nghênh ngươi. Người đến vẫn mang mặt nạ nửa trắng nửa đen. Quần áo cũng nửa trắng nửa đen, giọng nói băng lãnh, võ tông chủ, tất cả mọi người đều là người quen cũ, cần chi phải lạnh lùng như vậy. Ta và ngươi không quen biết nhau, Võ Vạn Dương gào to. Không sao, Mệnh Vô Thường cũng không tiếp chiêu, quay sang nhìn Hạ Thiên, ta đến tìm hội chủ tân nhiệm của hội Chí Tôn, cũng không biết hơn nửa tháng qua Hạ Tôn chủ sống như thế nào. Hạ Thiên nhếch miệng, có việc thì nói, không có việc thì biến. Là như vậy. Bàn đào tiên hội còn mấy ngày nữa sẽ bắt đầu. Mệnh Vô Thường cũng không nói nhảm, đi thẳng vào vấn đề, dựa theo lệ cũ, vào đêm giao thừa cần tiến hành nghi thức khai đỉnh đối với Quy Nguyên Đỉnh. Hạ Thiên hờ hững nói, vậy các ngươi tự mở ra đi. Không có hội chủ hội Chí Tôn ngươi, làm sao có thể làm chứ? Mệnh Vô Thường cười nói, theo lệ trước đó, tất cả đều do hội trưởng lão, hội Chí Tôn, cùng với tiên luật ti của chúng ta cùng nhau khai đỉnh mới được. Bằng không, cuối cùng sẽ không ngưng tụ được bàn đào. Nhưng thời gian trước, chúng ta đã không còn nhìn thấy Quy Nguyên Đỉnh ở Chí Tôn Cung nữa.
Lúc này, Tiêu Dao tiên tử thay Hạ Thiên nói, hoặc có người đã sớm chuyển đi, hoặc nó nằm trong tay Thông Thiên Chí Tôn đã không còn thấy tăm hơi. Yên tâm đi, Quy Nguyên đỉnh đó đang nằm trong tay của ta. Mệnh Vô Thường chậm rãi hướng bàn tay về phía Hạ Thiên, chỉ thấy lòng bàn tay của hắn nổi lên một cái tiểu đỉnh lớn chừng bàn tay, Hạ Tôn Chủ, ngươi nhìn có quen mắt không? Bên trong kết giới thời không, ta đã dùng cái đỉnh này để mê hoặc ngươi đấy. Bành! Gần như không có chút dấu hiệu nào, một quyền của Hạ Thiên đã đánh vào mặt Mệnh Vô Thường. Mệnh Vô Thường cũng không trốn tránh, gương mặt hiện lên một cái lốc xoáy, trong nháy mắt hút lấy nắm đấm của Hạ Thiên, bóp méo cả người hắn. Còn có chiêu này sao? Hạ Thiên khinh thường nói, chiêu thức giống nhau hoàn toàn vô dụng đối với ta. Nói xong, giữa ngón tay lộ ra một cây ngân châm đâm tới vòng xoáy kia. Phốc! Mệnh Vô Thường biến sắc, lập tức phun một ngụm máu ra ngoài, ánh mắt kinh ngạc nhìn Hạ Thiên, ngươi có thể phá được di giới hành thân chi thuật của ta. Nó từ một môn thần thông diễn hóa ra, trong liên minh gần như không có ai phá được. Không ai có thể phá, nói rõ bọn họ đều là kẻ ngu ngốc. Mặt Hạ Thiên không chút biểu cảm, thản nhiên nói, chỉ cần là thuật thì có thể phá giải. Huống chi pháp thuật của ngươi cũng chẳng có bao nhiêu lợi hại. Mệnh Vô Thường lau vết máu nơi khóe miệng, có chút tán thưởng, tốc độ tiến bộ của ngươi thật sự đáng sợ đến mức không thể tưởng tượng được. Là các ngươi quá chậm mà thôi. Hạ Thiên nhếch miệng. Mệnh Vô Thường thờ ơ lắc đầu, sau đó nói, về sau có cơ hội, chúng ta sẽ chậm rãi luận bàn. Quan trọng nhất vẫn là hoàn thành nghi thức khai đỉnh. Nói xong, không chờ Hạ Thiên trả lời, trên bàn tay của hắn hiện lên kim quang mỏng nhạt, sau đó biến trưởng thành chảo, đột nhiên chộp xuống mặt đất một cái, cắm sâu xuống đất ba phần. Luồng kim quang mỏng nhạt trong nháy mắt tản ra khắp nơi, chỉ trong chớp mắt đã bao phủ toàn bộ diễn võ trường. Lập tức kim quang thu liếm, cảnh tượng hoàn toàn thay đổi. Giữa không trung là mây khói lượn lờ cùng với vân đài tầng tầng lớp lớp. Vị trí của đám người Hạ Thiên lúc này đã biến thành một quảng trường cực kỳ rộng lớn, ngay chính giữa là một cái ao hình thái cực. Truyền tống đến chỉ có Mệnh Vô Thường, Hạ Thiên và Tiêu Dao tiên tử. Nơi này là Giao Trì. Tiêu Dao tiên tử ngẩn ra, sau đó nhìn chung quanh, phụ thân của ta đâu? Mệnh Vô Thường mỉm cười đắc ý, không phải hắn nói không quen ta sao? Ta tất nhiên không cần truyền tống hắn đến đây. Thế vì sao ngươi lại truyền tống ta đến? Tiêu Dao tiên tử không hiểu. Mệnh Vô Thường thuận miệng nói, nếu ngươi không đến, Hạ Tôn Chủ của chúng ta làm sao mà yên tâm ở lại đây? Này, tên ngốc mang mặt nạ kia, rốt cuộc ngươi muốn giở trò gì? Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn, nếu ngươi còn chơi mấy thứ lẻ loẹt đó, bây giờ ta sẽ xử lý ngươi ngay. Mệnh Vô Thường mỉm cười đắc ý, Hạ Tôn Chủ, ngươi cần chi giày mỏng với ta lúc này. Vị trí hội chủ của ngươi vẫn là do ta đề nghị đấy. Ta hoàn toàn chẳng có hứng thú với cái chức hội chủ gì đó. Hạ Thiên khó chịu nói, nhưng ta nhìn ngươi đã sớm không ưa từ trước, vừa lúc hôm nay ta giải quyết ngươi luôn. Tiêu Dao tiên tử kéo Hạ Thiên một cái, Tôn Chủ, ngươi đừng xúc động, nhìn xem tình huống trước rồi hãy nói. Mệnh Vô Thường khẽ cười một tiếng, cũng không nói thêm câu nào, đưa tay nhẹ nhàng ném Quy Nguyên đỉnh xuống bên cạnh Giao Trì trước quy vị cái đỉnh này. Hạ Tôn Chủ ngươi hãy ghi lại phương vị của nó. Quy Nguyên đỉnh rơi vào một góc Giao Trì, lập tức phát ra tiếng vang nhỏ, sau đó dính vào nhau. Đỉnh này là ta lấy được từ Hồng Vân Đại Trưởng Lão, cùng nhau quy vị thôi. Mệnh Vô Thường một lần nữa lấy ra một tiểu đỉnh có hình dạng tương tự ném về một bên khác của Giao Trì, sau đó là có thể khai đỉnh rồi. Sau khi hai tiểu đỉnh quy vị, ánh sáng màu vàng bỗng nhiên nổi lên, nối tất cả vân đài gần đó lại cùng một chỗ, tạo thành một chỉnh thể. Giao Trì cũng lập tức sáng lên, trong ao tràn ngập quỳnh tương ngọc dịch, khẽ đung đưa theo những làn sóng động lòng người. Hạ Tôn Chủ, mời rót kiếp lực của ngươi vào trong ao. Mệnh Vô Thường mỉm cười nói với Hạ Thiên, có như vậy Quy Nguyên đỉnh mới có thể nhớ kỹ ngươi. Về sau ngươi có thể sử dụng Quy Nguyên đỉnh bất cứ lúc nào. Hạ Thiên quay sang nói với Tiêu Dao tiên tử, Tiểu Dao Nhi, nàng rót đi. Ta, Tiêu Dao tiên tử mờ mịt hỏi, chỉ sợ không được. Quy Nguyên đỉnh cần kiếp lực của Tôn Chủ, làm sao ta có thể vượt khuôn chứ? Hạ Thiên nói, Tiểu Dao Nhi, bây giờ nàng sẽ là hội chủ tân nhiệm của hội Chí Tôn, ta nói đấy. Cái gì,
Tiêu Dao tiên tử càng thêm hốt hoảng, đưa mắt nhìn Mệnh Vô Thường. Mệnh Vô Thường thản nhiên nói, Quy Nguyên Đỉnh chỉ nhận kiếp lực của hội chủ, ai làm hội chủ không quan trọng. Nhưng hội chủ chi vị sao có thể qua loa như vậy? Tiêu Dao tiên tử thật sự có chút kinh ngạc, nàng đột nhiên nhớ đến chức hội chủ của Hạ Thiên cũng qua loa như thế, nhất thời không biết nên nói cái gì, cái này, có được không đấy? Hạ Thiên mỉm cười nói, Tiểu Dao Nhi, không cần sợ, có ta ở đây, ta nói nàng được thì chính là nàng được, ai phản đối cũng vô dụng mà thôi. Được rồi, Tiêu Dao tiên tử do dự 2-3 giây, cuối cùng vẫn lựa chọn tin tưởng Hạ Thiên. Tiêu Dao tiên tử vận kiếp lực ngưng tụ trong lòng bàn tay, sau đó nhấn tới giao trì. Một tia kiếp lực rót vào nước, giống như một giọt nước rơi vào trong chảo dầu. Mặt nước yên tĩnh của giao trì lập tức sôi lên, vô số dòng nước bị kích thích đến độ cao 100 mét. Hai Quy Nguyên Đỉnh phát ra kim quang, rất nhanh ổn định mặt nước. Tiếp theo, một dòng nước từ đáy nước bay ra, dính vào đầu ngón tay của Tiêu Dao tiên tử, sau đó chìm vào bên trong. Dòng nước này sau khi tiến vào trong cơ thể Tiêu Dao tiên tử, đột nhiên bắt đầu chạy cực nhanh, giống như một con chó điên mất khống chế. Đây là, sức mạnh gì thế? Gương mặt Tiêu Dao tiên tử đầu tiên là sợ hãi lẫn vui mừng, tiếp theo kêu lên đau đớn, thật kỳ quái, a. Hạ Thiên không chút do dự, giữ ngón tay sáng lên ngân châm, trực tiếp đâm vào mi tâm của Tiêu Dao tiên tử. Mệnh Vô Thường đứng im. Ánh mắt nhìn chằm chằm tay và ngân châm của Hạ Thiên, dường như muốn ghi nhớ mỗi một động tác của hắn. Nghịch Thiên Thần Châm quả nhiên là một thứ nghịch thiên. Nhìn một hồi, hắn không khỏi lẩm bẩm, không, không đúng. Rất nhiều người đã nhìn thấy Nghịch Thiên Thần Châm, cũng đã tu hành qua, nhưng chân chính có thể tu luyện đến cảnh giới như thế này cũng chỉ có Hạ Thiên. Cho nên, Nghịch Thiên không phải là châm pháp mà là. Lúc này, Hạ Thiên đã thu châm. Tiêu Dao tiên tử thở ra một hơi, trong nháy mắt khôi phục lại bình thường. Đặc sắc, thật đặc sắc, Mệnh Vô Thường vỗ tay, tán thưởng từ tận đáy lòng, Nghịch Thiên Thần Châm thật sự đã được ngươi sử dụng đến xuất thần nhập hóa. Năm đó Dạ Đế cũng không theo kịp ngươi. Hạ Thiên một lần nữa đính chính lại, chẳng có cái gì là Nghịch Thiên Thần Châm cả, chỉ có Nghịch Thiên Bát Châm. Nếu còn nói sai, ta đánh ngươi đấy. Được rồi, theo ý của ngươi, Nghịch Thiên Bát Châm. Mệnh Vô Thường cười ha hả, vậy ngươi đã luyện được châm thứ 8 chưa? Điều này chẳng liên quan gì đến ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng. Có chuyện ta muốn nói với ngươi. Biểu hiện của Mệnh Vô Thường trở nên âm lãnh, ngươi có biết vì sao năm đó Dạ Đế được gọi là Hỗn Độn Thiên Ma không? Hạ Thiên đáp, không biết, cũng không có hứng muốn biết. Mệnh Vô Thường cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không muốn biết vì sao lại có người cho rằng ngươi cũng là Hỗn Độn Thiên Ma? Ngươi nhất định muốn biết, không cần phải cố gắng làm bộ hờ hững như vậy. Mệnh Vô Thường mỉm cười, ánh mắt tràn ngập biểu hiện giống như nhìn thấu Hạ Thiên, nhưng những chuyện này, sớm muộn gì ngươi cũng sẽ biết, hơn nữa còn biết rất nhanh. Từ trước đến nay Hạ Thiên rất chán ghét mấy câu đố người này. Hắn nói, ngươi thì biết cái rắm, phiền nhất là cái loại ngớ ngẩn như ngươi. Ta nhìn ngươi càng lúc càng khó chịu, đã sớm muốn giết chết ngươi rồi. Ngươi cũng đừng chọn thời gian, bây giờ luôn đi. Ngươi muốn giết ta, Mệnh Vô Thường cảm thấy ngoài ý muốn, khó hiểu hỏi, vì sao? Giữa chúng ta cũng không có mối thù sinh tử, thậm chí ta còn tính là người dẫn đường cho ngươi. Không có ta, làm sao ngươi có thể phát hiện địa tâm thần tộc ở tiên khí chi địa? Làm sao có thể tiếp xúc với huyền hoàng đạo nguyên? Làm sao có thể ngồi lên vị trí chí tôn chứ? Hạ Thiên thậm chí lười phản bác đối với mấy lời nói nhảm này. Thật ra ngươi nên cảm kích ta mới đúng. Mệnh Vô Thường chắp tay sau lưng, cười nói với Hạ Thiên, nếu ngươi phối hợp một chút, ta có thể đẩy ngươi lên vị trí cao hơn. Đến lúc đó, toàn bộ liên minh tu tiên đều nằm trong lòng bàn tay của ngươi. Ngươi chẳng những là thằng ngu mà còn là kẻ hèn nhát. Hạ Thiên nhếch miệng, nói toạc ra ý đồ của Mệnh Vô Thường, bản thân sợ chết. Lại muốn đẩy ta lên đằng trước chống đỡ sấm sét dùm ngươi, ngươi cảm thấy ta ngốc như ngươi sao? Không thể nói như thế được. Mệnh Vô Thường thản nhiên nói, đại đạo chi hành, thiên nan vạn hiểm, chỉ cần bất cẩn một chút là vạn kiếp bất phục. Nếu không cẩn thận, sẽ gây ra sai lầm lớn hơn. Lợi dụng người khác để đạt đến mục đích của mình không sai, huống chi chúng ta là cả hai bên cùng có lợi.
Thái độ của Hạ Thiên vô cùng rõ ràng, trên thế giới này không tồn tại chuyện cả hai cùng có lợi. Nếu có, chính là ta đồng thời thắng hai lần. Ngươi lúc nào cũng tự tin như vậy, không, tự phụ như vậy sao? Mệnh Vô Thường cười một tiếng, hai lần đọ sức trước, ta cũng không dùng toàn lực. Mặc dù tổn thất hai phân thân Hắc Vô Thường và Bạch Vô Thường, nhưng bản thể của ta không chịu bất kỳ tổn thương gì. Thật sao? Hạ Thiên cười nói, vậy còn chờ gì nữa, chúng ta trực tiếp đánh một trận đi. Mệnh Vô Thường ý vị thâm trường nói, ngươi tưởng mình là bất tử chi thân sao? Ta không phải là bất tử chi thân nhưng ta sẽ không chết. Hạ Thiên nói rất tùy ý, giống như đang nói đến một chuyện rất bình thường. Ha ha, sinh tử vô thường, phúc họa tương y. Trên thế giới này không tồn tại sinh mệnh vĩnh hằng. Gương mặt vốn đang rất thoải mái của Mệnh Vô Thường đột nhiên biến mất. Một luồng khí tức khó mà diễn tả bằng lời phát ra từ cơ thể của hắn, nhanh chóng tràn ngập toàn bộ giao trì. Tu tiên giả thì vẫn là người. Mà là người, bị giết thì sẽ chết. Hạ Thiên nhếch miệng, đúng vậy, người bị giết thì sẽ chết. Ngươi không phải cũng là người sao? Không, ta không phải người. Mệnh Vô Thường mỉm cười đắc ý, hơn nữa, ta đã chính thức có được bất tử chi thân. Hạ Thiên có chút không được kiên nhẫn, ta chẳng quan tâm ngươi có phải người hay không. Ngươi ra tay trước, ta cũng có thể đánh chết ngươi trước tiên. Tôn chủ, Mệnh trưởng ti, các ngươi nói cái gì mà ta nghe không hiểu. Tiêu Dao tiên tử nghe hai người nói chuyện, càng nghe càng mơ hồ. Tại sao hai người này vừa mới nói chuyện đã dương cung bạt kiếm, giống như kẻ thù sống còn với nhau. Mặc dù trước đó Mệnh Vô Thường đã cưỡng ép bắt nàng vào thời không kết giới, để nàng đóng vai Huyễn Nguyệt tiên tử nhưng khi đó thần trí của nàng không rõ ràng, cộng thêm sau đó không bị tổn thương gì, còn làm quen được với Hạ Thiên, cho nên nàng cũng không có bao nhiêu hận ý đối với Mệnh Vô Thường. Huống chi, nàng biết Mệnh Vô Thường đáng sợ đến cỡ nào ở liên minh tu tiên, rất nhiều tu tiên giả có thể không sợ chí tôn và trưởng lão nhưng vẫn sinh lòng sợ hãi đối với vị đại nhân chấp trưởng tiên luật ti này. Trên người hắn có một loại khí chất quỷ dị, biến ảo khó lường. Khiến cho người ta nhìn không thấu. Có thể không đối địch với hắn thì tận lực không nên trêu chọc hắn. Tiểu Giao Nhi, nàng nghe không hiểu sao? Hạ Thiên cười nói, dù sao chẳng bao lâu nữa hắn cũng sẽ chết. Ngươi đúng là không biết điều. Mặt Mệnh Vô Thường trầm như nước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hạ Thiên, đã như vậy, ta sẽ dùng máu của ngươi khai đỉnh cho Quy Nguyên Đỉnh. Khai đỉnh, Tiêu Giao tiên tử sững sờ, không phải vừa mới khai đỉnh sao? Hạ Thiên thản nhiên nói, Tiểu Giao Nhi, nàng đúng là đần, lại đi tin hắn. Có ý gì? Tiêu Giao tiên tử xác thực càng thêm hồ đồ, tôn chủ, vừa rồi là hắn nói dối sao? Hay là bây giờ mới gạt ta? Không quan trọng, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, dù sao tên ngốc này chưa từng nói thật câu nào. Tiêu Giao tiên tử hơi hiểu ra, nhưng vẫn nhịn không được mà hỏi, vừa rồi, vì sao tôn chủ lại bảo ta rót kiếp lực vào trong ao? Thứ trong ao tốt cho thái âm chi thể của nàng. Hạ Thiên đáp, có tiện nghi mà không chiếm thì là đồ ngốc. Đợi xử lý tên ngốc kia xong, nàng hấp thu toàn bộ nước hồ đi. Tiêu Giao tiên tử ngẩn ra, nước này là dùng vô số linh khí để ngưng kết ra quỳnh tương ngọc dịch. Ngày thường cũng chỉ có những dịp như bàn đào tiên hội mới lấy ra một ít phân phát cho người tham gia hội nghị. Nếu ta thu hết, chẳng phải sẽ thành công địch của liên minh sao? Có ta ở đây, chẳng có gì phải sợ. Hạ Thiên mỉm cười, một chút cũng không căng thẳng, thân hình của Mệnh Vô Thường đã hoàn toàn hư hóa. Hắn nói với Hạ Thiên, Hạ Thiên, ta cho ngươi một cơ hội nữa, mau rót kiếp lực của ngươi vào trong giao trì, thuận lợi hoàn thành nghi thức khai đỉnh. Bằng không, bổn tọa sẽ giết ngươi, dùng máu của ngươi khai đỉnh. Khai đỉnh đúng không? Gương mặt Hạ Thiên hiện lên sự trào phúng, chậm rãi nắm chặt nắm đấm, bây giờ ta sẽ khai cho ngươi xem một chút. Mệnh Vô Thường không khỏi cau chặt lông mày, trong lòng dâng lên một cảm giác không ổn, ngươi muốn làm cái gì? Khai đỉnh, là ngươi nói đấy. Hạ Thiên cười nói. Tiếp theo, nắm đấm của hắn nặng nề đập xuống mặt đất. Bành! Một tiếng động kinh thiên động địa vang lên. Toàn bộ giao chỉ giống như bình hoa bị đập nát, nước trong bình thấm xuống đất, biến mất không thấy đâu. Mặt đất cũng nhanh chóng vỡ vụn lộ ra một đại đỉnh bằng đồng rất lớn. Nước trong giao chỉ đều được chứa trong đỉnh. Hơn nữa, bên trên đỉnh còn có hơn 10 bóng người đang đứng,
hiển nhiên bọn họ đã sớm mai phục dưới đáy giao trì. Tiếp theo, vân đài xung quanh liên tiếp sụp đổ, lộ ra vô số phù văn quỷ dị, tương tự cũng có người núp bên trong. Mệnh trưởng thi, người đây là có ý gì? Lúc này, Tiêu Dao tiên tử hoàn toàn hiểu ra mệnh vô thường đưa hai người bọn họ đến đây là không có ý tốt, nếu phụ thân của ta biết được, chỉ sợ sẽ không để yên cho ngươi. Ngươi làm như vậy cũng sẽ khiến cho người đến tham gia bàn đào tiên hội phải thất vọng. Câm miệng, nơi này không còn việc của ngươi. Mệnh vô thường lạnh lùng chừng Tiêu Dao tiên tử một cái, lập tức thân hình biến thành một luồng sương mù màu trắng đen, Hạ Thiên, ngươi đừng có trách ta. Trước kia ta bảo ngươi làm hội chủ hội chí tôn là muốn ngươi gánh một phần trách nhiệm, bỏ ra một phần lực cho liên minh. Kết quả ngươi lại co đầu rụt cổ ở thần võ tông, cả ngày trầm mê trong luyện quyền và hưởng lạc. Ngươi thật sự khiến cho bổn tọa quá thất vọng rồi. Trong lúc mệnh vô thường còn đang lải nhải, những người đang mai phục bên trên lại có chút không kiên nhẫn. Mệnh đại nhân, đừng dài dòng với hắn nữa. Nội hắn giết chết thông thiên chí tôn. Còn có đám người long tượng thượng sư đã là tội chết rồi. Nhưng hắn là hỗn độn thiên ma, có trời mới biết hắn sẽ phát tác lúc nào. Để bảo vệ an nguy cho liên minh, chúng ta nên diệt trừ hắn cho thỏa đáng. Giết hắn, lấy máu của hắn tế luyện quy nguyên đỉnh, cũng xem như cống hiến của hắn cho bàn đào tiên hội. Vì liên minh, vì đồng đạo, giết hắn. Móc lửng. Đám người kia kêu la lên. Tiêu Dao tiên tử thật sự không hiểu. Rõ ràng nửa tháng trước mệnh vô thường còn bổ nhiệm Hạ Thiên làm hội chủ hội chí tôn. Lúc này, Hạ Thiên cái gì cũng không làm, tại sao lại biến thành địch của mọi người chứ? Đã nghe chưa, không phải bổn tọa muốn giết ngươi, là do ngươi không được lòng người. Gương mặt mệnh vô thường hiện lên sự tiếc nuối, cho nên, vì tương lai của liên minh, vì bảo vệ thiên đạo chính thống, Hạ Thiên, ngươi nạp mạng đi. Hạ Thiên nhếch miệng, ăn nói lung tung, loạn thất bát tao. Tất cả chỉ là nói hưu nói vượn, đầu óc của ngươi nhất định có vấn đề, ban đầu ta cũng định trị cho ngươi, đáng tiếc, ngươi làm cho ta chán ghét, ngươi nên chết đi thì hơn. Cạch, mệnh vô thường giơ cánh tay trái đã hóa thành hư ảnh, nhẹ nhàng hất về phía Hạ Thiên. Một luồng lôi đình nhanh chóng bổ về phía hắn. Hạ Thiên vẫn khinh thường, siết chặt nắm đấm, trong lúc hắn đang định phản kích, bỗng nhiên trong cơ thể của hắn xuất hiện một lực cản kỳ lạ. Khiến cho hắn nhất thời không nhấc lên được khí lực, cơ thể đành phải dừng lại. Oanh! Luồng lôi đình màu đen bổ xuống, lôi ý biến thành một tấm lưới buộc chặt Hạ Thiên lại. Tôn chủ, Tiêu Dao tiên tử mở to đến rách cả mí mắt, trong lúc nàng đang định tiến lên kiểm tra thương thế của Hạ Thiên, bỗng nhiên có một bóng người vọt ra ôm nàng lại. Tiêu Dao tiên tử quay đầu nhìn lại, chính là cha của nàng Võ Vạn Dương, liền kêu lên, phụ thân, cha làm gì vậy? Con muốn đi cứu tôn chủ, đừng nhúc nhích, cứ đứng im xem là được. Sắc mặt Võ Vạn Dương cực kỳ ngưng trọng, nói với Tiêu Dao tiên tử, bây giờ thực lực của con quá yếu, có đi cũng không giúp được gì cho hắn, chỉ cản trở hắn mà thôi. Huống chi, lúc này con tiếp cận hắn, rất có thể sẽ bị liên lụy. Lần này, xem ra Hạ Thiên bị hố rồi. Tiêu Dao tiên tử biến sắc, trong lòng đột nhiên có một vài suy đoán không tốt, phụ thân, ý của cha là gì? Con cũng đừng trách phi phụ. Võ Vạn Dương cười khổ, để giữ gìn thần võ tông, ta không thể không làm như thế. Hạ Thiên là hỗn độn thiên ma, còn lão phu là thiên đạo chính tu. Xưa nay chính tả bất lưỡng lập, ta không còn lựa chọn nào khác. Tiêu Dao tiên tử nghe xong, lập tức sụp đổ, phụ thân, sao cha có thể làm như vậy? Hạ Thiên là phu quân của con, cũng là hội chủ hội chí tôn, sao cha có thể làm chuyện như thế? Người trong giang hồ, thân bất do kỷ. Võ Vạn Dương xấu hổ, nhẹ giọng nói với Tiêu Dao tiên tử, đây là ý của thần hoàng, toàn bộ liên minh không ai dám phản kháng. Thần hoàng, Tiêu Dao tiên tử càng thêm mê hoặc, thần hoàng không phải bế quan sao, năm sáu vạn năm chưa từng lộ diện, cũng không truyền ra ngoài tin tức gì, thậm chí rất nhiều người còn hoài nghi ông ta đã chết. Võ Vạn Dương thở dài thật sâu, thần hoàng là nhân vật đã từng bước vào chân tiên cảnh. Làm sao có thể lặng im không một tiếng động mà chết chứ? Năm sáu vạn năm đối với ông ta chẳng qua chỉ là cái chớp mắt. Tiếp theo, ông nhẹ giọng nói, đêm qua, tất cả trưởng lão và chí tôn của liên minh đều nhận được chỉ lệnh của thần hoàng, đó chính là phải xóa bỏ Hạ Thiên trước bàn đào tiên hội. Nếu không, toàn bộ liên minh sẽ nghênh đón hủy diệt. Khi bọn họ đang nói chuyện,
Mệnh Vô Thường đã xuất lĩnh hơn 10 vị chuẩn tiên tiến hành đánh nổ Hạ Thiên. Bên dưới còn có tầng tầng trận pháp, phù văn, độc đằng, cùng với tất cả thủ đoạn đánh giết tu tiên giả độ kiếp kỳ. Đây cũng chính là thủ đoạn năm đó bọn họ dùng để tiểu sát Dạ Đế. Trước đó đã có hiệu quả, tin rằng lần này cũng không ngoại lệ. Đừng nói Hạ Thiên chỉ là một kiếp tu nho nhỏ, cho dù Dạ Đế tái thế, cũng sẽ một lần nữa bị giết chết. Cho nên, trong khoảng thời gian này, phụ thân hoàn toàn không phải bồi tôn chủ luyện võ mà là dùng thần võ đạo nguyên phong bế hắn, đúng không? Tiêu Dao tiên tử bỗng nhiên hiểu ra, gương mặt xinh đẹp tràn ngập sự kinh ngạc, chỉ vào Võ Vạn Dương mà nói, phụ thân, ban đầu con cho rằng cha chính là một nam tử Hán đỉnh thiên lập địa, một anh hùng không sợ cường quyền, kết quả cha vẫn là người tham sống sợ chết, còn làm chó săn cho người khác. Mặt Võ Vạn Dương không thay đổi nhìn con gái của mình, con quá ngây thơ rồi, có một số việc con còn nhìn chưa rõ đâu. Con nhìn không rõ nhưng con cảm thấy các người làm như vậy là không đúng. Tiêu Dao tiên tử quả quyết nói, con đã là người của tôn chủ, con không cách nào ngồi im mà nhìn, con nhất định phải, a. À. Võ Vạn Dương điểm một chỉ vào vai của Tiêu Dao tiên tử, để nàng đứng im tại chỗ, cho dù con có muốn lẫn vào, bây giờ cũng không phải lúc. Tiêu Dao tiên tử há miệng định nói cái gì đó, đáng tiếc lại không phát ra được âm thanh nào. Yên tâm đi, cha của con không cường đại như con đã nghĩ nhưng cũng không xấu xa như vậy. Võ Vạn Dương cũng không giải thích nhiều, chỉ nói con cứ ở lại đây. Đến khi thời cơ thích ứng, con sẽ hiểu. Nói xong, ông thả người nhảy lên, nhảy đến trước mặt Mệnh Vô Thường. Võ trưởng môn, ngươi đến đúng lúc lắm, nếu không có thần võ đạo nguyên của ngươi. Ta thật sự không phong được băng hỏa linh thể của hắn. Lúc này, Mệnh Vô Thường đã trói Hạ Thiên mấy chục tầng lôi võng, những người còn lại cũng đang dùng các loại bùa chú, trận pháp, kết giới bao vây Hạ Thiên bên trong giao trì. Cũng chỉ phong bế được nhất thời mà thôi. Võ Vạn Dương không hề giành công, ngược lại biểu hiện còn có chút ngưng trọng, Hạ Thiên không phải loại người ngồi chờ chết, ngươi cẩn thận đừng để lật thuyền. Mệnh Vô Thường nở nụ cười ngạo nghễ. Lạnh lùng nói, ta hiểu Hạ Thiên còn nhiều hơn so với các ngươi. Ta đã sớm dùng phân thân đến tiên khí chi địa, tiến hành quan trắc toàn phương vị đối với Hạ Thiên. Hắn xác thực có một số năng lượng ta không thể nào hiểu được, nhưng không sao, ta sẽ thông qua phương thức của ta loại trừ sạch sẽ những nhân tố không cách nào xác định đó. Có ý gì? Võ Vạn Dương không hiểu. Một khi băng hỏa linh thể và nghịch thiên bát châm của hắn kết hợp lại, thường sẽ sinh ra năng lượng không thể tưởng tượng nổi. Mệnh Vô Thường không khỏi đắc ý nói, cho nên ta đã đưa Tĩnh Linh Văn cho hắn. Đây chính là con đường tắt dùng để cô đọng kiếp lực. Với tính cách lười biếng của Hạ Thiên, hắn nhất định sẽ mắc lừa. Bởi vì hắn có lòng tin tuyệt đối có thể chống đỡ được Tĩnh Linh Văn. Trên thực tế hắn cũng đã làm được. Võ Vạn Dương nói, vậy mưu đồ của ngươi chẳng phải thất bại rồi sao? Ngược lại, kế hoạch của ta đã thành công. Mệnh Vô Thường khẽ cười một tiếng, Tĩnh Linh Văn xác thực rất thần kỳ nhưng nó cũng có một khuyết điểm, đó chính là cách ly mối liên hệ giữa băng hỏa linh thể và nghịch thiên bát châm. Trước kia, hắn dùng nghịch thiên bát châm để ngưng tụ băng hỏa linh thể sinh ra linh khí. Bây giờ hắn dùng Tĩnh Linh Văn để nhảy qua trình tự đó. Võ Vạn Dương vẫn không hiểu, sau đó thì sao? Ha ha, võ trưởng môn, cái này thì ngươi không cần phải biết. Mệnh Vô Thường không nói thêm gì nữa, chỉ lạnh giọng phân phó, bây giờ Hạ Thiên đã bị khống chế, tiếp theo mới là quan trọng nhất. Thể chất của hắn, kiếp lực của hắn đều là tài nguyên khó có được. Làm phiền võ trưởng môn dùng đạo nguyên của ngươi đốt lên lửa của Quy Nguyên Đỉnh. Ta muốn trước khi bàn đào tiên hội bắt đầu sẽ luyện chế Hạ Thiên thành một viên bàn đào tiên đan. Võ Vạn Dương cũng không nói thêm câu nào, bay thẳng đến bên dưới Quy Nguyên Đỉnh. Nơi này đang có mấy vị trưởng lão và chí tôn quen biết chờ sẵn. Bọn họ là một trong số ít người có đạo nguyên của Liên Minh Tu Tiên. Tuy nhiên, đạo nguyên của bọn họ cũng bởi vì truyền thừa thời gian quá dài, đã tiêu hao không còn thừa lại bao nhiêu. Chỉ trong nháy mắt, Võ Vạn Dương thậm chí hoài nghi Mệnh Vô Thường đang mượn cớ diệt trừ phe đối lập. Tuy nhiên, bọn họ cũng không còn lựa chọn nào y hát, bởi vì đây là mệnh lệnh của Thần Hoàng. Chư vị! Bắt đầu đi, Võ Vạn Dương vận đạo nguyên, áo nổ tung, từng cơ bắp trên người nổi lên, một luồng khí tức cổ xưa tràn ngập toàn thân, tiện tay đánh về phái bên dưới lô đỉnh. Những người còn lại nhìn nhau, chỉ có thể làm theo.
Một lát sau, bên dưới Quy Nguyên đỉnh đã giấy lên ngọn lửa bảy màu. Mệnh Vô Thường trôi nổi giữa không trung, hai tay giang ra, không ngừng rót khí tức đen trắng vào bên trong giao trì. Lúc này, Hạ Thiên đã chìm xuống dưới đáy Quy Nguyên đỉnh, vô số quỳnh tương ngọc dịch lại bùng lên bao phủ Hạ Thiên lại. Hạ Thiên, tuy ngươi là thiên tài, đáng tiếc thời vận lại không đủ. Ánh mắt Mệnh Vô Thường nhìn chằm chằm vào Hạ Thiên đang bị tầng tầng phong tỏa ngăn cản, trước kia, ta còn muốn ngươi đi khiêu khích thần hoàng. Đáng tiếc, nước cờ này còn chưa bắt đầu đã bị tâm ma lão tổ phát hiện, trực tiếp để thần hoàng truyền dụ lệnh cho chúng ta. Cho nên, ngươi không thể không chết. Chờ ngươi xuống gặp Diêm Vương, ngươi cũng đừng oán bổn tọa. Không đúng, ngươi sẽ không có cơ hội để luân hồi. Lần này luyện chế bản đào tiên đan, ngươi chính là kiếp nổ thần hoàng chỉ định, nhất định thân hồn câu diệt, vĩnh viễn không được siêu sinh. Nói xong, hắn đưa tay gọi ra một cái nắp thủy tinh cực lớn đậy lên Quy Nguyên đỉnh. Nắp vừa rơi xuống, không ít người thầm thả lỏng trong lòng một hơi. Trước đó bọn họ còn lo lắng Hạ Thiên có thể thoát khỏi trói buộc, sau đó giết bọn họ giống như giết Thông Thiên Chí Tôn. Bây giờ thì bọn họ có thể yên tâm rồi. Bởi vì cái nắp bằng thủy tinh đó chính là linh bảo chí cao mà thần hoàng đã từng dùng qua, trước kia cũng đã dùng nó để vây khốn Dạ Đế. Đã hơn 2 vạn năm trôi qua, Dạ Đế còn không thoát khỏi cái nắp đó, Hạ Thiên trước mắt lại càng không thể nào. Oanh! Đúng vào lúc này, một tiếng vang trầm đục từ trong Quy Nguyên đỉnh truyền ra. Hạ Thiên, đừng vùng vẫy vô ích nữa. Mệnh Vô Thường nghe được âm thanh này, chẳng những không kinh ngạc. Ngược lại còn cười nhạo, bây giờ ngươi mới nghĩ đến phản kháng thì đã quá muộn rồi. Không nói trước bổn tọa đã trói ngươi tầng tầng lôi võng, còn có mấy trăm phù trận kết giới mà đồng đạo ta đã đánh vào người ngươi. Chỉ riêng cái nắp này thôi, ngươi cũng đã vô lực xung chuyển rồi. Oanh, oanh, lại thêm 2 tiếng trầm đục. Mệnh Vô Thường nhìn thấy, cũng lười lãng phí nước bọt, quay sang nói với những người khác, không cần để ý đến hắn. Hắn chẳng qua chỉ vùng vẫy giấy chết mà thôi, rất nhanh sẽ không còn khí lực. Võ trưởng môn, các ngươi gia tăng hỏa lực mau chóng luyện hóa kẻ này. Sự thật dường như đúng với những gì Mệnh Vô Thường suy đoán. Sau khi vang lên vài tiếng trầm đục, trong đỉnh đột nhiên yên tĩnh lại. Như thế nào, bổn tọa nói không sai chứ? Mệnh Vô Thường cười ha hả, biểu hiện lại càng thêm ngạo nghễ. Xác thực không sai, lúc này... Bên trên vang lên một âm thanh lười biếng, người trong đỉnh hoàn toàn không trốn thoát được. Mệnh Vô Thường vốn đang cười, nghe được âm thanh này, nụ cười không khỏi đông cứng lại, cả gương mặt biến thành nửa cười nửa không cười. Ngươi, ngươi! Mệnh Vô Thường vừa quay đầu sang, đột nhiên nhìn thấy Hạ Thiên đang cười hì hì nhìn hắn, không khỏi ngạc nhiên quát lớn, tại sao ngươi có thể từ trong đỉnh thoát ra ngoài? Ra, Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái gì mà ra? Ta chưa từng vào trong đó. Ngươi không có vào trong. Mệnh Vô Thường có chút kinh ngạc, lập tức quả quyết lắc đầu, không thể nào. Vừa rồi ngươi bị khí tức của ta bao phủ, lại bị lôi võng trói buộc, trên người còn treo mấy trăm phù trận kết giới. Đây là bổn tọa tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối không có sai lầm. Điều này nói rõ ngươi có thể hiến tặng con mắt của mình được rồi. Hạ Thiên nhếch miệng, tuy nhiên, ta không rảnh ở đây nói nhảm với ngươi đâu. Lần này ngươi chết chắc rồi, ai cũng không cứu được ngươi. Biểu hiện của Mệnh Vô Thường nghiêm túc lại, cơ thể biến thành một luồng sương mù trắng đen xen kẽ. Hắn quát lớn, mặc dù ta không biết ngươi dùng tà ma ngoại đạo gì từ trong đỉnh trốn thoát ra ngoài, nhưng thực lực của bổn tọa cao hơn ngươi không biết bao nhiêu cấp bậc. Nếu ngươi không chết trong đỉnh, vậy thì ngươi chết trong tay bổn tọa đi. Chỉ là tử trạng của ngươi sẽ thảm, a. À. Bành! Lời còn chưa nói hết. Trên mặt của hắn đã chịu một quyền của Hạ Thiên. Không thể nào. Trong giọng nói của Mệnh Vô Thường hiện lên sự kinh hoàng, ngươi có thể đánh được ta. Bành bành. Trả lời hắn là 2 quyền liên tiếp, mạnh và trực diện, cảm nhận nỗi đau không quá nhiều cũng không quá ít. Không đợi hắn cảm nhận được dư vị của cơn đau, nắm đấm của Hạ Thiên giống như hạt mưa rơi xuống mặt Mệnh Vô Thường một cách dữ dội. Mệnh Vô Thường bị đánh đến phát mộng. Hoàn toàn không có thời gian suy nghĩ chuyện gì xảy ra, chỉ biết nếu cứ tiếp tục bị đánh như vậy, bản thân hắn rất có khả năng thần hồn đều băng. Bù! Hai tay Mệnh Vô Thường kết ấn, lợi dụng kết giới thời không tiến hành đổi mình với một vật trong đỉnh. Lần này ngươi đánh không được ta đâu.
Mệnh Vô Thường có cơ hội thở dốc, liền chào phúng Hạ Thiên, cái nắp này là bí bảo của thần hoàng, người không thể đánh tan được đâu. Muốn giết ta, người còn non lắm. Mặc dù bàn đào tiên đan không thể luyện thành nhưng bổn tọa chỉ cần hấp thu Quỳnh Tương Ngọc Dịch ở đây sạch sẽ, đến lúc đó ta có thể ngược sát ngươi. Hạ Thiên khinh thường nói, cái lồng rách này, ta một quyền có thể đánh nát nó. Vậy ngươi đánh nát cho bổn tọa xem đi. Mệnh Vô Thường cười nhạo, lập tức giang hai tay giống như trâu uống nước, hấp thu Quỳnh Tương Ngọc Dịch trong đỉnh. Một lát sau, hắn thật sự đã hút khô. Bên trong đan đỉnh chỉ còn lại hắn và Hạ Thiên ban đầu. Bành! Một quyền của Hạ Thiên đánh vào bên trên cái nắp. Két! Cái nắp bằng thủy tinh lập tức xuất hiện khe nứt, hơn nữa còn nhanh chóng mở rộng, dường như có thể vỡ nát bất cứ lúc nào. Hạ Thiên, ngươi cứ chờ đó cho bổn tọa, chờ ta ra ngoài, ta chắc chắn sẽ chém ngươi thành muôn mảnh. Mệnh Vô Thường giật mình, ném lại một câu ác độc, sau đó khoanh chân ngồi xuống. Hắn nhất định phải tận lực tiêu hóa linh uẩn bên trong Quỳnh Tương Ngọc Dịch trước khi Hạ Thiên đánh vỡ cái nắp. Bằng không, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Ai biết được Hạ Thiên chỉ đánh một quyền rồi thu tay, mỉm cười nhìn Mệnh Vô Thường, này, quỷ đoàn mệnh. Ngươi không muốn biết bên trong cái quả cầu kia là cái gì sao? Mệnh Vô Thường hừ lạnh một tiếng, cũng không để ý đến Hạ Thiên. Hắn đương nhiên biết rõ Hạ Thiên đang đảo loạn tâm cảnh của hắn. Oanh! Lúc này, lại một tiếng vang trầm đục truyền ra. Mệnh Vô Thường kinh ngạc mở mắt, sau đó quay sang nhìn quái cầu mà hắn và mấy chục trưởng lão, chí tôn ngưng kết ra. Bởi vì âm thanh là từ bên trong truyền đến. Nếu như Hạ Thiên không có ở bên trong quả cầu bị phong ấn, thế phong ấn bên trong là cái thứ gì thế? Trong lòng Mệnh Vô Thường dâng lên một dự cảm bất thường, luôn cảm giác tính toán của mình giống như bị lọt mất cái gì đó nhưng nhất thời lại nghĩ không ra. Rốt cuộc là cái gì? Phốc, không đợi Mệnh Vô Thường suy nghĩ rõ ràng, bỗng dưng một luồng kiếm mang màu xanh phá vỡ quái cầu, đâm thẳng vào trái tim của hắn. Ai? Mệnh Vô Thường nhìn kiếm mang xuyên qua tim, khàn giọng giống lên, cút ra đây cho bổn tọa. Cùng lúc đó, hắn đưa tay đánh ra một luồng lôi đình màu đen về phía quả cầu phong ấn dần dần bị vỡ ra. Bốp! Lại thêm hai luồng kiếm mang từ đó chém ra. Chẳng những phá đi phong ấn quả cầu, còn chém lôi đình màu đen của Mệnh Vô Thường thành hai nửa, thậm chí còn có kiếm áp dính lên người Mệnh Vô Thường, chấn áp hắn ngay tại chỗ. Kiếm mang thật lợi hại. Đây là kiếm pháp gì thế, lại có thể chém được phong giới hắc lôi của Mệnh Thường Thi. Chẳng lẽ là vị kiếm thánh chí tôn kia đến, chỉ có hắn mới có thể làm được. Không nhất định, đại trưởng lão cũng có thể làm được. Huyễn Nguyệt Tiên Tử cũng có thể. Huyễn Nguyệt Tiên Tử đã chết từ lâu, đại trưởng lão làm sao có thể giấu đầu lộ đuôi được. Cũng đúng, thế thì ai? Bên ngoài Quy Nguyên Đỉnh, những người được Mệnh Vô Thường gọi đến tham chiến đã bị cảnh tượng này làm kinh trụ, không khỏi bàn tán ầm ĩ. Mệnh Vô Thường là tu tiên giả cấp chí tôn uy tín lâu năm đã vượt qua mấy lần thiên kiếp của Liên Minh Tu Tiên, đương nhiên sẽ không dễ dàng bị chế phục như vậy. Hắn quát khẽ một tiếng, cơ thể nổi lên bạch quang, lập tức chấn vỡ kiếm áp trên người. Bọn chuột nhắt phương nào, giấu đầu lòi đuôi, cút ra đây cho bổn tọa. Tiếp theo, hắn nhấc trưởng chạm ra hai luồng kiếm khí, trộn lẫn với một số quỷ lôi lấp lóe, bổ về phía quả cầu phong ấn mà hắn mới tạo ra không bao lâu. Bốp, quả cầu phong ấn cũng không kiên cố cho lắm, lập tức bị chém rách. Nhưng tình huống hiển lộ ra lại khiến cho Mệnh Vô Thường kinh ngạc không thôi. Mắt cũng mở to đến căng tròn, có chuyện gì vậy? Bên trong quả cầu là một khe nứt thời không hình bầu dục. Khe nứt thời không tồn tại cũng không lạ, chỉ cần là độ kiếp kỳ, học tập một chút là có thể chế tạo ra khe nứt thời không. Về phần có thể truyền tống bao xa, thời gian bao lâu thì phải nhìn vào bản lĩnh cá nhân. Mệnh Vô Thường ngạc nhiên bởi vì địa điểm xuất hiện khe nứt thời không quá quỷ dị, vượt ra khỏi sự nhận biết của hắn. Bởi vì quả cầu phong ấn này từ đầu đến cuối là do hắn sáng tạo ra. Mặc dù bên trong quá trình cũng có các tu tiên giả khác tham gia phù trận và kết giới, nhưng căn bản nhất vẫn do hắn chủ đạo. Hiện tại, bên trong quả cầu xuất hiện một khe nứt thời không nằm ngoài dự liệu của hắn, sao có thể không khiến hắn chấn kinh chứ? Hạ Thiên có thể cắm vào một khe nứt thời không bên trong quả cầu phong ấn, quan trọng nhất còn tránh đi thần trí của hắn. Điều này quả thật không thể tưởng tượng nổi.
Ngươi còn át chủ bài nào mà ta không biết? Mệnh Vô Thường quay sang nhìn Hạ Thiên, kinh ngạc hỏi, ngươi có thể từ trong phong giới của bổn tọa mở một khe nứt thời không, còn không để cho ta phát hiện ra? Thủ đoạn ngược lại khiến người ta không thể không phục, cho nên nói đầu óc của ngươi có vấn đề rất lớn, hơn nữa ngươi còn quá tự đại. Hạ Thiên cười hì hì nhìn Mệnh Vô Thường, dùng giọng điệu tùy ý nói, vợ Băng Băng đã từng nói với ta, người thì không thể quá tự đại. Nếu không, ánh mắt sẽ bị hạn chế, nhìn sự việc sẽ không tuyệt đối. Ngươi đã phạm phải sai lầm như vậy. Mệnh Vô Thường mỉm cười, Hạ Thiên, ngươi có tư cách nói người khác tự đại. Hạ Thiên nghiêm túc nói, ta nổi tiếng khiêm tốn đấy. Người khiêm tốn sẽ nói mình là đệ nhất thiên hạ với người khác. Mệnh Vô Thường khịt mũi coi thường. Hạ Thiên gật đầu, chính bởi vì khiêm tốn, ta mới nói ta vô địch thiên hạ. Trên thực tế, mặc kệ trên trời hay thiên hạ, hay ở một nơi nào khác, ta vẫn là vô địch. Tiếp theo, hắn cười hì hì, người ngu ngốc không có thực lực gì như ngươi, nhưng lại khoác lác không ít lần, đó mới thật sự là tự đại. Ngươi mới tự đại đến không có thuốc chữa đấy. Mệnh Vô Thường nghe Hạ Thiên nói xong, không khỏi giận tím mặt, cho dù ngươi có chiêu này thì tính sao? Có thêm nhiều kỳ xảo thì cũng không thay đổi được thực lực chênh lệch giữa đôi bên. Hạ Thiên gật đầu, vô cùng tán đồng câu nói sau của Mệnh Vô Thường, cho nên, nếu ngươi muốn giết ta, ngươi nên trực tiếp đánh với ta một trận. Đáng tiếc ngươi lại chơi nhiều trò loè loẹt như thế, đủ để nói rõ thực lực của ngươi chênh lệch với ta quá nhiều. Nếu không, tại sao ngươi vừa thấy ta xuất hiện đã bị dọa sợ đến mức chui vào trong đỉnh thế? Đánh giám. Mệnh Vô Thường cười nhạo nói, bổn tọa muốn giết ngươi đơn giản như trở bàn tay. Ta giữ lại ngươi đến bây giờ chỉ bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng. Nhưng bây giờ xem ra, ngươi lại xem sự thương hại của bổn tọa thành thực lực của mình. Hạ Thiên khinh thường vạch trần, ngươi nói nhiều như vậy không phải bởi vì linh khí bị tiêu hao quá nhiều, muốn kéo dài thời gian để khôi phục lại sao? Chỉ bằng ngươi dứt khoát nói thẳng, ngươi cần bao lâu mới có thể khôi phục hoàn toàn? Ngươi! Mệnh Vô Thường tức giận không thôi, nhưng hắn cũng biết không thể kéo dài được nữa, lập tức quát lớn, các ngươi đứng thất thần ra đó làm gì, mau giết chết Hạ Thiên. Nếu do dự nữa, đừng trách bổn tọa không nể mặt. Những người kia không khỏi nhìn nhau nhưng vẫn tiến hành vây công Hạ Thiên lần nữa. Đám ngu ngốc các ngươi muốn chết, ta sẽ thành toàn cho các ngươi. Hạ Thiên biến thành quỷ ảnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Rất nhanh đã có người phát ra tiếng kêu thảm thiết. Mệnh Vô Thường cũng không trông cậy người bên ngoài có thể giết chết được Hạ Thiên, hắn chỉ muốn bọn họ kéo dài thời gian cho mình mà thôi. Hắn dự định phong ấn khe nứt thời không trước, bằng không, không biết lúc nào sẽ có người đâm sau lưng hắn nữa. Chỉ là không đợi hắn ra tay, bên trong khe nứt lại có thêm mấy luồng kiếm mang chém ra. Bổn tọa sao có thể để các ngươi trêu đùa chứ? Mệnh Vô Thường tức giận không thôi, cảm giác mình giống như bị làm nhục, lạnh lùng nói, cách một khe nứt thời không mà muốn giết chết bổn tọa, các ngươi không khỏi quá ngây thơ, coi bổn tọa là bùn nặn sao. Sát lôi thần phong, cơ thể Mệnh Vô Thường nổi lên khí thức màu đen, cả người giống như một ma thần quỷ dị đến từ thiên địa hỗn độn sơ khai. Tiếp theo, hắn nhẹ nhàng gảy một ngón tay, một luồng kiếm khí chém ra ngoài. Bên trên kiếm khí bám mấy trăm quỷ lôi màu đen, trực tiếp chém vỡ kiếm mang, hơn nữa tình thế chẳng những không yếu bớt, ngược lại càng thêm nhanh chóng, chém thẳng vào khe nứt thời không. Bành! Một tiếng vang thật lớn vang lên, chỉ thấy khe nứt thời không bắt đầu sụp đổ. Mệnh Vô Thường cười khẩy, đánh ra ba luồng kiếm khí, chém vỡ cái nắp thủy tinh đã bị Hạ Thiên đánh nổ, sau đó bay đến trước mặt Hạ Thiên, Hạ Thiên, sự kiên nhẫn của bổn tọa đã hết. Ngươi không muốn bị luyện hóa, vậy để bổn tọa đích thân giết ngươi. Ngươi dùng miệng để giết người sao? Hạ Thiên nhếch miệng, chút trò xiếc đó không giết ta được đâu. Ngươi yên tâm đi, bổn tọa tuyệt đối sẽ để cho ngươi chết một cách thống khoái. Ngươi muốn trốn cũng trốn không thoát. Mệnh Vô Thường một chưởng đập tan hư không xung quanh Hạ Thiên, tạo thành một kết giới định thân, sau đó hai ngón tay điểm vào tim của Hạ Thiên, vô số quỷ lôi màu đen không ngừng lấp lánh. Ngay cả phạm vi không gian trăm dặm cũng bị bóp méo theo. Cả người Mệnh Vô Thường giống như tinh cầu màu đen, tản ra uy áp bành trướng đến kinh khủng, trấn trụ những người xung quanh giao trì. Cho dù là ai cũng không cách nào động đậy, càng có người sợ đến thần hồn run rẩy. Không hổ danh là trưởng ti đại nhân của tiên luật ti,
có được uy áp kinh khủng như vậy. Sức mạnh này có thể xé rách thiên địa. Nghe nói sát lôi chính là hồng mông thanh khí ngưng luyện ra, có năng lượng hủy thiên diệt địa. Quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là chúng ta cũng không thể động đậy, có khi nào bị sát lôi ảnh hưởng hay không? Uy áp chấn nhiếp chỉ là nhất thời, chẳng mấy chốc sẽ được giải khai. Một khi giải khai, mọi người sẽ nhanh chóng thoát đi. Cưỡng ép tránh thoát cũng được, nhưng tâm mạch thần hồn cũng sẽ bị hao tổn. Không ổn rồi, sát lôi sắp nổ, bây giờ phải trốn thôi. Đám chuẩn tiên đều sợ hãi, không quan tâm đến tâm thần hao tổn, lập tức thôi động thân pháp mạnh nhất, biến thành từng luồng huyễn ảnh chạy ra khỏi giao trì. Oanh! Một giây sau, không, rất có thể là một phần ngàn giây. Quỷ lôi màu đen lóe lên bỗng dưng nổ tung, giống như trong tinh không tràn ra những đóa hoa màu đen. Mỗi một cánh hoa đều ẩn chứa năng lượng hủy thiên diệt địa. Toàn bộ giao trì, ngoại trừ bên ngoài quy nguyên đỉnh, tất cả đều không kịp đào thoát, bị chấn vỡ, thân hồn câu diệt. Bên trong hư không cũng nổ tung một khe nứt cực lớn, vô số phong bạo từ bên trong phóng ra ngoài, tứ ngược giao trì. Ha 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 ha, Mệnh Vô Thường nhìn cảnh tượng này, ngược lại cười ha hả, Hạ Thiên, ngươi lấy cái gì mà đấu với bổn tọa? Toàn bộ liên minh tu tiên, ngoại trừ thần hoàng, bổn tọa không sợ bất cứ kẻ nào. Cũng không ai có thể sống sót dưới sát lôi thần phong của ta, ngay cả lão tặc Hồng Vân, tâm ma lão tổ cũng như vậy, không dám chính diện chống đỡ ta, ngươi tính là cái gì chứ? À, nói được nửa câu, hắn bỗng nhiên im bặt. Bởi vì Hạ Thiên đã bình yên vô sự xuất hiện trước mặt hắn, hơn nữa còn dùng một ngân châm đâm vào mi tâm của hắn. Cười đi, tại sao lại không cười? Hạ Thiên nhếch miệng, hờ hững nói, chiêu thức vừa rồi của ngươi đúng là còn được một chút. Đáng tiếc ánh mắt của ngươi không lớn, còn sống cũng lãng phí không khí mà thôi. Cho nên ngươi nên đi chết đi. Mệnh Vô Thường mở to mắt, không thể tin được, không thể nào. Làm sao ngươi có thể trốn được sát lôi thần phong của ta? Làm sao ngươi có thể giải được định thân kết giới của ta? Làm sao ngươi? Được rồi, tiết kiệm chút nước bỏ đi. Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi không hiểu không có nghĩa là ta không làm được. Mệnh Vô Thường còn đang muốn nói tiếp, nhưng Hạ Thiên đã lười nghe. Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh bởi vì ta dùng chính là châm thứ 6 sau khi cải tiến. Hạ Thiên mỉm cười nhìn Mệnh Vô Thường, giọng điệu khá bình thản, ngươi là người đầu tiên chết dưới châm này của ta. Vừa lúc ta dùng tên của ngươi đặt cho một châm này, thần Mệnh Vô Thường. Ngay cả thần Mệnh cũng vô thường. Mệnh Vô Thường há to miệng nhưng không hề phát ra bất kỳ âm thanh nào, cả người hóa thành quỷ lôi lấp lánh. Cháy bùng lên không còn, từ đây biến mất hoàn toàn trên thế gian. Mệnh trưởng ti cứ như vậy mà chết rồi. Hắn giết mệnh đại nhân, có khi nào giận lây sang chúng ta không? Tiểu tử này từ trước đến nay có thù tất báo, tuyệt đối sẽ lấy mạng chúng ta. Vậy phải làm sao bây giờ? Mệnh Vô Thường còn không phải đối thủ của hắn, không phải chúng ta chỉ còn con đường chết hay sao? Hắn là hỗn độn thiên ma. Tất nhiên sẽ huyết tẩy toàn bộ liên minh tu tiên. Chẳng lẽ hôm nay liên minh tu tiên sẽ bị diệt vong hay sao? Ai, có ai đến cứu chúng ta? Cứu liên minh tu tiên hay không? Đám trưởng lão và chí tôn may mắn còn sống không khỏi sợ hãi không thôi, ánh mắt nhìn Hạ Thiên cũng tràn đầy kinh hãi vô tận. Mệnh Vô Thường là người thần bí nhất trong liên minh tu tiên. Từ trước đến nay không ai biết được quá khứ của hắn, cũng không có ai có thể nói về lai lịch của hắn. Năm 6 vạn năm trước, hắn bỗng nhiên xuất hiện ở liên minh tu tiên. Nhưng thực lực của hắn lại cường đại đến mức đáng sợ, thậm chí Hồng Vân đại trưởng lão tư lịch già nhất cũng không dám tỏ thái độ trước mặt hắn, mặc cho hắn sáng lập tiên luật ti, chia một phần lớn quyền hành. Càng làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, thần hoàng, thậm chí hoàng phó tâm ma lão tổ cũng ngầm cho phép hành vi cực kỳ vi phạm này của Mệnh Vô Thường. Năm 6 vạn năm trước cũng có vô số cường giả không phục tiên luật ti quản giáo, nhưng cuối cùng đều chết trong tay Mệnh Vô Thường, không hề có lực hoàn thủ. Cho nên, trong mắt người của liên minh tu tiên, Mệnh Vô Thường chính là người mạnh nhất dưới thần hoàng và Hồng Vân đại trưởng lão. Cường giả như vậy lại bị một tiện tu đến từ tiên khí bỏ đi đánh bại, còn bị đánh bại một cách triệt để, thân hồn câu diệt. Mặc kệ bọn họ có thể tiếp nhận hay không, có thể hiểu được hay không. Sự thật đã là như vậy. Bọn họ mơ hồ cảm giác được liên minh tu tiên sắp biến thiên rồi.
Tuy nhiên, Hạ Thiên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, lại không có nhiều suy nghĩ loạn thất bát tao như thế. Xử lý một tên ngốc xong, hắn cũng không cao hứng, hoặc không cao hứng như trong tưởng tượng. Hạ Thiên đứng giữa hư không, ánh mắt nhìn chằm chằm đằng trước giống như nhìn thấu bóng tối vô cùng vô tận, thẳng đến một tinh cầu rất xa. Trên thực tế, đích thật đang có người to như quái vật đang ngồi khoanh chân bên trong một hành tinh rất xa. Thân hình của ông ta rất gầy, chỉ còn da bọc xương, nhưng lại to gần ngang ngửa một nửa tinh cầu. Ông ta mặc chiếc áo bào đen rất rộng, một góc áo rủ xuống đủ che nửa tinh cầu còn lại. Người này chính là Hồng Vân Đại Trưởng Lão. Một trong những người sáng lập Liên Minh Tu Tiên, cũng là người sống lâu nhất trong toàn bộ Liên Minh, người có tư lịch tu hành dài nhất, là người có thực lực gần với Thần Hoàng nhất. Thần Hoàng rốt cuộc có thực lực như thế nào, rất nhiều người trong Liên Minh chưa từng nhìn thấy, bởi vì Thần Hoàng đã 5-6 vạn năm rồi không có xuất hiện qua. Nhưng Hồng Vân Đại Trưởng Lão 2 vạn năm trước đã từng ra tay tiểu sát Hỗn Độn Thiên Ma Dạ Đế. Trận chiến đó đánh đến thiên hôn thiên ám, thần quỷ phải sợ hãi. Cuối cùng, Dạ Đế đã bị Hồng Vân Đại Trưởng Lão kết thúc. Người may mắn gặp qua cảnh tượng đó đều cảm thấy Hồng Vân Đại Trưởng Lão có khả năng có được thần thông của tiên gia. Nếu mệnh vô thường không cách nào bảo vệ Liên Minh Tu Tiên, như vậy Hồng Vân Đại Trưởng Lão tất nhiên sẽ trở thành Định Hải Thần Châm trong dung chuyển. Hồng Vân Đại Trưởng Lão ở tinh cầu rất xa kia hơi hé mắt ra một chút, dường như đang đáp lại ánh mắt khiêu khích của Hạ Thiên. Đám trưởng lão và chí tôn gần giao chỉ lập tức cảm nhận được luồng khí tức khổng lồ này, không khỏi kêu lên. Là Hồng Vân Đại Trưởng Lão. Chúng ta được cứu rồi, liên minh được cứu rồi. Đại trưởng lão, tiểu tử kia đã giết mệnh trưởng ti, mau trừng phạt hắn đi. Kẻ này tuyệt đối là Hỗn Độn Thiên Ma, bây giờ không giết hắn, liên minh chắc chắn sẽ bị diệt vong. Hạ Thiên nghe những người kia nói xong, cảm thấy cực kỳ khó chịu, liền quát to một tiếng, đám ngu ngốc các ngươi câm miệng cho ta. Những người kia lập tức im bặt, người nào cũng mở to con mắt sợ hãi của mình. Hạ Thiên mỉm cười nhìn phía xa, có chút khinh miệt nói, này, lão đầu nhi, ngươi tránh xa như vậy làm gì? Sợ chết sao? Hạ Thiên, trước kia ngươi chẳng qua chỉ là tiện tu ngoại vực, có thể đến được Liên Minh Tu Tiên đã là tạo hóa suốt đời khó có được của ngươi. Bờ môi Hồng Vân Đại Trưởng Lão không động nhưng âm thanh vô cùng hùng hồn vang lên trên bầu trời giao trì, ai nghĩ ngươi lại không muốn phát triển, tự tiện giết đồng đạo, tàn ngược cuồng bạo. Mệnh trưởng ti niệm tình ngươi tu hành không dễ, cho nên đã cho ngươi một cơ hội, ngươi chẳng những không cảm kích, lại còn thiết lập âm mưu giết hắn. Hành vi đó có khác gì cầm thú không chứ? Bớt nói nhảm lại đi. Hạ Thiên nhếch miệng. Có chút khinh thường nói, đám ngớ ngẩn các ngươi có thể thẳng thắn được một chút hay không, nói ra những suy nghĩ trực tiếp từ tận đáy lòng của các ngươi. Hồng Vân Đại Trưởng Lão là lão tổ sống qua năm tháng rất dài, đương nhiên sẽ không bị một hai câu của Hạ Thiên kích động, vẫn chậm rãi nói, mặc kệ ngươi có phải là Hỗn Độn Thiên Ma hay không, liên minh đã nhận được dụ lệnh của Thần Hoàng không được buông tha cho ngươi. Bây giờ lão phu hạ xuống thần uy thiên phạt đưa ngươi vào chính pháp. Có chiêu thức gì thì cứ dùng hết ra đi, nói nhiều như vậy thì làm được gì? Hạ Thiên nghe xong, cảm giác giái tai như muốn rơi ra. Hồng Vân Đại Trưởng Lão thản nhiên đáp, được, vậy sẽ như ngươi mong muốn. Đi! Hồng Vân Đại Trưởng Lão nhướng mày, lập tức giật áo bào đen mặc trên người ném vào hư không. Áo bào đen giống như đêm tối nhanh chóng tràn ra, trong chớp mắt đã quét sạch rất nhiều giới vực, gần như bao phủ phân nửa liên minh tu tiên. Che khuất cả bầu trời. Đám trưởng lão và chí tôn đứng gần giao chỉ nhìn thấy tình huống này, không khỏi biến sắc, trong lòng dâng lên một dự cảm không tốt. Đây là diệt tinh vẫn tiên bào của Hồng Vân Đại Trưởng Lão, chẳng lẽ ông ta muốn tiêu diệt chúng ta cùng một chỗ luôn sao? Không đâu, tuyệt đối sẽ không, ông ấy sẽ không làm chuyện đó đâu. Nhưng chúng ta cũng bị chùm vào bên trong, không cách nào thoát khỏi. Gần phân nửa liên minh tu tiên đã bị bao lại, Hồng Vân Đại Trưởng Lão cũng không ác độc như vậy đâu. Lúc này, Võ Vạn Dương nãy giờ chưa lên tiếng liền cười nhạo, các ngươi tưởng Hồng Vân Đại Trưởng Lão là người tốt sao? Năm đó, vì tiểu sát Dạ Đế, ông ta đã đánh toàn bộ Thiên Nam thành một mê uyên. Những người khác nghe xong, cũng không nhịn được mà nhớ lại, trong lòng lại càng sợ hãi không thôi. Hồng Vân Đại Trưởng Lão, người giam chúng ta trong này là có ý gì?
Chẳng lẽ chỉ vì muốn tiểu sát Hạ Thiên, ngay cả chúng ta ngươi cũng muốn giết luôn? Nơi này còn có Quy Nguyên đỉnh, chẳng lẽ ngươi cũng muốn hủy đi cái đỉnh đó? Hồng Vân đại trưởng lão cũng không trả lời bọn họ, bên trong ánh mắt khô khan không hề có một chút thương hại nào. Áo bào màu đen hợp lại, tạo thành một kết giới to lớn bao trùm gần phân nửa liên minh tu tiên, sau đó nhanh chóng co vào. Giống như mọi người đang dùng thìa múc một muỗng thật to bên trong quả dưa hấu vậy. Từ nay về sau, liên minh tu tiên ngoại trừ Thiên Nam, đoán chừng sẽ có thêm một mê uyên vô tận. Đám trưởng lão và chí tôn hiển nhiên không muốn ngồi chờ chết, vội xuất ra tuyệt học cả đời, dự định xé rách áo bào đen. Đáng tiếc, tất cả đều thất bại. Nếu ông ta đã bất nhân, vậy cũng đừng trách chúng ta bất nghĩa. Có người rốt cuộc không chịu được áp bách lớn như vậy, liền lớn tiếng trách móc, cùng lắm thì chúng ta đứng sang đội của Hạ Thiên, giết Hồng Vân đại trưởng lão, tái tạo liên minh tu tiên. Không sai, giết Hồng Vân lão ma, tái tạo lại liên minh tu tiên. Tái tạo liên minh tu tiên, đám người kia vọt đến trước mặt Hạ Thiên, kêu ầm lên, Hạ Thiên, ngươi là hội chủ hội chí tôn của liên minh tu tiên, ngoại trừ thần hoàng, quyền lực của ngươi là lớn nhất. Bây giờ Hồng Vân lão tổ đã nhập ma, ngươi nên xắn tay áo lên cứu vớt liên minh. Ngươi nói làm như thế nào, chúng ta sẽ nghe theo ngươi. Hạ Thiên quay đầu nhìn lướt qua đám trưởng lão và chí tôn, lười biếng nói, đám ngu ngốc các ngươi tưởng ta cũng ngu như các ngươi sao. Các ngươi muốn cứu vớt cái liên minh rách nát này thì các ngươi tiến lên xử lý lão đầu nhi kia đi. Mọi người nghe xong, ngoài miệng vẫn nói những lời khách sáo, nhưng ngươi là hội chủ hội chí tôn, cứu vớt liên minh phải là trách nhiệm của ngươi chứ. Đúng vậy, chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng, chúng ta nguyện ý ở sau lưng ngươi, tùy ngươi xông, hả? Đường đường là hội chủ hội chí tôn, chẳng lẽ ngay cả chút dũng khí đó mà ngươi cũng không, à? Hay ngươi không có năng lực, ngươi chỉ là một tên nhút, à? Những người còn lại còn chưa nói hết đã bị Hạ Thiên một quyền đánh bay ra ngoài. Tất cả cút sang một bên, Hạ Thiên nhếch miệng, bây giờ ta không rảnh phản ứng các ngươi. Nếu các ngươi còn nói nhảm nữa, ta sẽ xử lý toàn bộ các ngươi. Những người còn lại lập tức im lặng không nói, nhưng trong lòng oán giận khó bình. Nghĩ đến chuyện này qua đi, bọn họ nhất định sẽ cho tiểu tử này một bài học. Nhưng hiện tại, áo bào đen càng lúc càng co lại, áp bách bọn họ cảm nhận được cũng càng lúc càng mãnh liệt. Sự sợ hãi trong lòng bọn họ có chút không khống chế nổi. Hừ, nếu tiểu tử này không biết điều, chúng ta đi cầu Hồng Vân đại trưởng lão. Không sai, Hồng Vân đại trưởng lão là chuẩn tiên có tư lịch già nhất của liên minh, tuyệt đối không làm chuyện này đâu. Đúng, chỉ cần chúng ta đến nói rõ tình huống, ông ấy nhất định sẽ thả chúng ta ra. Huống hồ, chúng ta có nhiều người như vậy, cộng lại cũng có thể tước đi vị trí đại trưởng lão của ông ta không dám không nghe. Những người này tập hợp lại, dự định cùng nhau tạo áp lực cho Hồng Vân đại trưởng lão. Võ Vạn Dương nhìn bọn họ, trong lòng thất vọng cực kỳ. Thượng tầng liên minh tu tiên đều là những phế vật tham sống sợ chết, không muốn phát triển, làm sao có thể sinh ra một tu tiên giả có thể phi thăng thành công chứ? Con gái, đợi lát nữa ta mở định thân thuật cho con trực tiếp xông vào Quy Nguyên đỉnh bên trái, con nghe rõ không? Võ Vạn Dương lặng lẽ đến trước mặt Tiêu Dao tiên tử, nhẹ giọng dặn dò. Tiêu Dao tiên tử không hiểu, phụ thân, rốt cuộc cha muốn làm cái gì? Nếu cha muốn gây bất lợi cho tôn chủ, con sẽ không đồng ý. Yên tâm đi, điều này sẽ có lợi cho Hạ Thiên. Võ Vạn Dương nhỏ giọng trả lời. Tiêu Dao tiên tử có chút không tin tưởng cho lắm. Ta làm hết thảy cũng đã thương lượng qua với Hạ Thiên. Võ Vạn Dương đành phải nói thật cho Tiêu Dao tiên tử biết, nhưng công việc cụ thể tạm thời chưa thể nói cho con biết, con chỉ cần làm theo là được. Tiêu Dao tiên tử không còn nghi ngờ, vội gật đầu đồng ý. Võ Vạn Dương trở lại bên dưới Quy Nguyên đỉnh, lặng lẽ hoạt động tay chân. Lúc này, đám trưởng lão và chí tôn đã liên hợp lại phát một thông điệp cho Hồng Vân đại trưởng lão, để ông ta lập tức dừng tay. Nếu không, bọn họ sẽ thu hồi chức đại trưởng lão của ông ta. Một đám phế vật. Hồng Vân đại trưởng lão hừ lạnh một tiếng, nói, nơi trở về của các ngươi chỉ có một, đó chính là làm kíp nổ cho bàn đào tiên đan. Quy Nguyên đỉnh, lên. Theo tiếng thét ra lệnh của ông ta, chỉ thấy hai Quy Nguyên đỉnh lập tức sáng lên ánh sáng màu đen.
dưới đáy quy nguyên đỉnh to lớn lập tức tản ra khí tức màu đen. Ánh sáng màu trắng và khí tức màu đen xen lẫn vào nhau, cuối cùng tạo thành một vòng xoáy chuyển động cực nhanh. Hấp lực khổng lồ đã hút hết thảy người và vật bên dưới áo bào, thậm chí ngay cả tinh cầu cũng hút về phía quy nguyên đỉnh luôn. Đám trưởng lão và chí tôn gần như không có sức chống cự, trong chớp mắt người đã không còn nhìn thấy tăm hơi. Chỉ có một số chí tôn có đạo nguyên vẫn còn chống đỡ được. Đến lúc rồi, Võ Vạn Dương lặng yên trở lại bên cạnh con gái, giải khai định thân thuật cho nàng. Tiêu Dao tiên tử không kịp suy nghĩ, lập tức dựa theo phân phó của Võ Vạn Dương, nhanh chóng bay vào bên trong quy nguyên đỉnh bên trái. Hạ Thiên, ngươi không cần vùng vẫy. Hồng Vân đại trưởng lão nhìn chằm chằm Hạ Thiên, lạnh giọng nói, ngươi đánh không lại Diệt Tinh Vân Hoàn, cộng thêm quy nguyên đỉnh của lão phu đâu. Nghịch thiên thần châm của ngươi cũng không phát huy được mấy thành công hiệu trước mặt quy nguyên đỉnh, cần chi phải vùng vẫy vô vị như thế. Hạ Thiên cười nói, ta cảm thấy ngươi có thể giãy giụa thêm một lát. Nếu cứ tùy tiện mà chết đi, vậy thì có lợi cho ngươi quá rồi. Đúng là sắp chết đến nơi mà còn cuồng vọng vô tri như thế. Hồng Vân đại trưởng lão lắc đầu, lạnh lùng nói, ngươi đã đền rội rồi, đám nữ nhân của ngươi cùng với hàng trăm triệu phàm nhân ở tiên khí chi địa cũng sẽ được tha thứ. Nhưng nếu ngươi cứ chấp mê bất ngộ, vậy cũng đừng trách lão phu hủy diệt bọn họ cùng một chỗ. Ngươi không có bản lãnh đó đâu. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, đồng thời cũng không có cơ hội, bởi vì ngươi đã là người chết. Ngươi đừng cho rằng đám nữ nhân kia sẽ đến cứu ngươi. Bản thân bọn họ còn khó đảm bảo nữa là. Hồng Vân đại trưởng lão cười khẽ, Phù Diêu tiên tử lén lút chạy về tiên khí chi địa, điều này cũng không gạt được ta. Kế hoạch của các ngươi trước mặt lão phu chẳng qua chỉ là trò vặt cực kỳ ngây thơ. Trò vặt cũng có thể giết người. Hạ Thiên tự tin nói, các nàng, không cần trốn nữa, tất cả ra đi, để lão đầu nhi kia trước khi chết được mở mang tầm mắt, xem ông ta đã bị trò vặt đùa chết như thế nào. Lời còn chưa dứt, mấy chục bóng người xuất hiện, tất cả đều là mỹ nhân khuynh thành tuyệt sắc. Lúc này, trong tay các nàng đều cầm một cây ngân châm đâm vào kết giới do áo bào đen kia tạo thành. Đầu tiên, Hồng Vân đại trưởng lão không thể nào hiểu được, tiếp theo ánh mắt hiện lên sự chấn kinh. Bỗng dưng hét lớn, dừng tay cho lão phu. Đáng tiếc, đã muộn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bành. Mấy chục luồng kiếp lực khác nhau thông qua ngân châm rót vào bên trong áo bào đen. Kết giới trong nháy mắt tăng vọt, rất nhanh chống đỡ không nổi, nổ tung lên. Một luồng năng lượng mãnh liệt giống như biển gầm hoành tán bốn phía, gần như phá hủy hơn một nửa tinh hà gần đó. Khí tức trắng đen xen kẽ cuồn cuộn cũng dùng trạng thái không thể vãn hồi điên cuồng tỏa ra. Không, Hồng Vân đại trưởng lão nhìn áo bào đen của mình bị đâm phá, rồi lại trơ mắt nhìn khí tức đen trắng bên trong quy nguyên đỉnh bị tiết ra ngoài hơn phân nửa, không khỏi đau lòng không thôi, hồng mông nguyên khí của lão phu. Bàn đào tiên đan của lão phu, đám sâu kiến các ngươi, vì sao lại không chịu ngoan ngoãn đi chết chứ? Tại sao lại làm hỏng chuyện lớn của lão phu? Hạ Thiên lười biếng nói, vậy vì sao ngươi lại không ngoan ngoãn đi chết? Lão phu mà tức giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ánh mắt Hồng Vân đại trưởng lão lộ ra tinh quang dọa người, chỉ vào mấy chục bóng người vừa mới xuất hiện cùng với Hạ Thiên, khàn giọng nói, ngươi phải chết, các ngươi cũng phải chết. Hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây. Mấy chục bóng người kia đều là nữ nhân của Hạ Thiên. Các nàng tùy ý chia thành năm hàng. Cùng nhau đứng sau lưng Hạ Thiên. Đây là chỗ dựa, cũng là hậu thuẫn của Hạ Thiên, càng là nơi mà hắn tin tưởng nhất. Gần như các nàng đều là tu tiên giả độ kiếp kỳ. Thật ra, phần lớn người là nhờ song tu với Hạ Thiên mà sản sinh ra được kiếp lực, không tính là đỉnh tiêm trong liên minh tu tiên, nhưng tâm ý của các nàng đều tương thông với nhau. Những người dẫn đầu theo thứ tự là Thần Tiên Tỷ Tỷ Nguyệt Thanh Nhã, Phù Diêu Tiên Tử Tần Sơ Tuyết, Nhật Nguyệt Ma Nữ Dạ Ngọc Mị, Hoa Khôi Cảnh Sát Lãnh Băng Băng, Thanh Mai Trúc Mã Kiều Tiểu Kiều, còn có Kiều Phượng Nhi và Kiều Hoàng Nhi vẫn luôn đi theo Kiều Tiểu Kiều. Đứng đằng sau nữa là Triệu Vũ Cơ, Diệp Mộng Oánh, Tô Bối Bối, Ninh Nhụy Nhụy, Bạch Tiêm Tiêm, A Cửu, Lam Y Nhân, Mộc Hàm, Thạch Thuần, còn có Cung Chủ Thiên Cung Thiên Cung Nguyệt. Tiếp theo nữa là Liễu Mộng, Tôn Hinh Hinh, Liễu Vân Mạn, Sở Giao, Ninh Khiết, Cơ Thanh Thuần, Cố Hàm Sương, Ngải Vi Nhi và Y Sa Bối Lạp.
Tiếp đó là Mỹ Nhi, Vân Thanh, An Khả Khả, Tát Mã Công Chúa, Dương San, Thư Tính, Nhiếp Tiểu Lý, Triệu Thanh Thanh, Tống Ngọc Mị, Vương Tiểu Nha, Tô Vô Song, còn có Tô Mộng Lệ và Liễu Hàm. Tại sao không thấy vợ Y Y và vợ nữ hoàng thế? Hạ Thiên nhanh chóng lách mình vào chính giữa chúng nữ, đưa tay nắm lấy tay của Lãnh Băng Băng và Nguyệt Thanh Nhã, hỏi Kiều Tiểu Kiều còn có hai bé ngoan nữa cũng không thấy đến. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên đáp, Tiên Vân Đại Lục và trái đất phải có người canh giữ. Dù sao đó cũng là căn cơ của chúng ta, Y Tỷ Tỷ chủ động yêu cầu ở lại canh giữ trái đất. Cơ Thanh Ảnh chính là nữ hoàng, tất nhiên không thể rời khỏi. Dạ Ngọc Mị giải thích, nếu Tiên Vân Đại Lục cần một người ở lại, không ai thích hợp hơn so với nàng. Phù Diêu Tiên Tử cười nói, tuy nhiên, ta đã gửi tọa độ của Liên Minh Tu Tiên cho các nàng. Nếu cần đến, các nàng có thể đến bất cứ lúc nào. Hạ Thiên gật đầu, lại hỏi, thế hai bé ngoan thì sao? Vì sao bọn họ lại không đến? Năng lực của hai nàng ấy không phát huy được ở Liên Minh Tu Tiên, cơ sở Tu Tiên lại quá yếu. Đến đây ngược lại không phải chuyện gì tốt. Nguyệt Thanh Nhã mỉm cười nói, cho nên ta đã bảo các nàng ở lại trái đất hỗ trợ Y Tiểu Âm. Hạ Thiên ôm Lãnh Băng Băng hôn một cái, vợ Băng Băng, nàng thấy ta nhưng tuyệt không kích động sao. Lãnh Băng Băng có chút ghét bỏ lườm hắn, mới mấy ngày không gặp, có cái gì mà phải kích động chứ. Huống chi bây giờ không phải là lúc nói chuyện này. Hạ Thiên thầm nghĩ cũng đúng. Hắn vốn còn đang định hỏi tại sao Hạ Lãnh lại không đến. Cách đây không lâu, Hạ Thiên còn chăn lớn cùng ngủ với trái đất lẫn Tiên Vân Đại Lục, không đúng, là song tu, gia tăng tu vi cho các nàng thêm một bước, còn truyền tĩnh linh văn cho các nàng, để các nàng có thể nhanh chóng ngưng tụ kiếp lực cho mình. Hạ Thiên không thèm quan tâm, càng không ngừng xuyên thẳng qua nữ nhân của mình, thỉnh thoảng tay còn chiếm tiện nghi một chút. Hồng Vân Đại trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng đó, không khỏi giận dữ, tốt, rất tốt, nếu các ngươi đã không để ý đến đại cục, nhất định phải đối nghịch với thiên đạo, vậy cũng đừng trách lão phu lòng dạ độc ác. Ta tiễn các ngươi lên đường cùng một lượt. Lời này của ngươi nói chẳng có tiêu chuẩn gì cả. Thạch Thuần cũng không khách sáo, chúng ta nhiều người như vậy, đến nhất định là để tiễn ngươi lên đường. Nếu ngươi vì đại cục mà suy nghĩ, ngươi nên đi chết mới đúng. Hạ Thiên đưa mắt nhìn sang, cười nói, Thuần nha đầu, ngươi không nên kích động. Chúng ta chẳng có gì cần phải nói với lão đầu nhi đầu óc có bệnh này. Thạch Thuần cau mũi, bĩu môi nói, ta nhìn ông ta khó chịu quá. Đúng vậy, Vương Tiểu Nha gật đầu, người già đến mức chỉ còn da bọc xương, còn cả ngày chém chém giết giết, động một chút lại bảo người khác đi chết, tại sao ngươi lại không chết trước đi? Tô Bối Bối thản nhiên nói, những người càng sống lâu thì lại càng sợ chết, thậm chí càng sợ người khác bất tử. Liễu Hàm không nhìn được mắng to, ông ta không muốn nhìn người khác tốt hơn mình, sống tốt hơn mình. Nếu có ai sống tốt hơn ông ta sẽ nghĩ hết mọi cách để hủy người đó. Mộc Hàm cười ha hả, người trẻ tuổi đúng là hỏa khí vượng. Bây giờ không phải là lúc nói những lời này, chúng ta nên theo kế hoạch mà bắt đầu đi. Tính cách của Dạ Ngọc Mị trước giờ vẫn lôi lệ phong hành, không thích kéo dài, trực tiếp thúc giục, Tô Bối Bối, Liễu Mộng, Liễu Hàm. Còn có Tần Sơ Tuyết, mọi người mau đến chỗ Quy Nguyên Đỉnh để chuẩn bị đi. Phù Diêu Tiên Tử khẽ gật đầu, nói với mấy người Dạ Ngọc Mị, chúng ta cùng đi đi. Mọi người cùng nhau rơi xuống mép Quy Nguyên Đỉnh. Chúng ta cũng đừng chậm trễ nữa. Dạ Ngọc Mị lại thúc giục. Hạ Thiên ngược lại có chút nghi hoặc, nhìn Dạ Ngọc Mị, hỏi, muội muội chân dài, các nàng đang giở trò quỷ gì thế? Nơi này không có chuyện của chàng. Dạ Ngọc Mị ghét bỏ trừng mắt nhìn Hạ Thiên, sau đó chỉ về phía trước, nhiệm vụ của chàng là mau chóng xử lý lão già kia, đừng ở đây nữa. Đây không phải việc rất nhỏ sao? Hạ Thiên mỉm cười nói, muội muội chân dài, nàng không cần phải khẩn trương như vậy. Ai khẩn trương? Dạ Ngọc Mị không thèm để ý Hạ Thiên, lập tức theo những người khác bắt đầu chiếm phương vị, hình như đang bố trí trận pháp nào đó. Hồng Vân đại trưởng lão ở đằng xa cũng không nhàn rỗi. Ngửa mặt lên trời hú dài, hừ, điêu trùng tiểu kỹ cũng dám bêu xấu trước mặt lão phu. Vừa lúc ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là thiên uy nan địch. Cổ thần Di Hài, mau giết bọn hắn cho ta. Cơ thể vốn gầy như que củi của ông ta bỗng dưng phồng lên, giống như khí cầu bị thổi phồng. Rất nhanh đã đạt đến trình độ cách ly mặt trời. Điều quỷ dị chính là,
cơ thể của ông ta chỉ còn lại một bộ xương cốt, giống như thi hài của một tinh cầu. Tiếp theo, ông ta bẻ gãy mấy cái xương sườn của mình, đột nhiên ném về phía Hạ Thiên. Chỉ thấy những cái xương sườn kia trong quá trình bay lượn, dần dần phân hóa thành khô lâu khí tức đen trắng. Lúc nhúc, thi sú tràn ngập. Dương nanh múa vuốt, phát thiên cái địa. Cái quỷ gì vậy, ta bị chứng sợ dày đặc mà. Tô Bối Bối không hề sợ hãi, chẳng qua chỉ cảm thấy có chút buồn nôn. Liễu Hàm tức giận nói, ông ta là tu tiên giả sao? Tại sao ta thấy điệu bộ này giống đại ma đầu hơn? Ta chẳng quan tâm ông ta là cái gì, trêu chọc chồng, trêu chọc chúng ta thì chỉ có con đường chết. Sở Giao không chút khách sáo quát lớn. Ngải Vi Nhi có chút khinh thường nói, đám khô lâu kia nhìn cũng dọa người đấy nhưng thật ra cũng chỉ là miệng cọp gan thỏ. Một bên khác, Hồng Vân đại trưởng lão cao giọng quát, Hạ Thiên, chỉ cần ngươi và nữ nhân của ngươi đầu hàng, lão phu sẽ tha cho các ngươi một con đường sống. Nếu các ngươi còn chấp mê bất ngộ, một giây sau các ngươi sẽ bị quân đoàn cổ thần di hài của ta nghiền thành cho tàn, vĩnh thế không được siêu sinh. Hạ Thiên vẫn thái độ hờ hững, nhếch miệng nói, ngươi nói nhảm nhiều quá. Chút khô lâu đó, ta tiện tay là có thể quét sạch sẽ. Dõng dạc, minh ngoan bất linh, vậy ngươi cũng đừng trách lão phu không cho ngươi cơ hội. Hồng Vân đại trưởng lão không khỏi thất vọng nhưng cũng sớm có đoán trước. Ông ta khoát tay ra lệnh cho quân đoàn khô lâu, giết bọn hắn cho ta. Hạ Thiên mỉm cười, cả người bay lên cao đánh một quyền về phía quân đoàn khô lâu đang bay đầy trời, cút ngay cho ta. Tiểu Kiều, Ngọc Mị, Hàm Sương, các người theo ta xuất chiến. Phù Diêu tiên tử cầm hoa khuyết kiếm trong tay, lập tức phi thân vọt đến. Dạ Ngọc Mị quay sang phân phó những người khác, các người cứ đứng im, không cần dính vào. Nói xong. Nàng cầm Tử Lăng trong tay theo sát đằng sau. Cách đây không lâu, Kiều Tiểu Kiều có được một thanh hảo kiếm tên là Tâm Hài, vừa lúc cũng muốn luyện tay một chút. Cố Hàm Sương càng không cần phải nói. Ban đầu nàng chính là kiếm tu, về sau nàng có được một thanh thần kiếm ở Tiên Vân Đại Lục. Hôm nay chính là lúc nàng phát huy tác dụng của nó. Hạ Thiên một ngựa đi đầu, song quyền có thể nói là vô địch, dính lấy là chết, giết là vong. Tần Sơ Tuyết, Kiều Tiểu Kiều, Dạ Ngọc Mị và Cố Hàm Sương theo sát đằng sau Hạ Thiên, riêng phần mình giữ vững một phương. Bọn họ dùng phá trúc chi thế giết đám khô lâu, khiến cho chúng không cách nào tiến lên nửa bước. Hừ, tự tìm đường chết. Hồng Vân đại trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng này, cũng không bối rối, ngược lại còn khịt mũi coi thường hành vi trùng sát của đám người Hạ Thiên, nếu đã như vậy, ta sẽ tiễn các ngươi một đoạn đường. Ông ta chộp vào hư không một cái, lòng bàn tay ngưng tụ quang hoa vô hạn. Quang hoa tràn ngập khí tức của thời gian, còn có pháp tắc chi ý, khiến cho người ta nhìn một cái liền có cảm giác không cách nào phản kháng. Càng cô đọng lại càng có thể chấn nhiếp người khác phải sợ hãi. Giống như thiên địa sơ khai tồn tại một vệt ánh sáng, bạo sát vô số ma quỷ trong bóng tối. Cho dù nó quang minh, nhưng cũng bởi vì lạm sát quá nhiều mà trở nên vô cùng tà tính. Chẳng lẽ quang minh cũng sẽ rơi vào ma đạo sao? Phù Diêu tiên tử nhìn thấy cảnh tượng này, không khỏi kinh hoàng, mọi người mau tránh ra, ta cảm thấy luồng ánh sáng đó không thích hợp. Không cho mọi người có thời gian suy nghĩ, luồng ánh sáng quỷ dị đó đã chém tới đám người Hạ Thiên. Chỉ trong nháy mắt, không ai có thể địch lại. Toàn bộ liên minh tu tiên, thậm chí người ở trái đất xa xôi cũng cảm nhận được một luồng ánh sáng không hiểu xông đến. Nhiệt độ trung bình trên trái đất tăng vọt, có thể nói là ngày nóng nhất trong cả năm. Hạ Thiên ngăn trước người bốn người Dạ Ngọc Mị, đón lấy luồng ánh sáng này, sau đó đâm ra tiếp châm thứ sáu, thần mệnh vô thường. Đáng tiếc, dường như không có tác dụng, hắn cũng bị luồng ánh sáng cắt thành hai nửa, rất nhanh bị đốt thành cho tàn. Hạ Thiên, chồng, anh rể. Chỉ trong chớp mắt, hơn 10 người đều kêu to, không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Mặc dù các nàng luôn tin tưởng Hạ Thiên vô địch, nhưng luồng ánh sáng trước mắt xác thực không thể địch nổi. Các nàng không tin Hạ Thiên sẽ bị đánh bại nhưng sự lo lắng trong lòng lại không cách nào ức chế. Không chỉ Hạ Thiên, ngay cả Phù Diêu tiên tử, Kiều Tiểu Kiều, Dạ Ngọc Mị và Cố Hàm Sương cũng bị luồng ánh sáng kia nuốt mất, thậm chí ngay cả nửa điểm khí tức của các nàng cũng không nắm bắt được. Hừ, ánh sáng của đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng vầng trăng.
Hồng Vân đại trưởng lão nhìn thấy cảnh tượng này, cũng chẳng suy nghĩ nhiều, ngược lại còn nhìn không được mà giễu cợt, đây chính là kết cục của châu chấu đá xe. Tiếp theo, đám sâu kiến vướng bẩn các ngươi cũng biến mất toàn bộ cho lão phu đi. Biến cái đầu ngươi đấy, ngươi cho rằng ngươi nhiều bức lắm sao? Một âm thanh lười biếng vang lên. Âm thanh này rất gần, dường như vang lên bên tai của Hồng Vân đại trưởng lão. Trên thực tế chính là nói bên tai của ông ta. Hạ Thiên không biết từ lúc nào xuất hiện bên cạnh Hồng Vân đại trưởng lão. Bốn người Phù Diêu tiên tử cũng đứng ở đó. Không, không thể nào. Hồng Vân đại trưởng lão quay đầu nhìn lại, bị dọa đến mức tròng mắt như muốn rơi xuống, run rẩy duỗi ngón tay, rốt cuộc các ngươi là người hay quỷ? Không đúng, cho dù là quỷ cũng không có khả năng sống sót trong diệt đạo thần quang của ta. Đây chính là chân tiên di thuật, có khí tức pháp tắc. Dưới chân tiên không ai có khả năng chống đỡ được. Ngươi vẫn luôn tự tin như vậy sao? Hạ Thiên cười một tiếng, lộ ra giọng điệu mỉa mai. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, đây không phải tự tin mà là tự đại. Cửu cư cao vị rất dễ dàng sinh ra một số thành kiến không cách nào tiêu mất. Kiều Tiểu Kiều cũng cười theo, ai nói đồ mà chân tiên để lại nhất định vô địch chứ. Luồng ánh sáng kia nhìn thì lợi hại, chẳng qua cũng chỉ là kiếm quang mà thôi. Biểu hiện của Cố Hàm Sương vô cùng lạnh lẽo, có chút ngạo nghễ nói, kiếm mang chân tiên thì cũng là kiếm mang. Huống chi ngươi còn chưa phải chân tiên, ngươi chỉ cải tạo lại kiếm mang do chân tiên lưu lại. Phù Diêu tiên tử nói đến điểm trọng tâm nhất, đại đạo chi hành, không tiến tắc thối. Hồng Vân lão tổ ngươi sống mấy vạn năm, vẫn luôn nắm giữ liên minh tu tiên trong tay, tâm tư chỉ đặt ở việc bảo vệ quyền vị của mình, việc tu hành đã sớm rớt xuống ngàn trượng. Làm càn! Hồng Vân đại trưởng lão thẹn quá hóa giận, chợt quát lớn, dám làm nhục lão phu như thế, bây giờ lão phu sẽ đốt các ngươi thành cho tàn, vĩnh viễn không được siêu sinh. Lại một luồng ánh sáng sáng lên, to lớn vô song, vắt ngang nửa tinh không. Ánh sáng lần này lớn hơn so với trước đó, nhưng cường độ lại không đủ. Dạ Ngọc Mị liếc qua đã nhìn ra được bản chất, nhịn không được lắc đầu nói. Phù Diêu tiên tử cũng lên tiếng, miệng cọp gan thỏ chính là như vậy. Kiều Tiểu Kiều thuận miệng nhắc nhở, cho dù là vậy, mọi người cũng không được chủ quan. Lực sát thương của cái thứ đồ chơi này vẫn rất mạnh. Để ta ngăn lại, Cố Hàm Sương rút thần kiếm ra khỏi vỏ, nắm chặt trong tay. Chém một kiếm về luồng ánh sáng kia. Kiếm khí như lửa, một đường lao đi, mang theo biển lửa cuồn cuộn đón nhận luồng ánh sáng kia. Hừ, chỉ là kiếm pháp phàm tục, cũng xứng chống đỡ diệt đạo thần quang của ta sao? Đúng là không biết tự lượng sức mình. Hồng Vân đại trưởng lão cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, vừa rồi các ngươi may mắn trốn được một kiếp. Bây giờ là lúc các ngươi phải chết. Đúng là ngu đến không có thuốc chữa. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, bắn ra một cây ngân châm, theo kiếm khí của Cố Hàm Sương mà đến. Đôm đốp. Một giây sau, ánh sáng và lửa chạm vào nhau, phát ra làn sóng xung kích giống như tinh cầu nổ tung. Hơn phân nửa liên minh được chiếu sáng, thậm chí một số thần quân tu vi hơi thấp đã bị làn sóng này chọc mù mắt. Ngươi cũng nên chết đi. Thân hình Hạ Thiên vượt qua luồng sóng xung kích, xuất hiện trước Hồng Vân đại trưởng lão. Mặc dù bây giờ Hồng Vân đại trưởng lão chỉ có một bộ khô lâu to lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc Hạ Thiên đâm một châm vào mi tâm của ông ta. Ngươi, ngươi muốn làm gì lão phu? Cơ thể Hồng Vân đại trưởng lão quá khổng lồ, cộng thêm vừa rồi hai lần thả ra thần quang, kiếp lực trong cơ thể hao tổn hơn phân nửa, hoàn toàn không kịp né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Hạ Thiên đâm ngân châm vào mi tâm của ông ta, dừng tay, mau dừng tay lại. Để ta cho ngươi thưởng thức châm thứ bảy sau khi cải tiến, tiên dã nan địch. Thái độ của Hạ Thiên vô cùng thoải mái, giọng điệu cũng có chút tùy tiện, đầu óc của ngươi có bệnh, đáng tiếc không chữa được, cho nên ngươi cứ yên lặng mà quy thiên, không cần cảm ơn ta. A, à, Hồng Vân đại trưởng lão đầu tiên là sững sờ, bởi vì ông ta không hề có cảm giác. Tiếp theo, ông ta đột nhiên phát tiếng kêu thảm thiết. Cơ thể của ông ta giống như khí cầu bị đâm thủng. Điên cuồng tiết linh khí ra ngoài. Kiếp lực dành dụ mấy vạn năm cũng tiêu tán. Đối với người như ông ta, không có gì thống khổ bằng trơ mắt nhìn tu vi của mình sụt giảm. Các ngươi dám làm như vậy, lão phu liều mạng với các ngươi. Hồng Vân đại trưởng lão tất nhiên không cam tâm thất bại, lập tức nghĩ đến việc đồng quy vu tận.
Đáng tiếc, một bước của ông ta đã bị Hạ Thiên tính trước. Đám ngu ngốc các ngươi, mỗi lần đánh không lại là chỉ có một chiêu này thôi. Hạ Thiên nhếch miệng, lộ ra vẻ khinh thường, tưởng ta không ngăn cản được, đúng không? Hồng Vân đại trưởng lão ngạc nhiên phát hiện ông ta không thể động đậy, ngay cả thần thức cũng bị một sức mạnh vô hình cầm cố. Hạ Thiên lười biếng nói, ngươi nên thành thật biến mất là được, đừng nghĩ đến việc dở trò ở đây. Ngươi, ngươi! Hồng Vân đại trưởng lão tức đến mức phổi muốn nổ tung, cho dù bây giờ ông ta chỉ là khô lâu, hoàn toàn không có phổi. Tuy nhiên, rất nhanh ông ta đã bình tĩnh lại, thậm chí còn phá lên cười, ha ha ha. Đáng tiếc cũng không có ai phản ứng đến ông ta, thậm chí còn không có người hỏi ông ta một câu vì sao ngươi lại cười. Cho nên, ông ta không thể không tự quyết, các ngươi nhất định rất hiếu kỳ vì sao ta lại bật cười, đúng hay không? Không đúng, chúng ta không hiếu kỳ. Dạ Ngọc Mị lạnh lùng nói, ngươi muốn cười thì cười, cười xong thì ngươi biến mất đi. Hồng Vân đại trưởng lão nghe xong, thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ nhưng vẫn dáng chống đỡ, đúng, lão phu sẽ chết, nhưng các ngươi cũng đừng hòng sống sót. Thật ra nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, các ngươi đã sớm rơi vào bẫy, chẳng mấy chốc sẽ vạn kiếp bất phục. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi sẽ không nấu canh gà chứ? Canh gà gì? Hồng Vân đại trưởng lão mờ mịt hỏi, sau đó tức giận quát, ta không biết các ngươi đang nói cái gì nữa. Nhưng các ngươi chú định khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì các ngươi không biết tính nết của thần hoàng, cũng không biết sự lợi hại của tâm ma lão tổ. Các ngươi tiến vào liên minh tu tiên thì cũng đã tiến vào cạm bẫy. Giọng nói, cơ thể của ông ta đã tiêu tán gần như không còn nhưng ông ta vẫn tận lực lưu lại nguyền rủa sau cùng. Lão phu chờ các ngươi ở địa ngục, hẳn sẽ không quá lâu đâu, thậm chí các ngươi còn đến sớm hơn lão phu một bước. Ha 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 ha. Còn chưa cười xong, ông ta đã hoàn toàn biến mất khỏi thế gian. Không cần để ý đến ông ta. Phù Diêu tiên tử nhẹ giọng trấn an, mặc kệ là thần hoàng hay là tâm ma lão tổ đều là nhân vật trong truyền thuyết. Ngoại trừ Hồng Vân đại trưởng lão và Mệnh Vô Thường, những người kia chưa từng thấy mặt. Nói không chừng đã chết từ lâu rồi. Vẫn nên cẩn thận thì hơn. Kiều Tiểu Kiều từ trước đến nay luôn cẩn thận, không thích sự việc vượt quá sự khống chế của bản thân, có tồn tại hay không. Phải triệt để xác định mới được. Dạ Ngọc Mị nhẹ gật đầu, tán đồng quan điểm của Kiều Tiểu Kiều, Tiểu Kiều nói đúng đấy, chuyện này không thể khinh thường. Đơn giản thôi, đi xem một chút là biết. Phù Diêu tiên tử cũng cảm thấy có lý, dựa theo lời đồn, tâm ma lão tổ và thần hoàng đều ở chỗ sâu của linh tiêu giới. Nguyệt Thanh Nhã suy nghĩ một chút rồi nói, không cần đi hết đâu. Hạ Thiên, chàng mang Ngọc Mị và Sơ Tuyết đến đó là được. Còn chúng ta sẽ ở đây, chiếu theo kế hoạch mà tiến hành bố trí. Cũng được, Dạ Ngọc Mị, Phù Diêu tiên tử và Kiều Tiểu Kiều cũng không có ý kiến. Hạ Thiên tất nhiên lại càng không có ý kiến. Thế là, mọi người bắt đầu chia nhau hành động. Nguyệt Thanh Nhã cùng với Kiều Tiểu Kiều về lại giao trì. Mục tiêu của các nàng là khởi động quy nguyên đỉnh. Nó sẽ mang đến tác dụng then chốt trong tương lai. Cho nên... các nàng phải cam đoan nắm giữ nó trong tay các nàng. Một bên khác, Hạ Thiên, Dạ Ngọc Mị và Phù Diêu tiên tử cùng nhau đến chỗ ở của thần hoàng, linh tiêu giới. Chỉ là bọn họ vừa mới đặt chân lên linh tiêu giới, một sự lựa chọn đã xuất hiện trước mặt bọn họ. Bên trên linh tiêu giới xuất hiện 5 cánh cửa, bên trên ghi một chữ tâm, can, tỳ, phế, thận. Tuy nhiên, cánh cửa tỳ và thận đã đổ sụp. Hiển nhiên không cách nào tiến vào. Đây là ý gì? Dạ Ngọc Mị nhìn 3 cánh cửa còn lại, sau đó quay sang nhìn Phù Diêu tiên tử, trước kia ngươi có đi qua nơi này không? Phù Diêu tiên tử lắc đầu, ta có nghe nói qua, tâm ma lão tổ trước kia là trái tim của thần hoàng, về sau tự có linh trí của mình, vì thế được thần hoàng tách ra, trở thành trợ thủ của ông ta. Đó chính là cánh cửa tâm. Trong lòng Dạ Ngọc Mị có ước đoán nhưng nàng cảm thấy hẳn không đơn giản như vậy, 3 cửa vừa lúc chúng ta có 3 người. Đây là muốn chúng ta tách ra. Biểu hiện của Phù Diêu tiên tử trở nên ngưng trọng, ta cảm thấy tốt nhất đừng nên tách ra. Nói không chừng còn có quỷ kế gì đó. Hạ Thiên nhếch miệng, chỉ biết giở âm mưu quỷ kế, điều này nói rõ tâm ma lão tổ gì đó hoàn toàn không lợi hại. Điều này cũng đúng, chẳng quan tâm có mấy cánh cửa, chúng ta đi một cánh thôi. Nếu không được thì lui ra ngoài. Dạ Ngọc Mị nhẹ gật đầu.
Lập tức ba người sóng vai nhau bước vào cánh cửa tâm. Khi bọn họ bước đến gần cánh cửa tâm, một bức tường vô hình đã ngăn bọn họ lại. Hạ Thiên tiến vào chính là cánh cửa tâm. Phù Diêu tiên tử bước vào cánh cửa phế. Dạ Ngọc Mị bị cánh cửa can thu vào. Tuy nhiên, ba người cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, thuận theo tự nhiên, nhìn xem tình huống như thế nào mới có thể nói tiếp. Hạ Thiên bước được hai bước, chợt nhìn thấy một trái tim to lớn, hình dáng có chút giống cây dừa, mạch máu bên trên còn lớn hơn cả người, nối liền vô số tinh vực. Huyết dịch trái tim phun ra là màu vàng, mỗi lần bơm, thậm chí còn có cảm giác kim mang lấp lóe. Người đến là ai? Một giọng nói hùng hậu vang lên. Hạ Thiên nhìn trái tim, cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp hỏi, người chính là Tâm Ma Lão Tổ. Không sai, ta chính là Tâm Ma Lão Tổ, phụ tá của thần hoàng ở Liên Minh Tu Tiên. Trái tim màu vàng trực tiếp lên tiếng, sau đó hỏi, ngươi là người phương nào, vì sao lại có thể đến đây? Chẳng lẽ Hồng Vân Đại trưởng lão và Mệnh Vô Thường phái ngươi đến? Đừng giả ngu nữa, Hạ Thiên nói, ngươi nhất định đã sớm biết hai thằng ngu kia đã bị ta giết. Tâm Ma Lão Tổ từ chối cho ý kiến, còn trẻ như vậy, ngươi đến nơi này gặp ta là cần làm chuyện gì? Hạ Thiên cười nói, ta đến là để tiễn ngươi lên đường. Tiễn ta lên đường. Tâm Ma Lão Tổ nhìn không được cười nhạo, đúng là cuồng vọng vô tri. Ngươi có biết ta là ai không? Ý nghĩa của ta như thế nào đối với vô số tinh vực dưới trướng của Liên Minh Tu Tiên không? Ta không biết, cũng không muốn biết, càng không cần phải biết. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta chỉ biết ta nhìn ngươi rất khó chịu, cho nên ta muốn xử lý ngươi. Tâm Ma Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, có chút ngạo nghễ nói, hơn 2 vạn năm trước, có một người tuổi tác không khác gì ngươi đến trước mặt ta, cũng nói những lời như thế. Ngươi có biết kết cục sau cùng của hắn là gì không? Hạ Thiên có chút không kiên nhẫn nói, ngươi cảm thấy mấy lời nói nhảm này có thể dọa được ta không? Chàng thanh niên kia, thật ra ta có thể cho ngươi một cơ hội leo lên đỉnh phong, để ngươi có thể trở thành chủ nhân của Liên Minh Tu Tiên này. Tâm Ma Lão Tổ cười khẽ, thay đổi giọng điệu, chỉ cần ngươi phụng ta làm chủ, ta sẽ ban cho ngươi sức mạnh không tưởng tượng nổi. Sức mạnh không thể tưởng tượng nổi. Hạ Thiên cười nhạo, không tin sao? Trong giọng nói của Tâm Ma Lão Tổ mang theo sự mê hoặc, không thể tưởng tượng nổi đến mức vượt qua sự tưởng tượng của ngươi. Năm đó, Hồng Vân đã kẹt ở hợp thể kỳ mấy ngàn năm, chính là nhờ thu được sức mạnh của ta mới trở thành đại trưởng lão danh chấn liên minh. Còn có Mệnh Vô Thường, ban đầu chẳng qua chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, cũng nhờ sức mạnh của ta mới trở nên khó lường dị thường, chấp trưởng tiên luật ti của liên minh. Còn có Hạ Vô Kỵ. Hạ Thiên khinh thường nói, mấy tên ngớ ngẩn mà ngươi nói đều chết trong tay của ta. Nếu điều này chính là điều không thể tưởng tượng nổi, ngươi chính là một tên lừa đảo. Ha ha, tiểu tử, ngươi có nghĩ đến ngươi giết được bọn họ thật sao? Tâm Ma Lão Tổ bỗng nhiên cười nhạo, hỏi ngược lại một câu. Hạ Thiên nhếch miệng, ngươi muốn nói cái gì? Là bọn họ đã chặn đại thế, sớm muộn gì cũng sẽ bị quét vào trong đống bụi của đại đạo. Giọng nói của Tâm Ma Lão Tổ bỗng nhiên trở nên trang nghiêm, càng như một lão tăng đức cao vọng trọng, lời nói mang tính quyền uy không thể nghi ngờ, còn ngươi, ngươi chính là tân tinh bay lên một cách chậm rãi trong tu tiên giới. Bất luận ngươi tu hành công pháp như thế nào, tiến độ tu luyện ra sao, đều có thể xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Liên minh tu tiên cần xưa nay không phải là những con chó canh nhà mà là khí phách tiến thủ. Có như vậy người đó mới có thể dẫn đầu toàn bộ liên minh tu tiên, tương lai cùng nhau chinh chiến chân tiên giới. Ha ha, dù sao đám ngu ngốc kia cũng đã chết, tùy ngươi nói như thế nào cũng được. Hạ Thiên khinh thường nhìn trái tim trước mặt, khi bọn họ còn sống, tại sao ngươi không nói? Tâm Ma Lão Tổ không hề có chút áy náy, còn ngạo nghễ nói, bọn họ còn sống thì còn có giá trị lợi dụng. Thật ra, cách làm tốt nhất của ngươi chính là đánh bại bọn họ. Sau đó thu phục bọn họ cho ngươi sử dụng. Điều này cũng có sự giúp đỡ rất lớn đối với việc thần hoàng quay về chân tiên giới sau này. Tiếp theo, dường như muốn trấn an Hạ Thiên, Tâm Ma Lão Tổ bổ sung thêm một câu, tuy nhiên, chuyện cũng đã qua, có nói nhiều cũng vô ích. Tóm lại, ngươi mở rộng tâm phòng tiếp thu sức mạnh của ta đi. Đầu óc của ngươi có bệnh à? Không đúng, ngươi hoàn toàn không có đầu óc. Hạ Thiên lười biếng nói, chút sức mạnh đó của ngươi. Ta cảm thấy chướng mắt,
cũng lười nhiều lời với ngươi ở đây. Thần hoàng đâu rồi, bảo ông ta cút ra đây, ta thuận tay giải quyết ông ta luôn cho xong việc. Ngươi có biết mình đang nói gì hay không? Tâm ma lão tổ im lặng vài giây, lời nói mang theo sự uy hiếp, dám bất kính đối với thần hoàng, ngươi sẽ trực tiếp biến mất khỏi đời này. Hạ Thiên hờ hững nói, ngươi nhìn thì rất mạnh, thật ra cũng chẳng có gì lợi hại, muốn giết ngươi rất dễ dàng. Giết ta tất nhiên dễ dàng rồi, bởi vì ta xưa nay sẽ không phản kháng. Tâm ma lão tổ cũng không có gì e ngại, ngược lại giọng điệu tăng thêm mấy phần uy hiếp, nhưng ngươi giết chính ngươi thì không dễ dàng rồi. Hạ Thiên lạnh lùng nói, mấy lời nói nhảm này không uy hiếp được ta đâu. Đây không phải uy hiếp mà là sự thật. Tâm ma lão tổ cười khẽ, ta đến từ thần hoàng, là trái tim của hắn. Về sau, hắn đã lấy ta ra ngoài cơ thể của hắn, luyện chế thành hình dạng bây giờ. Ngươi có nhìn thấy những mạch máu này của ta không? Chúng kết nối tất cả các hành tinh trong và ngoài không gian sâu thẳm. Bắt đầu từ 6 vạn năm trước, ta đã bắt đầu chuyển vận huyết dịch và linh khí của ta đến tinh cầu chư thiên vạn giới, chính là ta dưỡng dục các ngươi. Tất cả những người sinh tồn trên những tinh cầu đó, tim của bọn họ đều do ta nắm giữ, trong đó tất nhiên bao gồm cả ngươi. Lông mày Hạ Thiên hơi cau lại, tâm trạng có chút khó chịu, đừng rát vàng lên mặt mình nữa. Ngươi đang biến tướng khống chế tất cả mọi người thôi. Ha ha, tùy ngươi nghĩ như thế nào thì nghĩ, nhưng sự thật chính là như vậy. Trong giọng nói của tâm ma lão tổ mang theo sự trào phúng, ngươi đâm ta một đao, chư thiên vạn giới sẽ có một người vô tội chết đi. Nếu ta mất máu mà chết, đa số người trong liên minh sẽ chôn cùng, bao gồm cả ngươi và tất cả những người ngươi quan tâm. Hạ Thiên chẳng hề để ý, ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ. Cho dù người đã chết, ta cũng có thể tùy thời cứu sống, ngươi không uy hiếp được ta đâu. Ngươi có thể cứu một người, cứu hai người, cứu 10 người, cứu 100 người. Tâm ma lão tổ cũng không nôn nóng, chậm rãi nói, nhưng ngươi có thể đồng thời cứu được 100 vạn người, 1000 vạn người, thậm chí vạn vạn người trong thế giới này không? Hạ Thiên hờ hững đáp, đương nhiên có thể. Tâm ma lão tổ khinh thường nói, ha ha, ngươi nắm chắc như vậy sao? Vậy ngươi còn chờ gì nữa, cứ đến giết ta đi. Ta sẽ không khách sáo đâu. Hạ Thiên thẳng thắn đáp lại, nói là làm. Hắn lấy ra một cây ngân châm đâm thẳng đến trái tim to lớn trước mặt, sử dụng chính là châm thứ 7 sau khi cải tiến. Ngân châm nho nhỏ đối với trái tim to lớn hoàn toàn chẳng có ý nghĩa. Huyết dịch màu vàng được bơm trong trái tim mang theo nhiệt độ vô cùng lớn, nói không chừng ngân châm vừa mới đâm vào sẽ bị hòa tan. Nhưng những thứ đó, Hạ Thiên lười so đo. Hắn chỉ cảm thấy trái tim đó bị bệnh. Bệnh thì có thể dùng thuốc để cứu nhưng nó vẫn cưỡng ép cướp lấy tuổi thọ, nguyên khí, huyết dịch, linh uẩn của người khác để kéo dài hơi tàn cho mình. Hơn nữa còn dùng cái danh là dưỡng dục tất cả mọi người, thật khiến người ta cảm thấy buồn nôn. U nhỏ đó tất nhiên là phải loại trừ. Nhưng khi ngân châm vừa mới đâm vào trái tim, Hạ Thiên lập tức cảm nhận được sự không đúng. Tin tức vô cùng vô tận thông qua ngân châm truyền vào người Hạ Thiên, nghiễm nhiên có một loại cảm giác giống như đoạt xá. Ngươi đúng là giàu cảm tưởng. Hạ Thiên cũng không bối rối, ngược lại có chút khinh thường. Tiếp theo, đầu óc của hắn bắt đầu bị ý thức phô thiên cái địa tràn ngập. Hạ Thiên cảm thấy mình giống như biến thành một sợi ánh sáng nhạt, bay lượn trong bóng tối vô cùng vô tận. Nó cũng giống như một đám mây, trôi nổi giữa bầu trời vô tận. Hoặc giống con chim vỗ cánh bay qua vô số thế giới. Không biết xuyên qua bao nhiêu thời không, không biết bay qua bao nhiêu thế giới, không biết hắn đã bao lần biến thành người khác. Cuối cùng, thị giác của hắn đưa hắn quay về thành phố Giang Hải của trái đất. Nhưng thời gian hiển nhiên không phải hiện tại. Bác sĩ nói thế nào? Một nữ nhân trẻ tuổi đang mang thai bất an nhìn người chồng diện mạo bình thường của mình. Người chồng cau chặt mày, chỉ tập trung hút thuốc lá, quên mất nghiêm cấm không được hút thuốc trước mặt thai phụ. Tiêu Đại Minh, ngươi nói gì đi chứ? Nữ nhân trẻ tuổi có chút gấp lên, đẩy mạnh người chồng mình một cái. Tiêu Đại Minh cũng không phản kháng, chỉ bóp mạnh đầu thuốc lá, đột nhiên ngẩng đầu, kiên định nói, chúng ta đổi bệnh viện khác đi. Nữ nhân trẻ tuổi nghe xong, giống như bị sét đánh, đoán được kết quả là gì. Một lúc lâu sau, nàng mới thấp giọng nói, chúng ta đã đi bệnh viện khắp cả nước, còn có thể đến bệnh viện nào nữa chứ? Ra nước ngoài,
chúng ta sẽ tìm bác sĩ nổi tiếng thế giới, sẽ có cách mà. Tiêu Đại Minh nghiến răng nói, được rồi, trên gương mặt nữ nhân trẻ tuổi hiện lên sự mệt mỏi, cho dù có tìm được danh y, ai có thể cam đoan bọn họ có thể trị hết cho Tiểu Thiên chứ? Hơn nữa chúng ta cũng không có tiền, bạn bè thân thích đều đã cho mượn, chắc chắn bọn họ sẽ không cho chúng ta mượn thêm. Tiêu Đại Minh không phản bác được. Thật ra, gia cảnh của hắn cũng rất tốt, mỗi ngày trôi qua đều là cẩm y ngọc thực. Nhưng bởi vì vi phạm ý chí trong nhà, kết hôn với nữ nhân trước mắt, cho nên gia tộc đã sớm xem hắn như con rơi. Ban đầu, hai người cũng bởi vì tình yêu, cảm thấy không có vật chất thì cũng hạnh phúc mỹ mãn. Cho đến khi nữ nhân mang thai, sau đó thai nhi trong bụng được chẩn đoán mắc một căn bệnh lạ, người ta đoán rằng đứa bé có thể bị dị dạng, và nó sẽ không sống được bao lâu. Tiêu Đại Minh do dự một chút rồi chậm rãi nói, nếu không thì bỏ đi. Chúng ta còn trẻ, con thì sẽ có lại được. Tiêu Đại Minh, ngươi nói cái gì vậy? Nữ nhân trẻ tuổi hoảng sợ gào thét, trong nháy mắt từ tâm trạng sa sút trở nên kích động, ngươi đã đồng ý với ta cái gì? Đây chính là kết tinh tình yêu đầu tiên của chúng ta. Nó là một sinh mệnh, ngươi nói bỏ là bỏ sao? Con trai là thứ đồ nói có cũng được, không có cũng được. Như vậy, có phải ngay cả ta ngươi cũng có thể từ bỏ? Ngươi đừng trách ta, ta không có ý đó. Tiêu Đại Minh giật mình, vội vàng trấn an vợ mình, chúng ta rời khỏi bệnh viện trước. Ta nghe nói thành phố Giang Hải gần đây có một lang trung dân gian y thuật rất cao minh, gọi là âm hậu, chúng ta đến đó xem một chút đi. Tiếp theo, hình ảnh trở nên ảm đạm. Hạ Thiên nhìn cảnh tượng này, vô thức cau mày. Kết quả, hắn phát hiện lúc này mình chỉ là một sợi không khí, hoàn toàn không cách nào can thiệp, càng không biết hình ảnh thật hay giả. Hắn càng thêm nghi ngờ tâm ma lão tổ cho hắn xem hình ảnh này là có ý gì. Hạ Thiên không thích cha mẹ ruột của mình, bởi vì bọn họ đã bỏ hắn từ năm hắn 3 tuổi, không phải vì nghèo khó, không phải vì bệnh tật, càng không phải vì gia tộc đấu tranh gì cả, chỉ là ném hắn một cách khó hiểu ở một ngã tư đường nào đó ở thành phố Giang Hải. Bởi vì đoạn ký ức đó quá đau khổ, hắn đã sớm phong tồn nó, thậm chí dựng lên một tiết mục bỏ trốn với thần tiên tỷ tỷ để lừa gạt chính mình. Về sau, hắn trở thành đệ nhất thần y, cha mẹ của hắn bởi vì bệnh tình của đứa con trai khác của mình mà đăng tin tìm hắn. Cũng không phải vì nhớ hắn, cũng không phải vì áy náy, mà chỉ vì đứa bé đó mắc bệnh ung thư máu, cần ghép tủy của Hạ Thiên. Cha mẹ như vậy, hắn không muốn nhận. Cho nên... hắn đã chữa khỏi cho đứa em trai chưa từng gặp mặt của mình, nhưng hắn không bao giờ muốn gặp lại cha mẹ của hắn. Hạ Thiên cảm thấy hắn đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không thẹn với lương tâm. Đáng tiếc, điều này đã trở thành chướng ngại trong lòng hắn. Bình thường thì không sao, nhưng nó lại trở thành đại đạo tâm ma trên con đường tu hành. Hạ Thiên rơi vào trong hồi ức, hình ảnh bỗng nhiên lại thay đổi. Thành phố Giang Hải, tại một căn biệt thự nào đó. Nơi này là chỗ ở của thần y âm hậu nổi tiếng gần đây. Tiêu Đại Minh được bạn bè giới thiệu, liền dẫn người vợ đang mang thai đến nơi này khám bệnh. Gần đây có phải các người đã ra ngoài du lịch hay không? Đã đi leo núi, hơn nữa còn là một ngọn núi không có danh tiếng. Một nữ nhân mặc áo đen, dáng người hơi gầy, dung mạo lạnh lùng bắt mạch cho vợ của Tiêu Đại Minh xong, liền chậm rãi nói. Gương mặt Tiêu Đại Minh lộ ra sự kinh ngạc. Nửa năm trước, ta được một người bạn giới thiệu, chúng ta đến Thanh Phong Sơn huyện Mộc Dương, người ta nói nơi đó có linh khí rất mạnh, có thể dưỡng thai an thần, kéo dài tuổi thọ. Nữ nhân áo đen thản nhiên nói, sau khi các ngươi đi có phát sinh chuyện gì kỳ quái hay không? Có, đúng là có. Nữ nhân trẻ tuổi có chút do dự, khi leo đến lưng chừng núi, ta cảm thấy trên người giống như có một dòng điện, nhưng nó không mạnh lắm, cho nên ta cũng không để ý. Nữ nhân áo đen khẽ gật đầu, sau đó nói, ngươi không có bệnh, thai nhi trong bụng của ngươi cũng không có bệnh, chỉ là gặp phải tà ma trên núi. Ta cho các ngươi một toa thuốc, 3 ngày uống một lần là có thể bảo vệ thai nhi bình yên vô sự sinh ra. Hai vợ chồng cảm ơn, muốn trả tiền thuốc nhưng bị nữ nhân áo đen từ chối. Chờ hai người đi xa, nữ nhân áo đen bỗng nhiên quát lớn, bất tử, bất diệt. Chỉ thấy hai bóng người từ trong chỗ tối đi ra, âm hậu, có gì phân phó. Nữ nhân áo đen thản nhiên nói, hai người các ngươi, một người đến Thanh Phong Sơn điều tra tình huống,
một người dám sát hai vợ chồng kia, ngày nào cũng phải báo cáo tình huống của bọn họ cho ta biết, nhất định phải đảm bảo thai nhi của bọn họ được sinh ra. Rõ, hai bóng đen nhanh chóng biến mất không thấy đâu. Tỷ tỷ, ngươi nhìn chúng thai nhi trong bụng nữ nhân kia. Một nữ nhân mặc áo trắng từ trong chỗ tối bước ra, âm y môn của chúng ta thu dưỡng nhiều cô nhi như vậy, hạt giống tốt còn rất nhiều, cần chi phải để ý đến một cái thai bị bệnh chứ. Âm Vô Vũ, ngươi không cần nhiều lời. Nơi này không có chuyện của ngươi, ngươi về Sương Nguyệt Đảo đi. Nữ nhân áo đen tức giận nói. Nữ nhân áo trắng liền nhún vai, thờ ơ nói, ta biết ngươi muốn làm gì, chẳng qua ngươi muốn bồi dưỡng một người nối nghiệp ngươi. Thai nhi trong bụng nữ nhân kia chẳng mắc bệnh gì cả, cũng chẳng trúng tà ma, chẳng qua thể chất của nó quá đặc biệt, một nữ nhân bình thường như nàng ta không chịu nổi phúc báo đó. Chỉ bằng bắt nàng ta đến Sương Nguyệt Đảo, như vậy cũng bớt việc hơn. Bốp! Nữ nhân áo đen vung tay tát tới, lạnh lùng nói, người đang dạy ta làm việc. Không dám, nữ nhân áo trắng bị dọa sợ, vội vàng quỳ xuống. Nữ nhân áo đen quát to, còn nữa. Bây giờ ta là âm hậu, là môn chủ của âm y môn, không phải tỷ tỷ của ngươi. Vâng, môn chủ. Hình ảnh lại thay đổi. Một đứa bé trai 3 tuổi đang chơi đùa trong sân. Tiêu Đại Minh và vợ đang thấp giọng cãi nhau trong phòng. Ngươi nói đứa bé không nên sinh ra, hoàn toàn là tai họa. Tiêu Đại Minh có chút không khống chế nổi tâm trạng của mình, không, nó chính là quái vật. Ngươi đừng nói Tiểu Thiên như vậy. Nó không phải quái vật, không phải. Vương Tú Phân lắc đầu thật mạnh, từ chối quan điểm này, Tiêu Đại Minh, ta không cho phép ngươi nói con trai mình như vậy. Cơ thể của nó lúc lạnh lúc nóng. Lúc lạnh có thể khiến người khác chết cóng. Lúc nóng thì thiếu chút nữa khiến ta bỏng chết. Tiêu Đại Minh cũng giống to không kém, đây là tình huống mà người bình thường có sao. Thật ra âm hậu nói đúng, đó chính là mầm họa. Sống sót sớm muộn gì cũng là tai họa. Vương Tú Phân tức giận nói, lại là âm hậu, năm đó, nói có thể sinh ra cũng là nàng ta. Bây giờ nói Tiểu Thiên là quái vật cũng là nàng ta. Ta thấy nàng ta mới là quái, a. À. Bốp, Tiêu Đại Minh tát cho Vương Tú Phân một bạt tai, sau đó sợ hãi nhìn xung quanh, người điên rồi, dám nói xấu âm hậu. Ngươi không muốn sống nhưng ta thì muốn. Vương Tú Phân lấy lại tinh thần, cũng bưng kín miệng của mình. Lúc này. Ngoài cửa vang lên tiếng kinh hô, a, cháy rồi. Hai vợ chồng nghe được tiếng kêu, hoảng sợ nhìn về phía cửa sổ, đột nhiên phát hiện con của họ trên người tự dưng bốc lên ngọn lửa, rất nhanh đốt cháy đồ vật chung quanh. Bọn họ vội vàng lao ra dập lửa, rất nhanh đã dập tắt ngọn lửa. Đứa bé cũng không có việc gì, chỉ ngất xỉu mà thôi. Cha, mẹ, chuyện gì vậy? Qua thật lâu, đứa bé tỉnh lại. Lông tóc không thương nhưng đối với sự việc vừa rồi hoàn toàn không có chút ký ức nào. Hai vợ chồng liếc nhìn nhau, đều nhìn ra được sự bất lực từ trong mắt đối phương. Hình ảnh lại thay đổi. Lại là ngôi biệt thự đó. Âm hậu biểu hiện ngưng trọng nhìn đứa bé bị hôn mê, sau đó lắc đầu, đứa nhỏ này đã bị tà ma ăn vào não, không có thuốc nào có thể cứu được. Âm hậu, ngươi là thần y, không có gì là ngươi làm không được. Xin hãy cứu con trai của ta dùm. Vương Tú Phân quỳ xuống. Không phải là ta không cứu, mà là ta cứu cũng vô dụng thôi. Âm hậu lắc đầu, thở dài nói, loại tà ma này là từ trong thai mà có. Năm đó, khi các người đi du lịch Thanh Phong Sơn, nhiễm không chỉ có tà ma mà còn có nguyền rủa. Điều mà ta có thể làm chính là áp chế tà ma, nhưng có thể áp được bao lâu chứ? Nếu bây giờ chế trụ, bỗng nhiên có một ngày nó phát tác. Chẳng phải liên lụy người vô tội sao? Ví dụ như lửa cháy lần này, nếu xảy ra vào buổi tối, các người đang ngủ say, người có suy nghĩ hậu quả sẽ như thế nào không? Tiêu Đại Minh xoa mặt, điều này còn cần suy nghĩ sao, nhất định một nhà ba người lên đường, thậm chí còn đốt sạch luôn nhà hàng xóm. Vậy phải làm sao bây giờ? Dù sao nó cũng là con trai của ta mà. Vương Tú Phân dập đầu với âm hậu. Nể mặt mấy năm qua chúng ta đã bỏ ra mấy chục vạn ở nơi này, cũng đã táng ra bại sản, người hãy cứu con trai ta dùm. Âm hậu thản nhiên nói, tà ma trong cơ thể đứa bé là bởi vì các ngươi mà có, cho nên chỉ có ở bên cạnh các ngươi, nó mới có thể phát tác bất cứ lúc nào, hậu quả khó mà lường được. Cho nên, vì suy nghĩ cho đứa bé, biện pháp tốt nhất chính là buông tay.
buông, buông tay, Vương Tú Phân nhất thời không hiểu được. Tiêu Đại Minh ngược lại nghĩ đến điều gì đó, lập tức quỳ xuống, vậy ta khẩn cầu âm hậu thu nhận nó. Có như vậy chúng ta mới có thể yên tâm. Các ngươi hiểu lầm rồi. Âm hậu khoát tay, ta vân du tứ phương, không có chỗ ở cố định, cho dù có thu đồ cũng sẽ thu nữ, không thu nam đồng. Lúc này, cơ thể của đứa bé lại nóng lên, nghiễm nhiên là một cục than nung đỏ, đốt giường âm hậu cháy bùng. Âm hậu đâm cho đứa bé một châm, trước giúp cậu hạ nhiệt, các ngươi mau dẫn nó đi. Âm hậu cau mày, hạ lệnh trục khách, ta cho các ngươi một lời khuyên cuối cùng, mau chóng bỏ đứa bé này đi. Nếu không, các ngươi sớm muộn gì cũng sẽ bị thiêu chết hoặc chết cóng. Nhớ kỹ, nếu muốn bỏ cũng không được bỏ bậy bạ. Khoảng 3 giờ chiều, đem nó bỏ ở ngã tư đường phồn hoa nhất thành phố Giang Hải, đến lúc đó tự sẽ có người thu nó. Nói như vậy, tà ma trên người nó sẽ không phát tác, các ngươi cũng sẽ không bị nguyền rủa. Hai vợ chồng ôm con trai rời khỏi biệt thự. Âm Vô Vũ, người đến ngã tư đường chờ sẵn đi. Âm hậu đứng ở ban công biệt thự đưa mắt nhìn hai người rời đi, sau đó dặn dò, đứa bé này là lô đỉnh khó có được, có tác dụng rất lớn với ta. Hai vợ chồng Tiêu Đại Minh mơ mơ màng màng ngồi xe đến ngã tư đường phồn hoa nhất thành phố Giang Hải. Mẹ, có phải chúng ta lại gặp rắc rối rồi hay không? Đứa bé bỗng nhiên lên tiếng. Vương Tú Phân lắc đầu, không có, Tiểu Thiên ngoan nhất, làm sao gặp rắc rối được chứ? Cha mẹ định ngày mai đưa con đến nhà trẻ. Tiêu Đại Minh cũng cười nói, đến lúc đó, con sẽ gặp những người bạn giống con, nghịch ngợm gây sự. Vương Tú Phân nghe xong, gương mặt cứng lại, nhịn không được nói sang chuyện khác. Tiểu Thiên, con muốn ăn gì, mẹ mua cho con. Con muốn ăn kem ly. Đứa bé ngẩng đầu chỉ vào một cửa hàng đằng xa. Được, để mẹ mua cho con. Vương Tú Phân nói xong, liền định tiến lên phía trước. Khoan đã. Tiêu Đại Minh bỗng nhiên đưa tay gọi vợ của mình lại. Do dự một chút, hắn ho nhẹ, ta đi hút điếu thuốc, người mang con đi mua kem đi, thuận tiện dạo chơi xung quanh. Đứa bé cao hứng nắm lấy tay của mẹ, chợt phát hiện tay của mẹ cậu lạnh buốt. Mẹ, tay mẹ lạnh quá, để con giúp mẹ làm ấm. Đứa bé thuận miệng nói, nhưng Vương Tú Phân lại thật sự cảm nhận được một hơi nóng. Chính hơi nóng này lại khiến nàng rùng mình. Trong đầu không tự chủ được hiện lên cảnh tượng mình bị đốt thành tro. Không phải chuyện như vậy, tuyệt đối không có chuyện như vậy. Ý thức của Hạ Thiên trong thời khắc này bỗng nhiên xuất hiện ba động mãnh liệt. Hắn biết tiếp theo sẽ phát sinh cái gì, nhưng ký ức của hắn tuyệt đối không phải chuyện như vậy. Tâm ma lão tổ dám tự tiện xuyên tạc trí nhớ của hắn. Nhưng nhất thời, Hạ Thiên cũng không còn cách nào. Đã không có cách dập tắt hình ảnh trước mắt. Cũng tạm thời không thể khôi phục ý thức của mình. Được, ta muốn xem rốt cuộc ngươi muốn chơi trò gì. Lửa giận của Hạ Thiên từ từ tích lũy. Hình ảnh lại chuyển đổi. Một đứa bé 3 tuổi cầm ly kem trong tay, đứng ăn giữa ngã tư đường phồn hoa. Nó bình tĩnh nhìn người qua lại. Mẹ nó nói muốn đi nhà vệ sinh, bảo nó ngoan ngoãn ở đây chờ, đừng đi lung tung. Thật ra nó đã đoán được chuyện gì xảy ra. Bởi vì nó rất thông minh, chẳng những thông minh hơn so với người đồng lứa, thậm chí còn muốn thông minh hơn cả người trưởng thành. Nhưng nó cũng sớm ý thức được nó không thể thông minh như vậy, không nên thông minh như vậy, càng không được thông minh như vậy. Anh bạn nhỏ, người ở đây làm gì? Lạc đường sao? Một lát sau, rốt cuộc có một nữ nhân mặc áo trắng tiến lên bắt chuyện với đứa bé, nhà của ngươi ở đâu, tỷ tỷ đưa ngươi về nhà có được hay không? Không được. Bởi vì ngươi quá xấu, đứa bé nam trả lời rất dứt khoát. Sắc mặt nữ nhân mặc áo trắng lập tức trở nên khó coi, đứa bé như ngươi thật sự khiến người ta không thích chút nào. Đúng rồi, bởi vì ngươi không xứng để thích ta. Giọng điệu của đứa bé khá giả dặn, cậu nghiêm túc nói, ta có người thích rồi, bây giờ ta đang chờ nàng ấy. Nữ nhân mặc áo trắng bị chọc cười, anh bạn nhỏ, ngươi đang đùa à? Ngươi đang chờ ai vậy? Nàng ấy có xinh đẹp như tỷ tỷ ta không? Nàng ấy rất xinh đẹp, còn đẹp hơn ngươi gấp 100 lần, không, gấp 1 vạn lần. Đứa bé vừa ăn kem ly vừa nói, chúng ta dự định bỏ trốn, ngươi đừng nên ở đây ảnh hưởng ta, bởi vì nàng ấy nhìn thấy sẽ ăn dấm. Nữ nhân mặc áo trắng nghe xong, cười còn lợi hại hơn nữa, ngươi đúng là thú vị. Ngươi mới bao lớn mà đòi bỏ trốn,
đứa bé gái nhà nào bị ngươi lừa gạt vậy? Không phải bé gái, mà là một tỷ tỷ đẹp như tiên nữ. Đứa bé nam ăn ly kem rất chậm, nhưng điều kỳ quái là, trời nóng như vậy nhưng ly kem lại không có dấu hiệu hòa tan. Nữ nhân mặc áo trắng vạch trần, anh bạn nhỏ, thôi ngươi đừng chém gió nữa, ngươi bị cha mẹ vứt bỏ ở đây sao? Vừa rồi ta nhìn thấy mẹ của ngươi đón xe bỏ đi rồi. Bây giờ ngươi chính là một đứa bé bị vứt bỏ. Không phải, đứa bé nam kiên định lắc đầu, nhưng ánh mắt lại như ẩm ập nước, ta đang chờ vợ của ta. Nàng ấy đã đồng ý cùng ta bỏ trốn. Nữ nhân mặc áo trắng khẽ cười một tiếng, tính tình vẫn rất bướng bỉnh, vậy ta muốn chờ xem ngươi có thể chờ được ai. Hắn đang chờ ta, đúng lúc này, bỗng nhiên có một giọng nói vang lên. Nữ nhân mặc áo trắng ngạc nhiên quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy một nữ nhân mặc đồ cổ trang che dù. Nữ nhân này xác thực rất đẹp, đẹp đến mức lòng người phải say, kinh tâm động phách, thậm chí nàng còn không dám thở mạnh. Thần tiên tỷ tỷ, ngươi đã đến. Đứa bé nam cũng bất ngờ nhưng ngoài miệng lại không chịu thua, mỉm cười về phía vị nữ tiên tử kia. Nữ nhân xinh đẹp cầm lấy tay đứa bé, cười nói, đã đồng ý cùng nhau bỏ trốn, ta sao có thể lỡ hẹn được. Người quái dị, ta phải đi với thần tiên tỷ tỷ rồi, người cứ tiếp tục ở lại đây đi. Đứa bé nam mỉm cười, thuận tay nhét ly kem vào tay nữ nhân mặc áo trắng, cái này tặng cho ngươi, ngươi hẳn sẽ không ghét bỏ chứ, tốt nhất ngươi nên ăn nhanh, không là nó tan đấy. Nữ nhân mặc áo trắng trơ mắt nhìn đứa bé nam được nữ nhân tiên tử nắm tay biến mất trong biển người. Chờ nàng lấy lại tinh thần, ly kem đã tan mất. Từ đằng xa loáng thoáng có âm thanh truyền đến. Ngươi tên gì? Ta không biết. Vậy ta gọi ngươi là Hạ Thiên có được không? Được, thần tiên tỷ tỷ, ngươi tên gì? Ta họ Tiêu. Không đúng. Ý thức trong đầu Hạ Thiên được mang về tình huống năm đó. Mặc dù có một vài chỗ không khớp nhưng bởi vì thần tiên tỷ tỷ xuất hiện, hắn có thể tha thứ cho sai lầm của tất cả mọi người. Nhưng đáng tiếc tâm ma lại xuyên tạc tên của thần tiên tỷ tỷ, hắn tuyệt đối không cách nào tha thứ. Thần tiên tỷ tỷ là ấm áp đầu tiên mà hắn cảm nhận được ở nhân gian. Hắn không cho phép bất cứ kẻ nào bất kính với nàng, mạo phạm tên của nàng lại càng không thể tha thứ. Bành! Một suy nghĩ, hình ảnh vỡ nát. Tiếp theo, hình ảnh trước đó cũng vỡ nát. Rất nhanh đưa đến phản ứng. Vô số thế giới cũng theo đó mà sụp đổ. Từ nhân gian chói lọi nhiều màu đổ sụp thành những mảnh vỡ, sau đó bị một con sông lớn vắt ngang thu nạp, biến thành vật trôi nổi trong nước, rồi biến mất không thấy. Ngươi phải chết, Hạ Thiên khôi phục tất cả ý thức, ngân châm của hắn đâm vào chỗ sâu nhất của tâm ma lão tổ. A, không thể nào. Tâm ma lão tổ phát ra tiếng kêu thảm thiết, không, ta mà chết, sẽ có vô số người chôn cùng, bao gồm cả ngươi, còn tất cả những người mà ngươi quan tâm. Vậy ngươi lại càng phải chết. Trong đầu Hạ Thiên bỗng nhiên sáng lên một luồng ánh sáng. Thiên đạo tại ta, ngươi không thể nào thắng được ta. Tâm ma lão tổ phát ra tiếng kêu hung ác, tất cả huyết dịch màu vàng bên trong trái tim lập tức sôi trào lên, thông qua mạch máu bơm về phía tất cả tinh vực, truyền đến chư thiên vạn giới. Tất cả mọi người ở tinh cầu dưới cờ liên minh tu tiên trong nháy mắt đều cảm thấy trái tim của mình như muốn phát nổ. Thiên đạo tại ta, vậy ta sẽ nghịch lại thiên. Ngân châm của Hạ Thiên bỗng nhiên nhấp nháy một luồng ánh sáng. Đúng vào lúc này, hư không cuồn cuộn lôi vân. Đây chính là thiên kiếp. Gương mặt tâm ma lão tổ hiện lên sự kinh hãi, tại sao thiên kiếp lại đến đây? Cũng không thể nào lại nồng đậm đến như vậy. Tiếp theo, hình như hiểu ra cái gì đó, nó nghiến răng nghiến lợi với Hạ Thiên. Hạ Thiên, cái tên điên này, người dám tập hợp 9 lần thiên kiếp cùng một chỗ, độ một lần duy nhất. Người đang tự tìm đường chết, lại còn muốn kéo ta vào. Kéo toàn bộ sinh linh chư thiên vạn giới chôn cùng. Ngươi quả nhiên là hỗn độn thiên ma, không, ngươi chính là hỗn độn. Hạ Thiên mắt điếc tai ngơ, dùng ngân châm dẫn kiếp, vô số kim lôi đánh xuống, nổ tung bên trong cơ thể tâm ma lão tổ. Chỉ có ngươi chết, không có ai chôn cùng. Hạ Thiên cười nói, bởi vì đây cũng chính là châm thứ 8 của nghịch thiên bát châm. Ầm ầm, trái tim to như dãy núi kia dưới sự oanh kích của thiên kiếp. Rốt cuộc không chống đỡ được, trực tiếp nổ tung. Không, chấm không cam tâm. Tâm ma lão tổ không khống chế được dòng máu màu vàng dần dần khô kiệt, đồng thời còn cảm nhận được rõ ràng ngày chết sắp đến,
10 vạn năm trước trẫm đã đăng lâm chân tiên giới, nhưng bị người ta ám toán, chỉ có thể lui về giới vực này. Trải qua 10 vạn năm tịnh dưỡng, ta đã có một cơ hội phi thăng, nhưng ta vạn lần không nghĩ đến lại bị hủy trong tay sâu kiến các ngươi. Bên trong huyết dịch sôi trào màu vàng, một tàn ảnh nam nhân hiện ra. Hắn ngửa mặt lên trời thét dài, oán khí bay thẳng trời cao. Tiếp theo, trái tim ầm ầm nổ tung, biến thành pháo hoa màu vàng đầy trời. Huyết dịch màu vàng này vốn hấp thu từ sinh linh vô số tinh cầu mà có. Nghịch thiên bát châm của Hạ Thiên đã bảo vệ sinh mạng của bọn họ, đồng thời cũng trả lại linh uẩn đó cho tất cả mọi người. Hạ Thiên lạnh lùng nhìn, cũng không có biểu cảm gì đặc biệt. Hắn là ai thế? Lúc này, Dạ Ngọc Mị và Phù Diêu tiên tử từ chỗ khác bay đến, vô cùng kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Hạ Thiên tùy ý nói, hắn chính là thần hoàng Tiêu Hoàng Cực. Hắn không phải tâm ma lão tổ sao? Phù Diêu tiên tử có chút ngạc nhiên. Chẳng có cái gì là tâm ma lão tổ cả. Hạ Thiên nhếch miệng, có chút khinh thường nói, tên ngu ngốc đó chính là thần hoàng Tiêu Hoàng Cực. Nếu ta đoán không sai, 10 vạn năm trước hắn đã phi thăng nhưng thất bại, hoặc có thể đã thành công nhưng bị người ta ám toán, cho nên hắn đã trốn về chữa thương. Chẳng qua thương thế quá nặng, cuối cùng chỉ còn lại một trái tim. Phù Diêu tiên tử sửng sốt một chút, sau đó bừng tỉnh, khó trách thần hoàng đã không lộ diện 5-6 vạn năm nay, còn nói giao hết mọi việc cho hoàng phó tâm ma lão tổ phụ trách, thì ra hắn chính là thần hoàng. Hiểu rồi, Dạ Ngọc Mị cũng đoán ra được mấy phần, cho nên hắn đã dùng những mạch máu kia không ngừng hấp thu huyết nhục, linh khí, kiếp lực các loại linh uẩn của người khác để sử dụng. Một chuyện thông, trăm chuyện thông. Phù Diêu tiên tử lớn lên ở liên minh tu tiên, rất nhiều chuyện trước kia nàng cảm thấy rất kỳ quái, lúc này đột nhiên có thể nghĩ thông suốt. Thậm chí mục đích sáng lập ra liên minh tu tiên cũng là vì cung cấp nuôi dưỡng cho hắn. Cái gì bàn đào tiên hội, cái gì thập đại thần quân, tất cả chỉ là nguyên liệu cung cấp máu cho hắn mà thôi. Chế độ mục nát như vậy, chủ nhân mỹ dân như thế, chẳng lẽ liên minh tu tiên đã sa đọa đến tình trạng như thế rồi sao? Gương mặt Dạ Ngọc Mị hiện lên sự chán ghét, khinh thường không thôi, cũng khó trách môn phái ở Tiên Vân Đại Lục cũng tính toán chi ly, tranh đấu không ngớt như vậy. Trên bản chất tất cả tài nguyên đều bị tên quái vật này cướp đoạt, cộng thêm ở dưới làm theo, khiến cho thế hệ về sau tranh phạt không ngớt. Phù Diêu tiên tử nói, đó là bản chất của con người, chúng ta cũng không thể đổ hết lên đầu hắn. Làm sao bây giờ? Dạ Ngọc Mị bỗng nhiên có chút mê man. Hạ Thiên một tay ôm lấy nàng, thờ ơ hỏi, nên làm cái gì thì làm cái đó thôi. Các người đã thật sự giết chết thần hoàng. Lúc này, Vấn Thiên đạo nhân bỗng nhiên xuất hiện, chậm rãi bước đến chỗ trái tim vỡ vụn không chịu nổi kia. Huyết dịch màu vàng bên trong đã tiêu tán không còn. Lão Mũi Châu, người đã sớm biết hắn là thần hoàng. Hạ Thiên nhếch miệng. Vấn Thiên đạo nhân cười nói, bần đạo đúng là đã biết từ trước. Vậy tại sao ngươi lại không nói? Dạ Ngọc Mị bất mãn hỏi. Phù Diêu tiên tử cũng không hiểu, Vấn Thiên Chí Tôn, vì sao ngươi lại không nói cho người khác biết? Thật ra bọn họ cũng biết. Vấn Thiên đạo nhân thở dài, có chút cảm khái, hội Chí Tôn, hội trưởng lão, còn có những hội khác, rất nhiều người đều biết, thậm chí còn có suy nghĩ muốn thay vào. Nhưng cuối cùng bọn họ đều không có gan, cũng không có bản lãnh đó. Ngược lại, Hạ Vô Kỵ đã đến đây khiêu chiến thần hoàng mấy lần, cho nên tiến bộ của hắn là nhanh nhất. Đáng tiếc. Chẳng có gì phải đáng tiếc cả. Hạ Thiên nói, đó cũng chỉ là một tên ngốc không có tác dụng. Vấn Thiên đạo nhân gật đầu, đột nhiên hỏi Hạ Thiên, vậy ngươi có tìm được chúng diệu chi môn không? Hạ Thiên hỏi, là cái quái gì? Chúng diệu chi môn, cánh cửa thông đến chân tiên giới trong truyền thuyết. Vấn Thiên đạo nhân chậm rãi nói, thần hoàng bị người ta ám hại ở chân tiên giới, cũng bởi vì hắn đã trộm một pháp bảo của chân tiên giới, chúng diệu chi môn. Hắn cũng đã dựa vào cánh cửa đó mới từ trong sự đuổi giết của chân tiên trốn về giới vực này. Vậy tại sao ngươi biết? Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái. Đây là hắn nói cho ta biết. Vấn Thiên đạo nhân cười khẽ, hắn đã ghi toàn bộ kinh nghiệm của mình vào trong một cái thẻ ngọc. Năm đó, khi ta chỉnh lý ngọc giản trong tàn khư chân tiên, ta đã sớm biết được mọi chuyện của hắn. Hạ Thiên nghe xong, bỗng dưng cau mày, người chính là Dạ Đế. Lại nói tiếp, dáng dấp tuyệt không đẹp. Tướng mạo có thể thay đổi bất cứ lúc nào.
Mặt Vấn Thiên đạo nhân bỗng dưng thay đổi, rất nhanh đã biến thành một gương mặt khác, vừa lúc tương tự với Dạ Mộng Bạch mà Hạ Thiên gặp được bên trong kết giới của Mệnh Vô Thường. Phù Diêu tiên tử ngẩn cả người, tại sao ngươi lại là Dạ Đế? Không phải Dạ Đế đã bị Liên Minh Tu Tiên giết chết hơn 2 vạn năm trước ở Thiên Nam giới rồi sao? Đây là chuyện mà rất nhiều người tận mắt nhìn thấy. Vấn Thiên đạo nhân chậm rãi nói, ký ức có thật có giả, sự việc có thật có hư. Ta là Vấn Thiên đạo nhân, ta cũng là Dạ Đế. Dạ Đế đã chết hơn 2 vạn năm trước nhưng ta còn sống, cũng chẳng có gì xung đột. Bởi vì Bần Đạo và Dạ Đế cũng chỉ là một lần thôi diễn mà thôi. Có ý gì? Hạ Thiên nghe mấy lời nói nhảm này cũng chỉ muốn móc lỗ tai, lão mũi trâu, ngươi lại thừa nước đục thả câu, vậy ta thuận tay xử lý ngươi luôn. Vấn Thiên đạo nhân cười khẽ, nói như vậy, thật ra tất cả sinh mệnh bên trong Liên Minh Tu Tiên chỉ là một loạt thôi diễn của Thần Hoàng, bao gồm các ngươi. Năm đó, hắn xác thực đã đến chân tiên giới, là thông qua một trận pháp bên trong chân tiên tàn khư truyền tống đi, sau đó hắn trộm được chúng diệu chi môn bên trong chân tiên giới. Từ trong cánh cửa đó biết được một loại mệnh số, đó chính là xác suất để có một chân tiên xuất hiện bên trong mỗi đại vũ trụ là 1/99,9 tỷ. Hắn cho rằng mình là 1/99,9 tỷ đó, nhưng kết quả rõ ràng không phải. Khi bị chân tiên truy sát, hắn đã sớm sử dụng chúng diệu chi môn để chạy về. Nhưng dù sao hắn cũng đã bị trọng thương, hơn nữa thương tích mà chân tiên gây ra hoàn toàn không cách nào chữa trị. Sau đó, hắn để lại trái tim của mình, luyện hóa tất cả cơ thể vào bên trong trái tim. Tiếp theo, hắn dùng mạch máu kết nối tinh cầu chư thiên vạn giới. Đầu tiên là dùng linh uẩn của hắn nuôi dưỡng những tinh cầu này, đây cũng là sự tồn tại của đạo nguyên. Sau đó, hắn dùng những tinh cầu đó dưng dục ra những sinh mệnh trong 99,9 tỷ xác suất đó. Cuối cùng, nhất định có một người sẽ thắng, trở thành một trong 99,9 tỷ. Đến lúc đó, hắn chỉ cần đoạt xá người đó là được. Vấn Thiên đạo nhân nói một tràng, sau đó nhìn trái tim bị vỡ vụn kia, bây giờ xem ra, thiên đạo không tại hắn, đoạt xá thất bại. Nghĩ đến đó, Hạ Thiên cũng hiểu được vì sao lại có cảm giác bị đoạt xá trước đó. Chúng diệu chi môn đâu? Nó ở đâu? Dạ Ngọc Mị hỏi liên tiếp. Không rõ nữa, Vấn Thiên đạo nhân lắc đầu, ban đầu ta cũng tưởng rằng nó đã được luyện hóa vào bên trong trái tim. Bây giờ xem ra là không có. Vậy rốt cuộc nó ở đâu, ta cũng không rõ nữa. Phù Diêu tiên tử chợt phát hiện một luồng kim quang sáng rực ở đằng xa, không khỏi kêu lên, chồng, chàng nhìn cái đó đi. Kim quang mang theo một luồng tiên khí huy hoàng, khiến người ta nhìn thấy mà không nhịn được phải quỳ bái. Sao, Vấn Thiên đạo nhân kinh ngạc không thôi, cái này, chẳng lẽ là ánh sáng do chúng diệu chi môn phát ra? Mọi người lập tức chạy đến chỗ ánh sáng sáng lên, kết quả lại chạy về giao trì. Nhưng tia sáng kia đã không còn bóng dáng. Chồng, Ngọc Mị tỷ, Sơ Tuyết tỷ, tại sao mọi người lại quay về? Kiều Tiểu Kiều nhìn thấy bọn họ, không khỏi ngạc nhiên hỏi. Vừa rồi mọi người vẫn canh chừng Quy Nguyên đỉnh chứ? Dạ Ngọc Mị hỏi, mọi người có phát hiện điểm gì lạ thường không? Nguyệt Thanh Nhã thản nhiên đáp lại, nơi này cũng không có dị thường gì xảy ra. Ngược lại bên phía mọi người có thu hoạch được gì không? Thần tiên tỷ tỷ, chúng ta đương nhiên là có thu hoạch rồi. Hạ Thiên nhảy vào lòng Nguyệt Thanh Nhã, cười hì hì nói, ta đã xử lý tên thần hoàng kia rồi, về sau chúng ta không cần sợ Liên Minh Tu Tiên gì nữa, chúng ta muốn làm cái gì thì làm cái đó. Nguyệt Thanh Nhã xoa đầu Hạ Thiên, cũng không nói câu nào. Tia sáng vừa rồi tuyệt đối là sự nhắc nhở. Tinh thần của Vấn Thiên đạo nhân đã bị tia sáng vừa rồi thu hút, liền nói Quy Nguyên đỉnh, đúng, chính là Quy Nguyên đỉnh. Chúng diệu chi môn tuyệt đối đang ở bên trong đỉnh, chúng ta mau kích hoạt cái đỉnh đó, khởi động nó lại. Chỉ sợ không được, Diệp Mộng Oánh thản nhiên nói, vừa rồi chúng ta đã thử qua, nhưng không cách nào khởi động, cảm giác dường như còn thiếu cái gì đó. Vấn Thiên đạo nhân sửng sốt, đột nhiên vỗ ót, lập tức truyền âm, Hồng Tụ. Ngươi lập tức đến giao trì, có chuyện quan trọng cần làm. Không bao lâu sau, một cái bóng màu đỏ bay đến. Chính là Bùi Hồng Tụ đã được Vấn Thiên đạo nhân mang đi cách đây không lâu. Lúc này nàng đã tỉnh, cả người tản ra một khí chất vừa yêu diễm vừa thanh lãnh. Hạ Thiên vừa nhìn thấy đã thích. Hồng Tụ xin ra mắt sư tôn, xin chào Hạ Chí Tôn và chư vị tiền bối.
Bùi Hồng Tụ rơi xuống gần đó, hành lễ với Vấn Thiên Đạo Nhân, còn có đám người Hạ Thiên. Không còn thời gian nữa, ngươi mau cởi quần áo xong tu với Hạ Thiên đi. Vấn Thiên Đạo Nhân nói rất trực tiếp, khiến tất cả đều ngẩn người. Hạ Thiên cảm thấy khó chịu, lão mũi trâu, người muốn ăn đòn đúng không? Này, đừng hiểu lầm, bần đạo không phải hạng người bẩn thỉu đâu. Vấn Thiên Đạo Nhân cũng lấy lại tinh thần, vội vàng nói, quy nguyên mẫu đỉnh chính là Hồng Mông thần khí, nhưng nó cần âm dương nhị khí giao hội mới có thể kích phát không gian ở chỗ sâu nhất. Chúng Diệu Chi Môn tuyệt đối nằm ở đó, nhưng âm dương nhị khí nào dễ dàng lấy được. Tuy nhiên, băng hỏa linh thể của ngươi cùng với vô thượng đạo linh chi thể của đồ đệ ta có thể kết hợp, tự nhiên sẽ có âm dương nhị khí. Nếu có thái âm chi thể cùng với mấy sử nữ hoàn bích chi thân thì lại càng tốt hơn. Tiêu Dao tiên tử không phải thái âm chi thể sao? Phù Diêu tiên tử lạnh lùng nói. Thạch Thuần kiêu ngạo nói, ta và bối bối tỷ chính là, phì, hoàn bích chi thân đấy. Vì liên minh tu tiên, vì đại nghiệp ngàn vạn năm của giới tu chân, Hạ Thiên ngươi còn do dự gì nữa? Vấn Thiên Đạo Nhân nhìn không được thúc giục, mười mấy nữ nhân nơi này đều là nữ nhân của ngươi, chẳng lẽ ngươi còn ngại? Hạ Thiên nhếch miệng, ta không thích để các ngươi nhìn thấy Xuân Cung Đồ. Cái này còn không đơn giản sao? Ngươi cứ bố trí một kết giới để che lại là được mà. Vấn Thiên Đạo Nhân nhanh chóng nói, chẳng lẽ toàn bộ liên minh tu tiên còn có người có thể nhìn xuyên qua kết giới mà ngươi bố trí? Đây chính là chúng Diệu Chi Môn mà bần đạo muốn được nhìn thấy một lần trong đời, cảm nhận được ý vị của chân tiên giới. Vấn Thiên Đạo Nhân lại thúc giục Bùi Hồng Tụ, Đồ Nhi, ngươi cũng đừng thẹn. Mạng của ngươi là do Hạ Thiên cứu, hắn nhất định là chân mệnh thiên tử của ngươi. Khi hôn mê, ngươi cũng vẫn còn thần trí, hẳn cũng biết hắn rất thích ngươi. Bùi Hồng Tụ đỏ mặt không thôi. Dạ Ngọc Mị bỗng nhiên mỉm cười, Vấn Thiên Lão Nhi, ngươi không phải Dạ Đế. Theo lời ngươi nói, năm đó Dạ Đế ái mộ đồ đệ của ngươi mà, tại sao bây giờ ngươi lại đem đồ đệ chuyển thế của mình thành nữ nhân của Hạ Thiên chứ? Chuyện của Dạ Đế chẳng liên quan gì đến bần đạo. Vấn Thiên Đạo Nhân khoát tay nói, huống chi Hồng Tụ cũng không phải phiếu miểu tiên tử năm đó. Nàng chính là nàng. Ta nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Bùi Hồng Tụ tiến lên ôm lấy Hạ Thiên, ta thích ngươi, ngươi có thích ta không? Hạ Thiên bế ngang nàng lên. Không thích ngươi, lúc đó ta cứu ngươi làm gì? Cứ thấy nữ nhân xinh đẹp thì chàng thích thôi. Lãnh Băng Băng liếc mắt. Vợ Băng Băng, nàng đừng ghen. Một tay khác của Hạ Thiên ôm lấy Lãnh Băng Băng, sau đó nhảy vào bên trong Quy Nguyên Đỉnh, lập tức một kết giới được ngưng tụ. Hạ Thiên và tất cả nữ nhân của mình đều nhảy vào trong kết giới. Vấn Thiên Đạo Nhân tăng thêm một kết giới ở bên ngoài. Sau đó mang theo tất cả những người còn lại thối lui đến một tinh cầu cách đó mấy vạn dặm, từ xa quan sát. Y Tiểu Âm, hai bé ngoan là Thẩm Manh và Thượng Quan Quai đang ở trái đất cùng với Cơ Thanh Ảnh ở Tiên Vân Đại Lục dường như cũng bị tác động, liền sắp xếp mọi thứ thỏa đáng, sau đó bị một luồng ánh sáng màu vàng đón đi. Một ngày trôi qua, một tháng trôi qua, một năm qua đi, 10 năm trôi qua. Không biết đã trôi qua bao lâu. Rốt cuộc, có một ngày, một luồng kim quang vô cùng lớn xuất hiện trên không giao trì liên minh tu tiên. Tất cả mọi người tề tựu gần giao trì. Trong đó còn có Hạ Lãnh. Lúc này, Vấn Thiên Đạo Nhân đã mang Hạ Lãnh còn đang du lịch các giới đến liên minh tu tiên, để hắn làm đại diện thần hoàng, chấp trưởng liên minh tu tiên. Trong khoảng thời gian này, Hạ Lãnh cũng gặp được kỳ ngộ. Mặc dù không biến thái như cha của hắn nhưng tu vi cũng đạt đến nguyên anh kỳ. Vấn Thiên Đạo Nhân cũng đã giúp hắn một tay, cho hắn một thứ gọi là tiên đan. Ban đầu Hạ Lãnh giống như nằm mộng nhưng khi Vấn Thiên Đạo Nhân nói cho hắn biết đây là ý của cha hắn, hắn cũng không nói thêm câu nào. Sau khi uống tiên đan, tu vi Hạ Lãnh tăng vọt lên hợp thể kỳ đỉnh phong. Về phần tại sao không đi thẳng đến độ kiếp kỳ đỉnh phong, có thể là vì Hạ Thiên muốn lưu lại cho con trai của mình một chút không gian trưởng thành. Không ai trong liên minh tu tiên dám phản đối. Dù sao, thần hoàng ban đầu, đại chí tôn, đại trưởng lão đều bị Hạ Thiên xử lý, con của hắn trở thành đại diện thần hoàng, bọn họ làm sao dám có dị nghị. Tuy nhiên, sách lược quản lý của Hạ Lãnh khá rộng rãi, lại nhân tính hóa, ngược lại nhận được sự kính trọng của vô số tu tiên giả chứ không chỉ vì thân phận của hắn. Thần quang ngút trời, giả dích không dứt.
nhưng khi mọi người nhìn xuống dưới đáy Quy Nguyên đỉnh lại phát hiện không thấy một ai. Ai cũng không biết trong khoảng thời gian vừa qua đã xảy ra chuyện gì. Ai cũng không biết Hạ Thiên và chúng nữ nhân của hắn đã đi đâu. Sau khi thần quang nhạt xuống, một cánh cửa lớn màu vàng óng nối liền trời đất phát ngang tinh không. Tu tiên giả độ kiếp kỳ trở xuống hoàn toàn không cách nào đến gần. Cho dù Vấn Thiên đạo nhân là độ kiếp kỳ đỉnh phong, sau khi đến gần cánh cửa, hắn cũng bị ép đến mức phải quỳ gối. Tuy nhiên, Vấn Thiên đạo nhân cũng bỏ được đến trước cánh cửa, sau đó một bàn tay lớn màu vàng óng nâng hắn lên, mang vào bên trong cánh cửa. Cánh cửa lớn nối liền trời đất cứ như vậy mà dừng lại trên không giao chỉ của Liên minh Tu Tiên. Bất kể là ai, khi Tu Vi đạt đến độ kiếp kỳ, đều có thể thử đến cánh cửa kia. Chỉ cần được cánh cửa tán thành, tất cả sẽ được một bàn tay đưa vào bên trong. Có người nói đằng sau cánh cửa chính là chân tiên giới. Có người nói thật ra nó là ma vực. Có người nói cánh cửa đó thật ra thông đến thế giới ẩn cư của thần Hoàng Hạ Thiên. Đương nhiên, cũng có thuyết âm mưu nói rằng cánh cửa đó Hạ Thiên dùng để nuốt người không nghe lời. Lời đồn như thế cũng không phải trường hợp cá biệt. Nhưng truyền thuyết về Hạ Thiên vẫn được lưu truyền như cũ ở Liên minh Tu Tiên, thậm chí là chư thiên vạn giới. Kết thúc truyện. Cảm ơn các bạn đã đồng hành hết bộ truyện. Chúc các bạn nhiều sức khỏe, nghe mình đọc truyện và đừng quên bấm thích nhé.